Nhục ơi là nhục. Chia sẻ like cho em với nào thấy em chưa các tình yêu ơi. Đơn tối nọ, đơn tối qua khi nào chốt á? Đơn tối qua nhà em á. Hôm nay đang chốt, ngày mai tiếp tục chốt. Chốt tối qua và chiều nay, chốt trong vòng 3 ngày sẽ xong được chưa? Thấy em chưa? Nó vừa bị văng ra mọi người, bây giờ vào lại của em với chả biết còn ai xem like, bây giờ đã 1:30 mất rồi, chán rất là chán dạo này. Dạo này đường truyền nó kém, xong rồi hình như nó bị đứt cáp, đứt củng gì, nó chưa nối được cái sao mọi người. Nên là mạng chán lắm, buổi tối cũng chán, tưởng là buổi trưa đỡ hơn, buổi trưa cũng chán. Vào lại hộ em nhé, đây. Em lại tặng mọi người một mã đầu livestream, một mã quần vải này, em tặng mọi người mấy chục nghìn luôn. Những quần này chẳng bao giờ em bán dưới 128.000, tất cả những quần này không bao giờ bán dưới 128.000. Em tặng các chị luôn nhé, bây giờ chả biết còn size gì cả, size số lung tung. Mọi người cứ chốt theo nhu cầu của mọi người. Sau đó là còn size gì bên em chốt size này nhé. Mọi người cứ chốt theo nhu cầu của mọi người đi ạ. Đây em xem lại xem nào. Đó, đây, mấy màu đây. Bốn màu luôn, vẫn còn đủ màu nhưng mà size thì em không biết thế nào đâu. Đầm chị, đầm em mặc còn không thì em còn chị ơi. Đầm em mặc thì nói thật với các chị là hiện tại ở kho em á là không còn một cái nào nữa. Thề. Nhưng tối nay em về 600 chiếc, chị nhận được quần Q99 rồi, đẹp lắm. Em cảm ơn chị rất là nhiều. À, chị nhận được Q99 rồi, đẹp lắm này đấy. Là vào live phát bật livestream lên là khách đã khen Q99 rồi. Quần rút dây mã là gì? Ok, mọi người chia sẻ like lại giúp em và đẩy view lại giúp em nhé. Livestream lúc nãy thì như em đã hứa là em sẽ tặng một người, dù nó có bị lag hay là nó tắt thì nó mất thì à quên, nó có bị ấy lại thì em vẫn sẽ tặng cái like đó, là vẫn tặng 200.000 và đẩy view, chia sẻ livestream lên giúp em nhé. Chia sẻ like đẩy view lên giúp em. Cái váy em đang mặc thì em bán số lượng kinh điển và dám tự tin là một trong những người bán đầu tiên trên thị trường. Em vừa nhận được V55 và quần chun đẹp xỉu luôn ạ. Nhưng em hơi gầy nên váy bị rộng một chút nhưng vẫn đẹp nha. Cảm ơn Huyền bé rất là nhiều. 1.100 người xem rồi, mọi người tiếp tục đẩy view lên cho em nào. Quần này em tặng luôn này. Xả hàng đầu like một tí nhá. Nói chung là cứ đầu like bật lên là xả hàng một tí đã, để cho mọi người vào đông đông đã nhá. Quần này cứ cho em là quần gì? Cái này là ai chia sẻ mới được chốt đơn, bởi vì hàng này là hàng xả, nghe kỹ giúp em. Những quần này nó cũng giống như quần Q14 nhưng nó hơi khác cái khuy, và như Q chia sẻ là anh Q14 là em chốt là 128.000 đó. Thì bây giờ cái này á của em á là hàng này là em về được hình như là em bán 1-2 đợt thì giá sau là em nghỉ mẫu luôn á. Cho nên là em sẽ tặng các chị luôn với giá là bao nhiêu ạ? Nghe giá luôn giúp em nhá. Chia sẻ like cho em vẫn sẽ tặng tiếp, tặng tiền tiếp để lên 1.000 rồi em bắt đầu tặng tiền nhá. Chân à, váy này ghi cho em là váy xoắn, còn quần này ghi cho em nghe giá luôn này. Em chốt trong livestream này cho các chị này. Em sale lỗ sấp mặt điêu mất lộc luôn 92.000 đồng. Quần cúc lệch kèm màu kèm size và kèm số điện thoại 92.000 đồng. Quần cúc lệch kèm màu kèm size, cái này là bây giờ em không biết là còn size như thế nào cả. Thì các chị cứ lấy theo bảng màu, cứ lấy theo bảng màu theo nhu cầu của các chị. Còn sau đó nhà em còn size gì nhà em sẽ chốt cho các chị size đó nhá. Ghi cho em mã này sẽ là quần cúc lệch, đẩy lên 1.500 tặng luôn cho người chia sẻ like nhiều nhất là 200.000 đồng. Chia sẻ tích cực lên giúp em. Em nói tặng là em tặng, em không bao giờ lân kha lân khương được chưa? Ghi cho em mã này sẽ gọi là quần cúc lệch, màu này sẽ là màu nâu, xả 90 mấy nghìn, em vừa đọc 90 mấy nghìn này. Xả 90 mấy nghìn, em vừa đọc 90 mấy nghìn, các chị tự nhiên quên rồi. 90 mấy nghìn nhỉ? Màu này cho em sẽ là quần cúc lệch màu kem. Màu này cho em sẽ là quần cúc lệch màu sữa. Và màu này cho em sẽ là quần cúc lệch màu đen 92.000 đồng. 92.000 đồng được chọn màu và được chọn size. Tất nhiên là vẫn được chọn màu, vẫn được chọn size. Các chị cứ lấy theo màu và lấy theo size nhu cầu các chị. Sau đó nhà em còn như thế nào nhà em sẽ chốt như thế đó. Còn hết thì nhà em sẽ dừng luôn. Cái váy xoắn này ngày hôm nay các chị có muốn em tặng các chị luôn không này? Em bán là 148.000 và chưa bao giờ em giảm 1.000 nào luôn. Các chị có muốn em tặng một tí không? Có muốn em giảm giá xuống một chút cho các chị đâu? Ghi cho em mã này là gì ạ? Quần cúc lệch 1.300, người chia sẻ lên 1.500 tặng luôn, người chia sẻ like này nhất tiếp tục 200.000 đồng. Tối ngày hôm qua là em tặng các chị bao nhiêu đấy? Tối ngày hôm qua là em tặng mọi người là mấy trăm ấy nhỉ? Hình như là tối ngày hôm qua là em tặng người đầu tiên là 400, ba người tiếp theo mỗi người 100, à 200, tức là tổng tặng 1 triệu. Chiều ngày hôm nay tiếp tục tặng tiếp. Ghi cho em mã này sẽ là gì ạ? Quần cúc lệch kèm màu kèm số điện thoại, xả 92.000, xả 92.000, xả 92.000, em đọc cho mọi người này. Quần cúc lệch màu này sẽ là màu sữa. Hả? Những màu kia thì sao? Em xả 92.000 đồng, còn thế nào thì còn thôi chứ, cứ xả thôi, xong còn thế nào hết thì thôi chứ, hàng xả thì mấy cái quan trọng gì. Màu đen còn 10 chiếc, màu này cho em sẽ là màu kem, màu này sẽ là màu nâu và màu này sẽ là màu sữa. Ghi cho em mã này sẽ là quần cúc lệch, xả bao nhiêu ạ? Xả 92.000 đồng.
Rồi, váy em đang mặc này, em bảo mọi người váy em đang mặc em vẫn luôn luôn bán cho các chị là 148.000 và chưa bao giờ giảm 1.000 nào đúng không? Bây giờ chị nào đang xem livestream ở đây của em, mua váy em đang mặc rồi cho em xin một câu phản hồi nhá. Đẹp hay là không đẹp các chị comment cho em phát nào, được chưa? Quần cúc lệch là xả 92.000 đồng hết hàng. Mọi người chia sẻ và đẩy lại view lên giúp em đi, lúc nãy là em bị văng ra á. Mà giờ này thì chắc chắn bật lại thì cũng không có mấy người coi nữa, nhưng mà mọi người cố gắng tương tác và chia sẻ livestream giùm em nhá các chị nhá. À, giày búp bê còn không, giày búp bê em hết hàng rồi. Váy này ghi giúp em là váy xoắn. Váy xoắn này em chốt trong livestream này ngày hôm nay cho các chị này nghe giá luôn này. 144.000 đồng. Lần đầu tiên em giảm giá luôn ạ. 144.000 đồng. Bình thường em bán là 148.000 đồng, nhưng em bán đến giờ phút này hơn 5.000 váy này rồi. Hơn 5.000 váy này rồi, cho nên là hôm nay em chốt. Váy xoắn em mua cho mẹ mặc xinh xuất sắc luôn. Cảm ơn Vũ Thị Cấm rất là nhiều. Váy xoắn mặc đẹp mê, chị mua màu nâu bây giờ vẫn muốn mua nữa. Em cảm ơn chị Jenny Thúy Đặng rất là nhiều. Em thề là chưa một khách nào chê. Lên 1.500 để em tặng cho người chia sẻ like nhiều nhất là 200.000 đi ạ. Giờ này cực kỳ ít người xem, giờ này cực kỳ ít người chơi, cho nên chị nào chơi phát là trúng luôn, được chưa? Ghi cho em mã này sẽ là váy xoắn kèm màu và kèm số điện thoại. Hôm nay lần đầu tiên em chốt 144.000 và em chỉ bán một loại này duy nhất. Mặc dù bây giờ loại rẻ ra nhập vào 85.000 cũng có, nhưng em chỉ bán một loại em bán thôi. Chị Hoàng Thị Khánh lên số điện thoại giúp em này, ok chị Kim Phượng này, ok chị Hà em này, chị Nguyễn Hòa, chị Haru, chị Phạm Tiên Tiên này. Quá đẹp luôn. Váy xoắn chồng bảo mặc đẹp thế sao không mua hai màu. Trời ơi, thấy chưa? Cảm ơn Lan Nguyễn nhá. Đấy, khách của em comment đấy. Váy xoắn chồng bảo mặc đẹp thế sao không mua hai màu. Các chị thấy chưa? Ok, chị Hạnh Nguyễn lên số điện thoại giúp em. Váy xoắn kèm màu và kèm số điện thoại. Hôm nay em chốt cho các chị là 100 bao nhiêu? 144.000 đồng. Bình thường em bán là 148.000 đồng nhá các chị nhá. Em mặc nhanh cho một người màu đen nữa để em qua mẫu. Váy xoắn này của em bảo mọi người này. Cái gì nhỉ? Em bán là gì ạ? Em bán đến giờ phút này là hơn 5.000 cái váy này rồi. Quần cúc lệch là ống rộng à? Dạ, quần cúc lệch đó là hàng xả nha chị ơi. Sục đi chị ơi. À, váy xoắn đen, váy xoắn nâu, chị Ngọc Lan lên số điện thoại giúp em. Sục, sục em đang đi ấy chị, hay là sục gì? Ghi cho em mã này sẽ là váy xoắn kèm màu và kèm số, em mặc cho một cả màu đen. 144.000 đồng ngày hôm nay. Tranh thủ chốt đơn và chia sẻ like giúp em nhé. Chị nào mà mua một màu rồi, chị nào mua một màu rồi mà ưng mà thấy em bán rẻ hơn thì vào mua thêm màu nữa trong cái hôm được giảm giá này mọi người nhé. Tranh thủ nhá. Áo caro là áo gì chị ơi? 1m50 vẫn mặc được chị ạ. Khách của em 1m50 vẫn mặc rất là nhiều. Còn nếu như mà chị không thích mặc dài á thì chị có thể mang ra tiệm và bảo người ta cắt đi, cam kết là không bị mất form nha các chị nha. Áo em đang váy em đang mặc là váy xoắn, còn quần đùi không phải quần đùi đâu, quần này ý em là quần ngố thái chị nhá. Quần ngố thái này em chốt trong live cho các chị là bao nhiêu, là 37.000 đồng. Các chị chia sẻ đẩy view lên để em tặng cho người nhiều nhất nha. Chị nha, và một váy xoắn cái gì đấy ạ? Em tặng em ghi, mọi người ghi trên mã này sẽ là xoắn đen và màu em vừa mặc cho em sẽ là xoắn nâu. Vẫn tặng cho người chia sẻ nhiều nhất là 100.000 nếu mà chưa không đủ view. Váy xoắn chất mát, cầm nặng tay, mặc lên trông gầy mấy cân luôn. Em cảm ơn chị Hà Lê rất là nhiều. Khách của em 65 cân và có bầu vẫn mặc được các mọi người. Ngố thái nó là quần ngố chứ phải là quần ngắn chơi. Nó là quần như thế này này chị. Đây, nó là quần đúng như thế này luôn. Nó là quần ngố thái. Cú pháp cho em sẽ là quần ngố thái và cách số điện thoại. Em chốt trong livestream cho các chị là 37.000 đồng nhá. Còn váy xoắn em đang mặc là bao nhiêu? Hôm nay là 144.000 đồng. Em có hai màu là xoắn đen và xoắn nâu, cách số điện thoại, mặc siêu gầy và siêu eo luôn. Quần rút dây mã là gì vậy chị? Chị Red Inbox em đi ạ. Quần rút dây là quần gì nhỉ? Quần này á em. Quần rút dây là quần ý em là quần đùi hay là quần dài? Anh treo lại cái set này lên này. Quần này nhà em tối nay hàng sẽ về này. Quần này nhà em hàng sẽ tối nay sẽ về Q100 nhà em. Bây giờ em sẽ mặc Q100 và mặc váy áo QC nha các chị nhá. Váy xoắn em chốt trong live cho các chị là 144.000 chuẩn hàng loại gì ạ? Đúng rồi, bây giờ là về toàn bộ là không khóa rồi, em không làm có khóa nữa tại vì khách thích không khóa hơn. Đợt đầu là em làm có khóa nhưng về sau khách thích không khóa, thế là em chuyển sang hết là hàng không khóa, chứ còn làm có khóa vừa tốn hơn, vừa đắt hơn, vừa mất công và mất thời gian hơn đấy mọi người. Nhưng khách bảo là khách thích loại không khóa. Bây giờ em sẽ mặc cho mọi người cái quần Q100 này nhá. Không biết có chị nào mua Q100 nhà em rồi cho em xin một câu phản hồi. Q100 và em sẽ mặc áo QC. Chị nào mua áo QC nhà em cũng cho em xin một câu phản hồi nha các chị nhá. Váy có cổ đằng sau mã là gì vậy em? Váy có cổ đằng sau. Váy có cổ đằng sau là cái này á chị, cái này là V55, cái này em về được hàng rồi đấy. Hôm nay về bắt đầu về được hàng, tối nay bắt đầu về được hàng. Kính bao nhiêu á? Kính này ghi giúp em là kính trơn. Kính trơn này của em chốt trong live là 98.000. Còn kính này ghi giúp em là kính đen. Kính đen này em chốt trong live là 99.000. Em vẫn tặng cho người chia sẻ live này nhiều nhất là 150.000 nhá. Cả mặc dù là chưa đủ view thì mọi người cứ tương tác, cứ chia sẻ lên giúp em, và đương nhiên vẫn phải chia sẻ đủ 700 lượt nhá. Chứ chia sẻ 1-200 lượt em nói luôn em không tặng đâu. Em làm đúng quy định em đưa ra thì các chị cũng cứ như thế, và bởi vì khách nào đúng quy định là auto được tặng thôi. Ngày nào cũng tặng tiền hết. Lệch vai có màu gì em nhỉ? Lệch vai nhà em có 4 màu chị ơi. Lệch vai vẫn chốt trong live cho các chị có 67.000 đồng thôi. Có 67.000 đồng thôi các chị ạ. Mặc sơ mi cổ béo đi chị. Ok, quần này đúng không? Bây giờ em lên cho mọi người Q100. Q100 này em vẫn chốt trong live cho các chị là bao nhiêu ạ? Là 116.000 đồng một Q100 này. 116.000 đồng, và quần này em bán số lượng kinh khủng. Q100 em sẽ mặc về áo QC.
áo quy xê này em thề với mọi người luôn là ngày hôm qua là về mấy trăm nhỉ, 400, sáng nay lại tiếp tục về 300 và ngày mai lại tiếp tục về tiếp. Và như bây giờ ở nhà em là màu tím lại tiếp tục hết sạch hàng rồi, nhưng ngày mai sẽ về nhiều bởi vì em đặt vào gối lô liên tục với mọi người. Chị mặc áo voan tím á, voan tím là cái gì, cái này á, cái này là cổ bèo. Ghi cho em mã này sẽ là áo quy xê kèm màu và kèm số điện thoại. Chị nào mua áo quy xê nhà em rồi cho em xin một câu phản hồi nhá. Chị ơi, quần cúc lệch mà 70 cân thì không vừa đâu, quần cúc lệch chỉ được 6 mấy cân thôi. Vì thứ hai nữa là quần cúc lệch nhà em là hàng xả em lên từ nãy giờ rồi ấy, được chưa? Mặc lệch vai đi chị, ok chờ em một chút, một vài xoắn cho chị thu hàng lên số điện thoại giúp em. Quần có túi sau bao nhiêu tiền? Quần có túi sau là quần gì chị nhỉ? Áo này ghi giúp em là áo quy xê kèm màu và kèm số điện thoại, 100 bao nhiêu ạ? Thật ra là cứ bán đi bán lại mấy cái mã đắt hàng thôi. Mấy cái mã mà không đắt hàng lắm thì cứ bán một lần thì cũng không muốn bán nữa. Nhưng cái gì mà đắt hàng thì cứ bán đi bán lại, bán đi bán lại mọi người. Lên tâm đi em. Em nhận được quần Q100 rồi, muốn đổi màu khác được không ạ? Dạ bên em khi các chị nhận hàng á, các chị kiểm hàng, nếu các chị cảm thấy ưng là các chị nhận luôn lúc đó, mà nếu các chị cảm thấy không ưng cái màu đó các chị hoàn hàng luôn, chứ không có kiểu ship đến rồi các chị xem hàng rồi nhận hàng rồi xong rồi đổi màu là nhà em không hỗ trợ được như thế nha các chị nha. Ghi cho em mã này sẽ là áo QC và quần này cho em sẽ là Q100 kèm màu và kèm số điện thoại. Inbox giải quyết đơn cho em nhà em, không có người check inbox, có vấn đề gì gọi điện vào số điện thoại hotline. Ghi cho em mã này sẽ là Q100 kèm màu và kèm số điện thoại. Q100 màu em đang mặc sẽ là màu đen. Q100 màu này cho em sẽ là màu kem. Q100 màu này cho em sẽ là màu sữa. Q100 màu này cho em sẽ là màu hồng. Và Q100 màu này cho em sẽ là màu nâu. Em chốt trong livestream này là 116.000. Còn áo em đang mặc gọi là áo QC. QC của em có 5 màu, em chốt trong live cho các chị là 134.000 đồng. QC có màu tím không, sẽ không thể thiếu màu tím được chị ơi. Màu tím là màu bán được nhiều bằng màu bò và hơn tất cả những màu còn lại luôn chị ạ. Màu tím với màu bò là ngang ngang sắp xỉ nhau. Áo QC đẹp lắm, đã quay lại mua thêm 2 cái. Em cảm ơn chị kẹo bông rất là nhiều, chưa một người chê áo QC nhà em luôn. Quần này ghi là quần Q100 màu kem, màu này sẽ là Q100 màu sữa. Mọi người chia sẻ livestream tích cực của em, em vẫn tặng cho người chia sẻ livestream nhiều nhất là 150.000 đồng nhá. Chia sẻ live mạnh mẽ lên giúp em. Màu này cho em sẽ là QC màu hồng và màu này cho em sẽ là QC màu nâu. À, em phải QC, cái này là Q100 màu hồng. QC mặc sướng lắm chị, em mua màu bò cộng đen rồi, giờ em mua thêm cái gì đấy, chưa kịp đọc hết comment nhưng mà cảm ơn em rất là nhiều. Màu này cho em sẽ là quần Q100 và áo em đang mặc sẽ là áo QC. Và cái chân váy mà phải nói là đắt hàng nhất tối ngày hôm qua là cái chân váy CV85 này của em, thật sự là đắt hàng không thể tưởng tượng được các chị, đắt hàng không tưởng tượng được. Mà mặc lên thì các chị đúng là chỉ có chốt đơn thôi, mặc lên là chốt đơn thôi. Mà em không dám mặc từ đầu lại, giờ mới mặc có đúng một lần và đúng một màu thôi. Áo QC nhà em không thể thiếu màu tím được chị ơi. Áo QC màu em đang mặc sẽ là màu bò. Áo QC mua 3 cái mặc đi biển mắt lắm mà không bị nhầu. Em cảm ơn chị Kim Yến, kể cả các chị giặt máy nó cũng không nhầu đâu. Không nhầu đâu bởi vì bản thân em đã mua rồi, mặc rồi và giặt rồi. Áo quy trước khi em bán cho các chị em còn mua 2 chiếc rồi. Vừa nhận áo QC sáng nay xong giặt luôn, giặt luôn mai mặc. Cảm ơn chị Gumi rất là nhiều đấy, các chị thấy chưa? Bà này là còn giặt luôn là mặc, chứ như em nhá, quần áo mới về em mặc luôn, em không giặt đâu. Cứ phải mặc một lần đầu tiên đã, sau đó lúc đấy mới giặt, không là nó cũ mất. Giặt sau là nó cũ mất. Q100 Sài Gòn mặc được không bạn? Dạ mặc được. Chị Thu Phương một QC nâu, chị ơi màu này sẽ là màu bò chị nhá. QC bò, QC đen, QC trắng, QC xanh và QC tím. Cái màu tím là cái màu đỉnh cao thật sự luôn. 2 màu em bán đắt hàng nhất là màu bò và màu tím, về bao nhiêu cũng hết. Chứ em nói thật với mọi người, bây giờ màu đen với màu trắng là nhà em vẫn còn đấy, nhưng màu nào đắt hàng và màu tím màu bò là hết rồi. Nhưng màu nào đắt hàng em vẫn sẽ bảo với khách màu đó là đắt hàng. Còn tất nhiên là chốt màu nào đó là quyền và sở thích của các chị, nhưng em sẽ tư vấn cho mọi người màu nào em bán đắt hàng là em bảo đắt hàng. Chị Thu Phương một QC bò lên số điện thoại giúp em. QC của em là 134.000 đồng, hàng Quảng Châu. Em nói rồi, phát hiện ra sử Việt Nam các chị được hoàn hàng luôn. Còn quần em đang mặc sẽ là gì? Sẽ là Q100. Q100 màu em đang mặc sẽ là màu đen. 100 bao nhiêu ạ? Gọi điện hotline đi em ơi, sao cọc từ trước Tết chưa nhận được hàng mà bây giờ vẫn còn ở đây thắc mắc vậy trời. Gọi hotline đi. Giờ này là gọi được rồi nè. Ghi cho em mã này sẽ là áo QC kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong line để cho các chị là 100 bao nhiêu ạ? 134.000 đồng. Đấy, em đang mặc ở đây màu tím, đẹp chưa? 134.000 đồng, các chị mặc như thế này cũng đẹp này. Đó, gọi lại đi ạ, không phải là thuê bao mà là máy bận, chứ không phải là thuê bao, hàng trăm người ngày nào cũng gọi được chị ơi. Làm gì có từ Tết đến bây giờ mà không gọi được. Quan trọng là các chị có tích cực gọi hay không. Chứ nhà em ngày nào hotline chả mấy trăm người gọi, làm gì có chuyện từ Tết đến giờ lúc nào cũng thuê bao được. QC tím với chị Phương Hoàng, ok lên số điện thoại giúp em nhá. CV20 màu hồng, ok chị Nhung Trương lên số điện thoại giúp em này. Túi VIP NI còn không, thì em còn màu nâu với cả màu trắng. Còn màu đen thì cái túi VIP để em hết rồi. Còn QC màu em đang mặc sẽ là màu tím. Quần Q100 của em nó là chất tăm. Chất tăm nha các chị, xem có cái gì xả nó mang nốt của em. Có cái váy gì, cái váy kaki hay váy gì đấy, hay là váy cổ sen mang nốt cho em xả nốt đi. Q100 của em là chất tăm. Đây này, đây đó. Váy cổ sen xả luôn. SM
Váy này bán gần 200.000, váy này nhập đắt vãi chưởng luôn. Đây này. Váy này em bán gần 200.000 nhập đắt kinh khủng luôn. Váy váy cổ sen này các chị, hàng kaki cao cấp, mọi người nhìn giúp em này. Em xả cho các chị luôn nhá. Hai size SM em còn khoảng 20 chiếc. Ghi cho em mã này sẽ là áo cổ sen, à quên, váy cổ sen kèm size và kèm số điện thoại. Anh check lại giá bán cho em luôn. Em đọc cho khách cả giá xả luôn nhá. Em check cho mọi người cả giá bán luôn để đúng giá bán luôn chứ không phải là em tự nghĩ ra đâu. Em nhớ là em bán váy này là gần 200.000 vì váy này nhập rất là cao. QC bò ok, áo nó mặc sẽ là QC tím và QC bò nhá. Quần vải đen mặc đi làm hả? 199.000, em bán 199.000, em xả lỗ cho các chị 139.000. Em nói điên mất dọc luôn. 139.000 váy cổ sen S và váy cổ sen M. Em còn khoảng 20 chiếc thôi. Váy cổ sen S và váy cổ sen M mặc xinh kinh khủng luôn. Bán 199 và xả 139. Em bảo em mặc lỗ mấy chục nghìn em đi đầu xuống đất luôn được chưa? Chị nào lấy tranh thủ comment luôn giúp em. Nói chung là 10 20 chiếc thì xả luôn. Để đây vừa tồn vốn vừa chật kho chả được cái gì cả. Lên chân váy da cá đi chị. Ờ đúng rồi, chân váy da cá. À tối chân váy da cá hình như hàng về chưa ta? Hình như lúc nãy hàng về rồi. Đây váy cổ sen chị Thảo Nhi lên số điện thoại giúp em nhá. Chân váy da cá của em là 100 bao nhiêu tự nhiên quên rồi. QC tím ok chị à, Linh Ngụy này, váy cổ sen S này đấy, mọi người tranh thủ chốt đi, hàng xả em chỉ dơ phát như thế thôi. Các chị phải comment nhanh không là hết ấy. Lên quần đỉnh sữa đi chị ơi, quần đỉnh nhà em có đủ màu, quần đỉnh này đi làm thoải mái luôn. Quần đỉnh nhà em có đủ màu luôn nhá. Và em có một cái quần mà siêu đắt hàng đấy là cái quần gì nhỉ? Đấy là cái quần quần 2 túi nhưng mà bây giờ cũng đang hết hàng mất rồi. À, đâu nhỉ? Quần đỉnh nhà em đâu anh nhỉ? Đây, quần đỉnh của em đây. Quần đỉnh này của em có tất cả là 4 màu. Em chốt trong livestream này cho các chị là 128.000 đồng. Và khách chưa một khách nào chê luôn. 128.000 đồng và quần đỉnh này mặc với cái áo nó mặc cũng mặc được luôn. Bây giờ em mặc cho các chị xem. Quần đỉnh em có tất cả là 4 màu, 128 và nó là chất vải tây. Quần này nó là chất vải tây và mọi người có thể mặc đi làm được. Tuy nhiên là vải tây nhưng nó là form chun, nó là form chun nha các chị nhá. Bây giờ em mặc cho mới quần đỉnh này nhá. Quần đỉnh này em chốt trong live cho các chị là 128. Lên áo xẻ tà đi ạ. À. Ok chị ơi, chờ em một chút. Áo chị đang mặc bao nhiêu vậy? Áo em đang mặc gọi là áo QC. Áo QC này em chốt trong live cho các chị là 134.000 đồng hàng Quảng Châu. Còn quần này này, quần này ghi giúp em là quần gì? Quần này ghi giúp em là quần đỉnh. Bây giờ em mặc cho màu đen. Quần đỉnh mặc thích lắm em, chị mua về mẹ thích. Mẹ thích lại đặt thêm cho mẹ hai cái. Mẹ chị thích lại đặt thêm cho mẹ hai cái. Em cảm ơn chị Nguyễn Thùy rất là nhiều. Các chị thấy chưa? Quần đỉnh mặc thích lắm em, chị mua về mẹ thích đặt cho mẹ hai cá đó, các chị thấy chưa? Chị mai anh Trần một áo QC màu tím lên số điện thoại giúp em. Ghi cho em mã này sẽ là gì ạ? Quần đỉnh đen và áo này sẽ là áo QC tím và cách số điện thoại. Các chị có thể mặc giả vờ đóng thùng như này hoặc các chị có thể đóng thùng hẳn vào như thế này cũng được. Nhưng mà nếu mà màu đen á thì em thấy mặc với màu bò nó sẽ hợp hơn này, đóng thùng với màu bò nó sẽ hợp hơn màu tím đúng không? Áo này ghi giúp em là áo QC, còn quần này ghi giúp em là quần đỉnh. Quần đỉnh là 128.000, còn áo QC là 134.000 đồng hàng Quảng Châu. Áo này 75 cân đổ về em bao vừa thoải mái, còn 80 cân thì cũng không không biết có vừa không nhỉ? Có vừa áo này không trời? 80 cân không biết là có vừa không, chắc là vẫn vừa đấy chị ạ. Áo lệch vai có mấy màu? Áo lệch vai em có tất cả là 4 màu. Lệch vai ngày hôm nay thôi, lệch vai ngày hôm nay giảm giá cho các chị luôn nhé. Tại vì em đã bán quá nhiều rồi, em tính là sẽ giảm giá cho các chị luôn. Váy 98k còn không? Váy 98k là váy gì chị ơi? Chị Quỳnh Anh một QC tím lên số điện thoại giúp em. Rồi hôm nay em giảm giá lệch vai cho các chị luôn. Chờ em chút, được chưa? À, anh lấy cho em cả áo Miu Miu, áo đá luôn, em cũng tặng khách luôn đi. Cả áo Miu Miu, áo đá nữa cũng tặng luôn. Cả áo lệch vai nữa, lệch vai hình như lúc nãy em lấy rồi. Đây, lúc nãy vẫn bán là 67 nhưng bây giờ sẽ giảm luôn. Ghi cho em mã này sẽ là áo QC bò. Và quần này cho em sẽ là quần đỉnh. Em bảo là quần đỉnh này của em siêu đẹp. Khách của em vừa vào comment đấy, là chị mua xong rồi mẹ chị thấy ưng, xong rồi mua cho mẹ hai cái đấy. Các chị có thể đọc comment của khách em nhá. Áo này là áo QC. Áo QC này em chốt trong live là 134.000 đồng. Còn quần đỉnh này em chốt trong live là 128.000 đồng. Áo đá này hôm nay em tặng các chị luôn này. Đây là lệch vai thì em lấy ở đây rồi này. Lệch vai này hôm nay em cũng tặng luôn. Lệch vai này hôm nay em chốt cho các chị 64.000 đồng. Mua được ở đâu rẻ hơn nữa, em tặng các chị một cái nữa là mặc 64.000 đồng một chiếc lệch vai. Và chắc là em bán nốt loại này là em cũng bỏ mẫu chứ. Áo này em bán quá trời rồi, bán hơn 5.000 chiếc. Bây giờ có bán khách người ta chắc cũng không mua nữa. Còn quần đỉnh bây giờ em đọc bảng màu nhá. Áo Miu Miu anh lên trên kho, còn màu gì mang xuống đây cho em mỗi người màu một. Em tặng các chị luôn với giá là ấy nhá, em sale luôn. Còn quần tắc ta không Linh ơi, dạ em còn. Trời ơi tắc ta em chốt trong live cho các chị là 75.000. Túi em đang đeo ghi giúp em là túi nhỏ. Mọi người có chia sẻ live stream cho em không vậy? Em tặng cho người chia sẻ like nhiều nhất là vẫn 200.000 đi hay là 150.000 nhỉ? Eo ơi, dạo này bán ế nên có dám tặng nhiều đâu. Mà mới được có 300 mấy lượt chia sẻ thôi. Thôi chia sẻ lên cho em đủ 700 lượt tệ. Chia sẻ lên cho em đủ 700 lượt nhá thì em vẫn tặng cho mọi người là em vẫn mới nhận quần đỉnh nay mặc
mặc luôn chất với form siêu đẹp. Em cảm ơn chị Vân Tiên. Mới nhận quần đỉnh nay mặc luôn chất với form siêu đẹp. Chị Vân Tiên, em cảm ơn chị Vân Tiên rất là nhiều nhá. Cảm ơn chị nhiều lắm, mọi người thấy chưa? Khi mà em lên một mã sản phẩm gì mà khách cứ vào khen sở khó, đó là thành công rồi. Mã sản phẩm đấy được gọi là thành công rồi đúng không ạ? Còn nếu như lên cái gì mà khách người ta vào chê là mình cũng phải cân nhắc lại xem là có ok không. Nhưng trộm vía được cái hầu như những cái gì mà em lựa chọn để mang đến cho các chị thì đều là gọi là ok và đều được khen rất là nhiều. Và những cái nào best seller thì một livestream có khi có hàng trăm khách vào comment là có thật. Ghi cho em mã này sẽ gọi cho em là quần gì ạ? Quần đỉnh màu đen. Màu này cho em sẽ là quần đỉnh màu sữa. Màu này cho em sẽ là quần đỉnh màu kem. Và màu này cho em sẽ là quần đỉnh màu nâu. Em chốt trong livestream này cho các chị là 118.000 đồng. Bắt buộc kiểm tra hàng. Nếu các chị thích gặp bưu tá mặc trước, à quên, lồng ra trước mặt bưu tá mặc thử luôn. Em cho các chị ướm thử luôn. Ưng thì hãng lấy, không ưng thì thôi. Nghe kỹ giúp em nhá, được chưa? Ghi cho em mã này sẽ là quần đỉnh. Khi mà em lên từ nãy giờ, mặc dù buổi trưa rất ít người xem, nhưng từ nãy giờ đấy lại người thứ năm comment quần đỉnh mềm mát xinh xong mặc thoải mái luôn. Em cảm ơn chị mập già rất là nhiều. Em nói với mọi người này, nếu như ai theo dõi em Linh và biết em Linh lâu rồi ấy, thì mọi người sẽ biết là em Linh không bao giờ nhập quá nhiều mẫu quần, chỉ ít thôi, chỉ vài, gọi là một cùng một thời điểm em không bao giờ bán quá 10 mẫu quần luôn, gần như là không bán quá 5 mẫu ấy. Nhưng mà mẫu này em bán hầu như là bán số lượng siêu lớn luôn. Ghi cho em mã này sẽ là quần đỉnh đen, quần đỉnh sữa này, quần đỉnh kem và quần đỉnh nâu. 128.000 rồi, áo đá này ngày hôm nay tặng luôn. Tất cả những chị đang xem livestream ở đây, ai mua áo đá nhà em rồi cho em xin một câu phản hồi. Em hỏi là em hỏi tất cả luôn nhé, tất cả các chị đang xem ở đây, ai mua áo đá này nhà em cho em xin một câu phản hồi. Bản thân em Linh đã bán áo này lên đến 6.000 con rồi. Và bây giờ nói thật là bây giờ em có bán thì khách cũng không mua mấy nữa, bởi vì là đã mua quá nhiều rồi, hầu như là khách mua hết rồi, nên là người ta cũng chẳng mua mấy nữa. Nên là hôm nay em tặng nốt cho các chị luôn này, áo đá này, trời ơi toàn bộ là đá 100% luôn. Thật là một... Ôi sao cái này lại chưa ấy cái này ra nhỉ anh nhỉ? Ủa? Ôi trời ơi, cái này đúng cái lỗi, lấy ra cái khác đi. Mẹ sư, đợt này nó dán xong nó đếch bóc cái này ra. Đếch bóc cái... Ê, như phải bóc như thế này, cái này là chưa bóc này. Anh lên lấy cho em cái nâu khác đi. Đây này. Cái kia đúng cái lỗi. Đó, như này này. Nó có cái dán ở bên ngoài này. Bây giờ em bóc ra nhá, bây giờ em mặc cho các chị. Áo đá này. Áo đá mặc đẹp lắm, em cảm ơn chị Nguyễn Khuyên rất là nhiều. Đó, các chị đọc comment đi ạ. Và áo đá này ngày đầu tiên tung ra em bán là bao nhiêu nhỉ? 72.000 đồng. Bây giờ trên kho em còn khoảng 50 con. Thôi em không cần mặc mẫu đâu, quần đỉnh mặc siêu mát, hè mặc thoải mái. Em nói thật với các chị nhé, mùa hè mà thiếu cái quần này đó là sai lầm. Mùa hè mà thiếu cái quần này đó là sai lầm. Các chị có biết tại sao không? Tại vì nó mát kinh khủng khiếp luôn. Bản thân em cứ cái gì mát là em thích. Mình mua một phát 7 áo đá. Em cảm ơn chị Lan Phương rất là nhiều. Em tặng nốt cho các chị nhé. Em bán là 72.000. Hôm nay em tặng cho các chị luôn này. 58.000 đồng. 58.000 đồng bán nốt. Còn bao nhiêu ở kho bán nốt nhá. Set hàn 1m65 mặc ngắn không linh tứ đang kết set đó. Thật ra thì nó sẽ quần thì thoải mái bà. Nhưng mà áo tớ sợ hơi cọc một chút. Nên là bà chưa cân nhắc trước khi mua. Áo đá bao nhiêu ạ? Hôm nay em chốt cho các chị luôn là bao nhiêu? 58.000 đồng đi anh. Giá này là giá sale và đương nhiên chả em không có điên để em nhập thêm nữa. 58.000 đồng em có áo đá nâu. 58.000 đồng em có áo đá đỏ. 58.000 đồng em có áo đá trắng. Và 58.000 đồng em có áo đá nâu. Áo đá kèm màu và kèm số điện thoại. Đá này sẽ là đá trắng và màu này cho em sẽ là màu đen. Đá trắng, đá trắng, đá đen, đá đỏ và gì ạ? Đá nâu. 58.000 đồng, giá cũ em bán là 72.000. Tất cả các chị có thể tua lại livestream và xem lại livestream em đã từng livestream. Chị thu hàng lên số điện thoại giúp em đây, các chị nhìn lên giúp em. Áo đá kèm màu và kèm số điện thoại. Áo đá kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong livestream này cho các chị là bao nhiêu ạ? 58.000 đồng một áo. Tranh thủ chốt đơn để em qua mẫu luôn ở đây nhá. Quần đỉnh em nói thật, từ nãy đến giờ mặc dù là livestream buổi chiều và chỉ có hơn 1.000 người xem, nhưng em đến từ nãy giờ là có 7 chị vào khen cái quần đỉnh này rồi. Và thật sự mùa hè nếu các chị không có quần đỉnh này là một điều cực kỳ tiếc luôn. Tại sao ạ? Quần đỉnh này của em mặc siêu mát luôn, mát lắm luôn đấy mọi người. Áo đá kèm màu và kèm số điện thoại, anh lấy cho em bảng màu cổ tim em tặng khách luôn ngày hôm nay đi anh. Cổ tim hôm nay em tặng cho các chị 55.000 đồng một áo luôn. Chị Winburn lên số điện thoại giúp em, lên sơ mi đi chị. Ok, em có cái sơ mi này rất là đắt hàng này. Sơ mi này ví dụ em là A50.
Tất cả những chị đang xem live stream của em, ai mua A50 nhà em rồi cho em xin một câu phản hồi. Em nói thật, A50 này bây giờ người ta ra hàng rẻ nhiều lắm. Cái chất nó vẫn khác. Cái kiểu thì nó cũng xem xê nhưng mà cái chất nó khác. Còn bây giờ ra hàng rẻ mấy chục nghìn cũng có. Nhưng mà em thì em chỉ bán một loại thôi. Trước sau em chỉ bán một loại thôi. Áo này em bán là 107.000. Hôm nay em giảm cho các chị là 103.000 đồng. Ghi cho em mã này sẽ là A50. Không biết có chị nào đang xem live stream của em mà mua A50 nhà em rồi cho em xin một câu phản hồi nhá. Áo đá em sale là 58.000, hết hàng nha các chị nhá. À, áo lệch vai hôm nay cũng sale luôn. Ok. Ủa nó vướng vào cái gì? Áo lệch vai ngày hôm nay vừa nhận Mickey H10 á, bị thủng một lỗ à chị? Trời ơi bị lỗi à? Thế chị bảo với nhân viên bên em lên đơn đổi cho mình nhá. Nếu như mà lỗi là bên em đổi mà, trời ơi nó vướng vào cái chị rồi. Nếu mà lỗi là bên em đổi nhá chị. Yên tâm. Đấy, may chưa đứt vòng. A50 phối với chân váy CV8 ghi mặc siêu trẻ. Thì em là người phối như thế cho các chị mà, cho nên sau khách của em toàn phối như thế thôi. Chia sẻ và đẩy view lên giúp em nhá. Đừng để tụt view các chị. Chị chi up hay lên số điện thoại giúp em đi em bảo mọi người. CV8 hôm nay ngày hôm nay em chốt cho các chị 124.000. Mặc về áo em đang mặc là A50. Quần đỉnh mặc thích lắm. Em cảm ơn chị Bích Hiệp, các chị thấy chưa? Khách của em vào từ nãy giờ là gần 10 người khen quần đỉnh rồi, chứ không phải là 4 người, 5 người nữa đâu. Mà bây giờ có 1.000 người coi chứ không phải đông như bình thường đâu. Đây này, em mặc cho mọi người cái chân quần, chân váy này. Cái dây là chân váy CV8 nhá. Còn áo em đang mặc sẽ là A50. A50 em chốt trong live ngày hôm nay là 103.000, ghi giá đi anh ơi. Còn chân váy này sẽ là chân váy CV8. Còn quần em đang mặc thì em xin phép qua mẫu ở đây. Quần em đang thì ghi là quần đỉnh 128.000 đồng giúp em. 128 cho em xem lại áo đá. Áo đá em đang xả nốt cho các chị là 58.000 đồng. Giá cũ em bán là 72.000 đồng nhá các chị nhá. Quần mấy màu? Quần em có tất cả là 4 màu và em chốt trong live cho các chị quần này là bao nhiêu nhỉ? Em chốt trong live quần này là 128.000 đồng ạ. 128.000 đồng. Quần đỉnh có size không vậy shop? Giá quần đỉnh có size không vậy shop? Giá có size chứ chị. Đúng rồi, em ơi, đợt Tết 7,5 á chị có đợt 12.000 cơ. Nhưng mà bây giờ mùa này nó ế chị ạ, mùa này ế lắm. Đây em đọc cho mọi người bảng, đây cổ tim này em cũng tặng luôn này, chờ em một chút này. Còn quần đỉnh bảng màu em vừa mặc này, em ơi em bảo mọi người mặc cái set này không trẻ cả, có set nào trẻ. Và cái áo này ngày đầu tiên em tung ra em bán được 1.400 áo, thì các chị biết rồi đấy. Áo này là A50, em bán cho mọi người chuẩn hàng loại đẹp. A50 kèm số điện thoại em chốt trong line này cho các chị là 103. Còn chân váy em đang mặc là CV8. CV8 này em chốt trong line cho các chị là bao nhiêu ạ? Là 124.000 hàng Quảng Châu. Quần đỉnh mà em vừa cởi ra là em có 4 màu. Thì em mã này sẽ là gì ạ? Quần đỉnh nâu, màu này cho em sẽ là quần đỉnh gì? Quần đỉnh màu kem, và màu này cho em sẽ là quần đỉnh màu sữa. Vừa nhận hàng nhà chị đẹp nhưng bị giao nhầm dép thành sục à. Thế thì em gọi hotline giúp chị nhá. Em gọi hotline tăng cái điều hòa lên em tí. Gọi gì nhỉ? Em gọi hotline báo nhân viên là lên đơn đổi cho em nhá, tại vì ship nhầm nhá, nhớ nhá. Gọi điện vào số điện thoại hotline giúp chị. Chân váy này cái em là CV8 ghi và áo này A50 em đã bảo rồi, mặc cái set này em Linh năm nay 32 tuổi rồi. Em vẫn thích mặc kiểu như thế này, miễn là làm sao hách tuổi là thích. Không cần biết là nhìn như nào nhưng mà hách tuổi là thích đã. Ghi cho em mã này sẽ là áo đá màu đen. Màu này cho em sẽ là áo đá màu gì? Áo đá màu nâu. Màu này cho em sẽ là áo đá màu gì? Áo đá màu trắng. Và một màu nữa cho em sẽ là áo đá màu đỏ. Em xả là 58.000. Áo đá kèm màu và kèm số điện thoại xả 58.000. Màu này cho em sẽ là áo đá màu đỏ nha các chị nhá. Váy xoắn eo có shop bán 330k Linh ạ. Em đã nói rồi, các chị mua được hàng của em nhá. Mua của hàng, mua cái váy xoắn của em. Các chị quan trọng này, các chị sẽ là được người những người mặc đầu tiên đi thị trường khi chưa có ai bán. Và sau này khi thị trường có bán, các chị vẫn sẽ là người được mua rẻ nhất. Như thế mới là đẳng cấp. Chứ ví dụ như các chị mua của em 300 mấy, các chị mặc đầu tiên trong một thời gian thị trường ra hàng 100 mấy hay là 200 mấy thì các chị là bị mua đắt rồi. Trong khi các chị mua của em xong bây giờ các chị mới thấy thị trường và bán với giá 330.000, đúng không? Thế nên là các chị mới mua của em Linh và ủng hộ nhiều như thế, bán đến hơn 5.000 về váy xoắn. Còn bây giờ thị trường bắt đầu ra rầm rầm luôn. Thật ra kể cả các nhà buôn cũng thế thôi. Người ta cũng đi xem những cái live stream là bán đắt hàng, cái gì đắt hàng người ta cũng làm theo kiểu như vậy ấy. Thế nên là một thời gian mà cái gì hot là nó sẽ ra rất là nhiều. Nhưng quan trọng là chất lượng mà các chị nhận được nó ở cái tầm nào. Ghi cho em mã này sẽ gọi cho em là áo đá kèm màu kèm số xả 58.000 đồng. Túi nhỏ của em là 137.000. Áo em đang mặc sẽ gọi là A50. A50 này em chốt trong live cho các chị là 103.000 đồng. 103. Còn túi em đang đeo sẽ là túi nhỏ. Còn chân váy em đang mặc sẽ là CV gì ạ? CV8. CV8 này em chốt trong live là 124.000 đồng. Được chưa? Chị nào lấy đã chốt giúp em nhá. Linh ơi xem áo phông QC trơn nhé. QC trơn á. Áo phông QC trơn á. Đây, quy xe của em đây, tự nhiên chị nói em chưa loát được, chị, anh cho em xin cái quy xe bò với quy xe tím ấy. Tự nhiên nói em chưa loát kịp, thông cảm hộ em. Đây màu bò đây và màu tím ở trên kia. Đây quy xe của em đây chị ơi, 134.000 đồng. Em về đến giờ phút này là 3.500 chiếc rồi các chị ơi, chứ không phải là 3.000 nữa. Mà lên đến 3.500 rồi anh ơi, màu bò bên này đấy. Quần đỉnh người 70 tuổi mặc được không? Chị ơi 70 tuổi lấy giúp em màu nâu hoặc màu đen vẫn mặc được.
nha chị nha, tại vì cái quần đấy nó dễ mặc lắm chị ạ, nó là quần chun trơn ai cũng có thể mặc được. Ghi cho em mã này sẽ là áo QC đây này, anh cho cái này vào đây, áo QC kèm màu và kèm số điện thoại. Chị Nhi Đàm ơi, chị lên số giúp em nhé, đặt hàng vui lòng lên số giúp em. A50 đẹp nhỉ, đến giờ phút này sau gần một tháng em bán em vẫn thấy nó đẹp, em vẫn thấy nó đẹp thật sự luôn. Hôm nào nhập áo khoác về bán đi chị, sau mùa này lại mà áo khoác, mùa này nóng rồi mà, nóng lắm rồi ấy. A50 103.000, QC và bò, QC đen, QC trắng, QC xanh và QC tím. Chị nào đang xem live của em mua áo QC rồi, chị nào đang xem live của em mua set chip rồi, chị nào đang xem live của em mua ngủ thái rồi, cảm nhận như thế nào cho em xin một câu phản hồi nhá. Còn sục ra không thì em vẫn bán đều đều luôn chị, 245.000 hàng full book full hộp 49.000. Vải suốt của Đức. Áo gấu mặc với chân váy này siêu đẹp. Áo gấu này đúng không? Áo này nghĩ giúp em là gấu nổi nhưng mà không biết là còn đủ hàng không, em sợ là không đủ. Sơ mi áo mắc, ok, chờ em chút. Lên lên cho mọi người chân váy và tối nay sẽ về được nhiều hàng. CV2. CV2 kèm màu và kèm số điện thoại. CV2 kèm màu, kèm style và kèm số điện thoại. CV2 này mọi người, còn cái chân váy đỉnh nhất ngày hôm qua ấy, đỉnh nhất, em phải dùng từ đỉnh nhất là cái chân váy này. Thật sự nếu mà bây giờ nói thật là em thì em rất muốn lên lại, nhưng mà lên lại xong là mọi người chờ hàng khá là lâu thì thông cảm giúp em, chứ em thật lòng là rất muốn lên lại cái váy này. Bởi vì em váy này thực sự là đắt hàng á mọi người. Váy này kể cả em mặc với cái sơ mi ong cũng sẽ rất là đẹp luôn. Bây giờ em mặc thôi, mặc nhanh với sơ mi ong nhá. Áo chị đang mặc có màu gì? Áo em mặc chỉ có một màu thôi. Áo này ghi giúp em là áo A50. Cảm ơn Lan Anh nhé. Thật ra là dáng em thì bình thường thôi, vừa nói chung là hơi mở hơi béo bụng một tí mà cũng không được cao lắm, nhưng mà tuy nhiên là nó lại phù hợp với hầu như dáng của khách hàng đấy, kiểu như thế. Bởi vì phụ nữ Việt Nam mình nó là kiểu cũng không kiểu cao cao như nước ngoài mà chỉ lùn lùn như lứa, mà lứa 9x 8x thì chỉ tầm 1m60 đổ về là nhiều, còn ví dụ từ 2000 đổ sau thì mới là 1m65 1m7 mới nhiều, mà khách của em thì tầm từ 2000 đổ về là nhiều, chứ còn quá kiểu như là hơn 2000 thì cũng không kiểu như là khách của em là từ 25 đến 35 tuổi là nhiều ấy mọi người. Cho em xin cái sơ mi ong nhé anh, thành ra là kiểu dáng của mình hợp với phần đa khách hàng ấy, nên là dễ bán dễ mặc. Sơ mi ong em mặc với chân váy này, chân váy này là cái chân váy hot nhất tối ngày hôm qua và cũng là đắt hàng nhất tối ngày hôm qua. Cái chân váy này mặc với cái áo tăm 58.000 không thể đỡ được, không thể nào đỡ được. Xả áo bèo đi chị, áo bèo làm gì mà phải xả, em hàng là sáng nay vừa về làm gì mà xả, bây giờ hôm qua vừa bán thôi hôm nay xả thì khách hôm qua chửi chết à. Anh lấy cho em cái áo sơ mi ong có ở đây không, bây giờ em mặc sơ mi ong với cái chân váy này cho các chị xem nhá. Ghi cho em mã này sẽ là gì ạ? CV85 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại, hot kinh khủng khiếp. Mặc với cái gì cũng đẹp, mặc áo tăm cũng đẹp, mặc sơ mi cũng đẹp, mặc áo gì nhỉ? Không thì sơ mi gấu cũng được, không có sơ mi ong ở đây à? À, thôi mặc với cổ tim luôn, đây tặng các chị, lúc nãy bảo tặng các chị cổ tim để đâu? Đây. Cổ tim này ngày hôm nay em tặng các chị luôn này, 55.000 đồng. 55.000 đồng cổ tim kèm màu và kèm số điện thoại 55k. Tim này thì nó là tim bình thường chứ không phải là tim dày như cổ tròn. 55.000 đồng một chiếc cổ tim nha các chị nhá. Lên áo chấm bi cổ đen, áo đấy em bỏ mẫu rồi chị ơi, áo đấy form nhỏ cho nên là em bỏ mẫu rồi nhá. Cổ tim ngày hôm nay bình thường em bán cho các chị là 59 và hôm nay em chốt cho các chị chủ cổ tim là bao nhiêu? 55.000 đồng một chiếc áo cổ tim, được chưa ạ? Xét nhăn like chưa bạn? Dạ chưa chị ơi, xét nhăn nhà em không gì nhỉ, gọi là không gì nhỉ? Không có hàng. Hàng nhà Linh mà xả thì cũng rẻ hơn 10-20k thôi, chứ không như các số khác xả từ 350 xuống 100 mấy. Đúng rồi chị, đúng chị là khách đúng là khách gọi là khách thân thuộc nhà em. Chị mới hiểu được cái điều đấy, tại sao? Tại vì hàng nhà em bình thường ấy, em bán lãi kênh sản phẩm rơi khoảng từ 8.000. Và sản phẩm nào mà em lời nhiều nhất là rơi khoảng tầm 15.000. Trừ túi sách thì em lời được khoảng 20.000, hơn 20.000 một tí. Đấy là em nói thật lòng và chân thành với mọi người đấy. Thành ra có chị có biết tại sao mà em không bán xỉ không? Bởi vì khi mà em bán xỉ mà em bảo giảm cho khách 5.000 hay 4.000, người ta tưởng em bị ngáo. Bởi vì bình thường người ta đi nhập xỉ chỗ khác ấy là sẽ giảm từ tầm 15-20 đến 30.000. Mà hàng em nói mọi người lãi từ 18 đến 15.000. Thì khách xỉ chỉ được giảm khoảng 5.000, tối đa là 7.000 tùy trên từng sản phẩm. Thành ra là giảm như thế giống nhiều không giảm ấy. Nên là em bảo thôi thì khách nhà em, ai mà thích hàng nhà em ấy, thì cứ mua về mà bán. Chứ còn mua giá lẻ về bán, chứ còn em không bán xỉ, bởi vì cũng không giảm được bao nhiêu mà lại mất thời gian rồi là khách phải ấy ấy. Mà bên mình lại phải ke đơn các thứ nữa. Thế thành ra là em bảo thôi, nhà em không bán xỉ đâu, xỉ bằng lẻ. Cho nên là em thật nói thật với các chị nhé, khách của em nhé, khách nước ngoài mua giá lẻ đưa sang nước ngoài bán, còn ở Việt Nam thì cực kỳ nhiều, và mỗi một lần như thế người ta lấy bill mấy chục triệu, em nói điêu mất lọc luôn, lấy một bill mấy chục triệu luôn đấy. Chứ còn
Cho nên là khi mà em xả chỉ giảm 15-20 nghìn so với giá em bán. Bởi vì em lời ít, chứ em không phải như những shop khác 350 giảm mẹ xuống 150 vẫn có lời. Không bán là như thế đấy mọi người. Thì cho em mã này sẽ gọi cho em là gì ạ? Cổ tim em đang sale là 55 nghìn. Còn chân và em đang, trời ơi em mặc cái set này em gầy kinh khủng. Quá là gầy luôn ý. Em ơi, gầy, em ơi bảo mọi người em mặc set này nhìn gầy hơn bình thường. Trong khi bình thường bụng của em phều to phều ra. Xong rồi eo của em là đây là cái hạn của cái áo dây. Cái này là cái áo dây đang mặc ở bên trong nó bị hằn đây này mọi người. Để em sửa lại cái áo dây xuống bên dưới. Đấy. Mua lẻ một like cứ 1 triệu rưỡi 2 triệu rồi hoa mắt. Cứ muốn mua tiếp để em kéo cái áo dây xuống. Các chị thấy chưa, nó bị hằn cái áo dây ấy. Còn em mặc cái set này là em thấy em gầy quá này. Xong em đeo cái kính đen đó rồi ôi. Nhìn giữ kiểu mà gọi là dân chơi vậy. Mọi người thấy chưa. Eo ơi mai đổi thế là Linh gầy nhá. Dạo này gầy lắm nữa nhá. Mà cái bộ này là tự cảm thấy mình là dạo này là thôi không cần phải nhỉ, không phải giảm cân nữa. Không cần phải giảm cân nữa. Ngày hôm qua khi mà em mặc cái set này bán xong 12 giờ tắt live stream, bạn em nhắn tin mai ship ngay cho tao sang cái chân váy với cái áo tăm. Nhưng mà áo tăm cũng tròn ấy, nó chụp cho em cái ảnh em mặc rồi mai ship ngay xong cho tao cái set này. Buồn cười, tao bảo em bảo chứ còn lâu mới đến lượt mày, khách tao chưa có. Cổ tim em đang sale cho các chị là 55 nghìn đồng. Em có cổ tim màu đen, cổ tim màu trắng, cổ tim màu nâu và cổ tim màu bò. Cổ tim kèm màu và kèm số điện thoại 55 nghìn đồng. Còn chân váy em đang mặc sẽ là CV85. Một cái chân váy em bảo đắt hàng nhất tối ngày hôm qua. CV85 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại. CV85 màu em đang mặc sẽ là màu đen. CV85 màu này cho em sẽ là màu ghi. Em có tất cả là 2 màu đen ghi và 2 size SM. Dưới 53 cân đổ về mình mặc cho em size S. Và từ tầm 54 đến 62, 63 cân mình mặc cho em size M. Tại vì đằng sau cho em thiết kế cho các chị toàn bộ đó là chun hết. Và đằng trước thì nó là khóa. Thành ra là nó sẽ du di cân nặng được hơn rất là nhiều so với cái hàng không chun. Chính vì thế em thiết kế riêng cho các chị là hàng có chun. Và cái set này trên thị trường cả bộ với một cái áo cổ cao nên người ta đang bán là 380.000. Ngày hôm qua khách em mua cả set 380.000 mà khách còn bảo chất xấu, nóng bí gì luôn. Còn hàng nhé, nó là chất gì ạ? Nó là chất cái gì, chất cái gì Nhật thế nhỉ, tự nhiên lại quên rồi. Gọi là cái chất gì tự nhiên lại quên rồi, cái gì mà Nhật hay Hàn Nhật ấy, gọi là cái chất chéo, toàn quên, chất chéo Nhật không phải chất chéo Hàn luôn. Hàng em hàng chẳng chất chéo Nhật cho các chị. Mà 118.000 một chân váy lại tặng kèm một cái thắt lưng. 118.000 lại còn đi kèm thêm một cái thắt lưng nữa. Thì em hỏi lý do thì các chị không mua. Mọi người chia sẻ like cho em vẫn tặng cho người chia sẻ like này. Dù là bây giờ like này ít người xem, dù là ít lượt chia sẻ, em vẫn tặng cho người chia sẻ live stream này nhiều nhất là 200.000 đồng luôn. Ok chưa, để em xem được bao nhiêu lượt chia sẻ đấy. Đủ lượt chia sẻ là em vẫn tặng áo cổ tim đen và cách số điện thoại. Còn chân váy này là CV85 vẫn tặng cho người chia sẻ livestream này nhiều nhất là 200.000 đồng. Anh đứng dậy treo cái bảng màu QC này lên đi anh. QC kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong live này là bao nhiêu? 134.000 đồng. Chị thơi lê một CV85 đen lên số giúp em. Túi này em bán quá trời rồi. Túi này cái giúp em là túi gì ạ? Túi xích sữa 188.000. Em bảo là em mặc cái set nào vào, mai đổi tên cho em thành Linh gầy đi nhá. Chứ dạo này là em gầy rồi đấy. Em mặc cái set này là em gầy lắm rồi đấy. Các chị chân váy CV85 và quần. Cái này cái set này phải đeo kính đen và nó mới chơi. Cổ tim em sale cho các chị là 55.000. CV2 em còn hàng chị ơi. Đây các chị nhìn giúp em này. Đấy mặc cái set này trời ơi nhìn nhé ơi các chị. Ông nói thật là nó kiểu bị sang và bị cuốn ấy. Bị sang và bị cuốn. Có rất nhiều người ta chỉ thích mặc màu đen, chỉ thích mặc màu tối thôi, nhưng nhìn người ta lúc nào cũng cuốn hút mọi người. CV85 ghi và CV85 đen 118.000 đồng kèm thắt lưng được chưa. Còn bây giờ em sẽ mặc xong CV2 nhá. Còn kính em đang đeo thì sẽ là kính đen. Kính đen này là 99.000 đồng. 99.000 đồng hàng full book và full túi da. Túi là 188.000 hàng Quảng Châu cao cấp. Nói chung là về túi sách, về kính, về giày dép em luôn luôn tự tin cho các chị với 200%. Khẳng định luôn. Bây giờ em mặc cho mọi người sang CV2. CV2 hôm nay em chốt cho các chị là 125.000. Thứ nhất là bao giá thị trường, thứ hai là bao kiểm hàng. Và mọi người cái màu này chuẩn như màu hot girl mặc luôn. Không phải là cái màu xanh xanh nhờ nhờ đâu. Màu này đúng ra cái màu bẩn bẩn này luôn. Đúng như cái màu ảnh hot girl mặc luôn. Và hot girl người ta đang bán váy này là 300 mấy. Thì nói chung là mọi người cứ nhận hàng và kiểm hàng. Bởi vì các chị thấy hot girl bán đắt mà thấy em bán rẻ quá thì các chị cũng đặt ra câu hỏi là không biết là liệu hàng nhà cái Linh có ok hay không, thế này thế kia. Nên tốt nhất là mình cứ kiểm tra hàng trước khi nhận. Và nếu như mình cảm thấy hài lòng thì mình mới nhận. Mình nhớ giúp em, mua hàng chỗ nào thì em không biết, nhưng mua hàng nhà em là phải kiểm hàng. Và mua hàng nhà em là phải hài lòng mới nhận. Thế thôi, được chưa? Chị lên set màu hồng đậm treo kia đi chị. Set đấy chưa có hàng đâu. Nhân viên nhà em chưa biết. Anh treo lại cái set ấy lên đây cho em với. Set này là set mic lên góc này này. Còn chỗ này sẽ là 1977 này. Thì cho em mã này sẽ gọi cho em là CV2. Trời ơi, và em nói mọi người, cái đai này này, cái đai này trước tết em bán rất là đắt hàng, em có thể phối với cái chân váy này cho các chị luôn. Đai này nhà mình gọi là đai dây đúng không anh nhỉ? 49.000 đồng. Đai dây
À, chuyển khoản 500k chưa thấy giao hàng và nhắn tin cũng không trả lời. Chị ơi, nhà em thì không có người check tin nhắn đâu. Nên là chuyển khoản 500k thì chị chụp lại giúp em cái giao dịch. Chị chụp lại giúp em cái giao dịch, sau đó chị gửi cho bên em. Và nếu như mà chị gửi giao dịch đó mấy ngày mà không thấy nhân viên báo gì á, thì chị có thể chủ động gọi điện vào số điện thoại hotline ở trên ảnh bìa để báo nhân viên kiểm tra nhé. Chứ nhà em thì không có người check tin nhắn đâu, cho nên các chị có nhắn tin mấy ngày thì cũng không có người check đâu ạ. Nha, áo cổ tim đen hai cái chị xâm dương lên số điện thoại giúp em. Ghi cho em mã này sẽ là chân váy gì ạ? CV2 125.000. Còn áo cổ tim em đang mặc là 55.000 đồng. Mẫu cao bao nhiêu thì em? Dạ em cao 1m6 và em nặng 49 cân chị nhá. Đai này ví dụ em là đai dây này là 49.000 đồng. Còn chân váy này là CV2 125.000 đồng như em đang mặc ở đây. Full 3 size SML và size to nhất thoải mái đến 60 cân đổ về mặc được. Cổ tim em đang mặc em sale cho các chị là 55.000. Em có cổ tim màu này sẽ là màu đen, cổ tim màu trắng, cổ tim màu nâu và cổ tim màu bò 55.000 đồng. Đai dây chị Phạm Trà Giang lên số điện thoại giúp em nhé. Đai này ví dụ em là đai dây này em chốt trong line là 49.000 đồng, cổ tim là 5 năm và váy em đang mặc sẽ là CV2. CV2 này của em là 125.000 đồng. Kính này là 98.000, túi này là 188.000, được chưa? Chị Vũ Bảo Thi lên số điện thoại giúp em. Và tất cả các chị có đơn này thì em khuyên chân thành là các chị đừng quên dồn hai sản phẩm. Một là quần ngố thái như em đang mặc 37.000 đồng. Hai là set chip này 66.000 đồng. Đây là hai mã sản phẩm nhất định các chị nên mua, nhất định các chị nên dồn đơn và nhất định các chị sẽ ưng. Nếu không ưng các chị được hoàn hàng là điều thứ nhất, và điều thứ hai là được quay ở đây bóc phốt em link, được chưa? Chị Phạm Trà Giang ơi, lên số điện thoại giúp em nha. Chưa gửi ngay cái gì chị ơi, em chị viết không dấu em không dịch được. Chốt lại là nếu mà mình chưa được gửi hay có vấn đề gì về đơn hàng thì mình gọi luôn số điện thoại hotline, chị gọi luôn ngay và luôn bây giờ giúp em. Vì chị comment không dấu nên em không có đọc được á. Em coi set chip với ạ. Ok, set chip này của em là bao gồm 3 quần, mỗi một set là 3 quần và em chốt trong line cho các chị là bao nhiêu ạ? Áo QC nâu tím hóng cái áo xẻ tám mãi. Ồ xẻ tao hôm qua hình như em cũng có lên rồi đấy. Hai set chip cho chị Jenny Thúy Đặng. Ok, set chip bao nhiêu ký mặc vừa? Set chip thoải mái cho các chị đến set chip nhà em thoải mái cho các chị đến bao nhiêu nhỉ? Rồi sau cái này em lên áo xẻ tà cho vào mặc cho mọi người với quần tắc tai nhá. 65 cân đổ về thoải mái. Set chip này bản thân em lấy link nhá. Lấy cho mẹ của em 4 set để mặc rồi. Lấy cho mẹ của em 4 set này để mặc. Em bảo mẹ mặc hết bao nhiêu thì mặc, không mặc thì mẹ biếu ai thì biếu. Tại vì vừa rẻ vừa đẹp thế này tội gì mình không lấy cho người thân của mình mặc các chị. Em là người bán, em bán cho các chị 3.000 set còn được thì lấy cho mẹ em 4-5 set mặc là vô tư, đúng không? Đây này, đằng trong nó lót cốt tông toàn bộ và quần này là lót su siêu mát luôn. Em bảo là nhận hàng, kiểm hàng mà không mát thì đương nhiên là được hoàn hàng. Còn quay lại đây comment là chất xấu nữa luôn, được chưa? Còn chân váy em đang mặc là CV2 125.000. Đai này là đai dây 49.000. Còn cổ tim em đang mặc là 55.000. Em qua mẫu luôn ở đây nhá. Quần kẻ suông mã là gì? Một tuần chưa nhận được hàng, chịu khó chờ đợi giúp em đi. Nói chung á, chỉ có một lý do duy nhất các chị không nhận chưa nhận được hàng, đó là do đơn hàng đang thiếu thôi. Không có gì phải bực mình đâu ạ, mình chịu khó chờ đợi giúp em. Quần em nó mặc quần này giúp em là Q100 đúng không? Bảng màu Q100 đen, Q100 kem, Q100 sữa, Q100 hồng và Q100 nâu. 116.000 áo chị đang mặc mã nào? Áo nó mặc là áo cổ tim. Cổ tim này em chốt trong like cho các chị là 55.000 đồng. Còn cái áo cổ tợ, còn cái áo tăm ấy là cái áo thật sự đến giờ phút này và đến ngày hôm nay em vẫn nói với các chị là đáng mua nhất. Chị Nga Thanh hai set chip lên số điện thoại giúp em, thật sự là đáng mua kinh khủng ấy ạ, đáng mua vô cùng luôn. Mọi người nhìn giúp em cái bảng màu áo tăm này đấy, đủ màu chưa? Hình như một đủ chưa nhỉ? 1 2 3 4 5 6 7, anh ơi thiếu màu tím anh ơi, treo cho em cái màu tím của áo tăm này. Áo tăm này của em là 58.000 đồng và tăm này dày hơn tăm này. Quần Q100 nó là chất tăm và mặc được mùa hè nhá. Cổ tim của em là có 4 màu mà em đang mặc sẽ là đen này, màu này sẽ là trắng, màu này sẽ là nâu và màu này sẽ là bò. Còn cái này của em sẽ là áo tăm. Áo tăm này của em là 58.000 nhưng bảng màu của áo tăm thì đỉnh rồi. Bảng màu của áo tăm thì chỉ một từ thôi là rất là đỉnh. Em hai cái cổ tim ok, Hạnh Việt lên số điện thoại giúp em nhé. Màu này ghi giúp em là áo này ghi giúp em là áo tăm kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong livestream dành cho các chị là 58.000 đồng. Cam kết là chất tăm dày, cam kết là nhận hàng kiểm hàng, đẹp thì lấy cả hai, không đẹp hoàn cả hai. Áo tim này cũng là chất tăm nhưng tim của chất tăm nó là tăm mỏng, còn tim của cổ tròn nó là tim của cái áo tăm tròn này nó là tăm dày mọi người nhá. Set hàng của em là 152.000 đồng. Chỉ có quần bò hay thô size 65 cân không chị Linh? Quần bò em có nhá, ví dụ như là mọi người để lấy quần bò viền của em cũng rất là đắt hàng, và ví dụ như quần bò viền mặc với áo tăm cũng đắt hàng. Quần bò viền này em chốt trong livestream này cho các chị có 157.000 thôi. Form của nó đẹp lắm, bây giờ em sẽ lên luôn cho các chị nhá. Em về bò viền này tổng đến bây giờ là 1.200 chiếc rồi. Sơ mi bò cọc thì hôm qua em có cái sơ mi bò này ghi giúp em là bò sơ mi bò xịn,
Hồng hàng đẹp quá shop ơi, em cảm ơn chị. Bò xịn đen và bò xịn xanh rất là đẹp luôn. Bò xịn này em chốt trong like có 125.000 thôi. Và hôm qua em về được có mỗi vào 100 thôi. Mặc lại tăm 58 đi bạn. Dạ bây giờ em sẽ mặc luôn đây, em mặc kèm với cái quần bò này luôn nhá. Áo bèo đi chị, ok. Đơn chưa được chốt thì dồn được nha chị Kim Anh ơi, nếu như mà trừ khi là mình chưa được chốt ạ. Được chưa? Ghi cho em mã này sẽ gọi cho em là chân váy jean còn mẫu nào nữa không. Chân váy jean nhà em có hai mẫu, một là mẫu gì ạ, chân váy jean nhà em có hai mẫu, một là mẫu CV2 và hai là mẫu CV5. Q99 em mua cho mẹ mang, đúng rồi, Q99 khách của em mua cả cho các chị mặc, xong mua cho các mẹ các chị mặc nữa luôn. Nói chung là đồ nhà em ấy, thì mẹ khen quá trời, cảm ơn Thảo Nguyên. Q99 em mua cho mẹ, mẹ khen quá trời, cảm ơn Thảo Nguyên rất là nhiều nhá. Đây mọi người nhìn giúp em này, em đang mặc cổ tim đen và mọi người nhìn mặc quần, quần này mặc vào đúng cái chân thẳng tắp luôn và rất là thon luôn. Thật sự là quần này form quá đẹp. Ghi cho em mã này sẽ là quần bò viền. Và quần bò viền của em nó là chất bò giãn. Và mọi người hiểu này, bò giãn thì luôn 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 đắt hơn bò không giãn. Phải dùng từ luôn luôn đắt hơn bò không giãn nha các chị nha. Ghi cho em mã này sẽ gọi cho em là gì ạ? Quần bò viền kèm size hoặc quần bò viền kèm cân nặng nha, mình chốt size. Eo ơi em Linh mặc cái set này. Hôm nay sao toàn phối những cái set mà mặc lên nhìn gầy quá luôn đấy mọi người. Hôm nay phối mấy cái set đồ mà mặc lên nhìn rất là gầy luôn ấy, gầy hơn bình thường ấy. Mặc dù em có gầy hơn đâu em vẫn thế à. Nhưng mà kiểu như là mình phối ấy, nhìn gầy hơn ấy. Ghi cho em mã này sẽ gọi cho em là quần bò viền và áo này ghi cho em là áo cổ tim mọi người thấy chưa? À quần bò viền này của em là 157.000 ba size SML và nó là chất bò giãn, các chị nhìn form hàng này trời ơi. Có giãn nha, 52 cân đổ về mặc giúp em size S từ tầm 53 đến tầm 5, từ tầm 53 đến 62 cân mặc giúp em size M và từ tầm 62 cho đến 70 cân mình lấy giúp em size L. Ghi cho em mã này sẽ là quần bò viền kèm size hoặc quần bò viền kèm cân nặng nhân viên chốt size. Bò này của em là bò giãn. Bò giãn này bình thường lúc nào em phải bán lên 100 như kiểu cái quần gì trước Tết và bán lên đến tận 179-183.000 ấy. Nhưng đợt này ra Tết cái gì cũng được rẻ hơn và thứ hai nữa là càng ngày em lại càng kiểu như là tiền lời của em lại ít xuống. Thành ra là càng ngày các chị lại càng được mua rẻ. Ghi cho em mã này sẽ là quần bò viền kèm size hoặc quần bò viền kèm cân nặng nhân với chút size 157.000 đồng, 157.000 và quần bò viền này mà mặc với áo tàu cũng đỉnh của chóp luôn. Còn áo em mặc sẽ là gì? Áo cổ tim. Cổ tim này em chốt trong line là 55.000 đồng. Đây các chị mặc cả set đen này. Cả set đen nhưng vẫn đẹp, vẫn sang và quan trọng là cả set đen này mặc quá gầy này, nhìn này mọi người thấy chưa? Mặc gầy lắm luôn, mặc dù bò này không phải bò đen nhưng mà nhìn vẫn gầy. Được chưa? Bây giờ em sẽ mặc sang bảng màu cổ tròn nha các chị nhá. Cổ tim thì em có 4 màu và em đang sale là 55.000 đồng. Được chưa? 55.000 đồng. Bây giờ em mặc cho mọi người cổ tròn. Cổ tròn thì em có tất cả là mấy màu nhỉ? Đây cổ tròn của em đây. Cổ tròn của em là có tất cả là 8 màu và em bảo rồi, cái mùa này là cái mùa rất là ế. Phải nói là siêu ế luôn. Nhưng mà cái cổ tròn, à không phải cổ tròn, em xin lỗi, gọi là áo, lúc nãy cứ gọi cổ tim với cổ tròn, gọi là áo tăm. Nhưng mà đúng là nó là cổ tròn đấy, nhưng mà là áo tăm, nhưng mã của nhà em sẽ là áo tăm. Mà một buổi tối đến một buổi trưa ngày hôm sau, có nghĩa là chưa đến một ngày tung ra mà em bán được 1.500 cái áo tăm. Em bảo một cái áo tăm này em chỉ được có mấy nghìn bạc thôi, thật sự là mấy nghìn bạc thôi. Thì như kiểu người khác thì người chắc là tăm bán được như thế, làm sao mà bán lời mấy nghìn được. Nhưng mà mấy nghìn bạc nhá, mà nhân cho bao nhiêu? Nhân cho 1.500 áo. Các chị thử nhân xem có phải được tiền triệu không, đúng không ạ? Thế nên em mới nói với mọi người là làm sao em bán rẻ nhưng mà em ăn số lượng, em ăn cái số lượng. Và bây giờ em mặc cho cái màu tăm trắng này nhá, màu tăm trắng này. Tăm trắng là để chứng minh cho các chị là mặc dù nó là áo tăm nhá, nhưng chất nó siêu dày. Em mặc màu trắng để cho các chị biết là nó rất là dày. Bởi vì là khi mà em mặc cái áo dây đen ở đằng trong rồi em mặc một cái áo tăm ở đằng ngoài mà nó không bị lộ ra thì có nghĩa là gì? Nó rất là dày, đúng không? Ghi cho em mã này sẽ là gì? Áo tăm kèm màu kèm số điện thoại 58.000 đồng một chiếc. Và đối với áo này thì nhà em chỉ đi đơn từ 2 chiếc, một chiếc không đi đơn nha các chị nha. Áo này 2 chiếc mới đi đơn. Và hàng đến 2 chiếc đến đẹp thì các chị lấy cả 2, không đẹp các chị hoàn cả 2. Các chị nhìn thấy chưa? Đằng trong này màu đen không hề bị lộ luôn. Bây giờ em đóng thùng cho các chị với quần này, ghi giúp em là quần bò viền. Bò viền em chốt trong like cho các chị là 157.000 đồng. Nay vừa nhận 2 đơn váy VIP B80, váy VIP B80 với Q99 đẹp lắm chị. Cảm ơn Quỳnh Trần rất là nhiều nhá. Cảm ơn mọi người. Ok, bây giờ em sale lệch vai cho các chị luôn. Lệch vai hôm nay em cũng sale luôn tại vì em bán nhiều, bây giờ bán chả ai mua nữa. Mọi người mua không phải không ai mua nhiều, mua ít. Ghi cho em mã này sẽ là tăm gì ạ? Tăm trắng và quần này cho em sẽ là quần bò viền, đẹp chưa? Trời ơi. Em đọc cho bảng màu nhá. Áo tăm này em có tất cả là 8 màu và em chốt trong line là 58.000 đồng một áo và chỉ đi đơn từ 2 áo. Áo này thì tầm 62 63. Co giãn nhiều, co giãn cho nên là nói chung là áo này giãn rất là nhiều cho nên là dễ mặc mọi người. Ghi cho em mã này sẽ là gì? Áo tăm kèm màu và kèm số điện thoại. Áo chữ đỏ miu miu chị ghi giúp em là áo đá và em đang sale là 68.000 đồng thôi chị ơi. À 58.000 đồng cho em xin lỗi, 58.000 đồng em đọc cho người bảng màu nhá. Áo tăm màu em đang mặc sẽ là màu trắng. Áo tăm màu này cho em sẽ là màu nâu.
tăm tăm trắng, tăm nâu, tăm đen, tăm bò, tăm sữa, tăm cam, tăm hồng và tăm tím. Tăm trắng, tăm nâu, tăm đen, tăm bò, tăm sữa, tăm cam, tăm hồng và tăm tím. Em chốt trong livestream này cho các chị là bao nhiêu? Là 58.000 đồng và chỉ đi đơn từ hai chiếc, một chiếc bên em không đi đơn. Quần vẩy em vẫn còn, ví dụ như quần vẩy mà mặc về cái áo tím thì cũng nhức nách luôn này. Quần vẩy em vẫn chốt trong live cho các chị là 91.000 đồng. Túi em đang đeo ghi giúp em là túi nhỏ này em chốt trong live cho các chị là 137.000 đồng. Tăm tăm trắng tím chị Sâm Dương, ok em chốt đơn. Ghi cho em mã này sẽ là áo tăm kèm màu và kèm số điện thoại 58.000 đồng. Em bảo rồi, bên em chỉ chốt từ hai chiếc, một chiếc không thể đi đơn và không thể chốt đơn. Áo tăm kèm màu và kèm số điện thoại, ok thì Trần Tuấn Luyến lên số điện thoại giúp em. Áo tăm màu này sẽ là màu trắng này, màu nâu này, màu đen này, màu bò này, màu sữa này, màu cam, màu hồng và màu tím. Em chốt trong line này bao nhiêu? Là 58.000 đồng. Em xem áo cổ tàu đi chị, cổ tàu là cái nào nhỉ? Set hồng cánh sen, cái này chị ghi giúp em là set mix nhá, set mix. Còn cái này sẽ là B95. Tăm tím tăm đen ok này, túi nhỏ của em là 137.000 đồng, túi nhỏ là 137. Lên áo polo tàu đi chị, polo tàu này của em ghi giúp em là áo tàu nhé, chỉ cần ghi là áo tàu là được. Áo tàu này em chốt trong line cho các chị là 133.000 đồng, hàng Quảng Châu cao cấp. Ví dụ như em mặc cái áo bò này đóng thùng với cái chân váy này thôi hết nước chấm luôn. Hay kể cả mặc màu sữa nhé, hay kể cả mặc màu kem này đóng thùng với áo này cũng như quần này cũng nhức nách luôn. Áo này ghi giúp em là áo tàu, 133.000 đồng, hàng Quảng Châu nha các chị nhé. Lên set nhăn đi bạn, set nhăn là set gì chị ơi? Set này em chưa có hàng đâu. Nhân viên nó không biết cho nên là nó treo mẫu lên thôi, chứ còn set đấy là nhà em Linh chưa có hàng đâu nhá. Nhớ cho em là like này em vẫn tặng cho người chia sẻ livestream nhiều nhất là 20. Em vẫn tặng cho người chia sẻ nhiều nhất là 200.000 đồng. 200.000 đồng nhá các chị nhá. Áo tăm kèm màu và kèm số điện thoại giúp em. Áo tăm kèm màu và kèm số. Đây em sẽ mặc cho mọi người áo tàu nhá. Quần đang mặc 42 cân vừa không ạ? Quần đang mặc 42 cân vừa, quần đang mặc mà 42 cân em nói luôn là mặc rộng đấy. Mặc rộng đấy chị ạ. Đây em mặc cho mọi người áo này. Áo này ghi giúp em là áo tàu kèm màu và kèm số điện thoại. Áo tàu kèm màu. Túi mã là gì ạ chị? Túi nào chị nhỉ? Túi em vừa đeo đấy là túi nhỏ nhé. Túi nhỏ để em chốt trong like cho các chị là... Đây này, đẹp chưa? Túi nhỏ để em chốt trong like cho các chị là 137.000 đồng. Này, ghi ở em mã này sẽ là gì ạ? Áo tàu kèm màu và kèm số điện thoại. Đẹp nhỉ? Đấy mọi người thấy chưa? Mặc không này em đẹp, không cần đóng thùng đâu. Mặc không thế này đã đẹp rồi. Bây giờ em đóng thùng cho các chị này. Ok, chị Hoàng Quỳnh Hoa lên số điện thoại giúp em nhé. 57 cân mang size nào chị? Vừa chị, em 1m45. Chị hỏi mã nào, quần em đang mặc á. Nếu mà 57 cân thì chị chỉ mặc đến size M thôi. 57 cân kể cả 1m45 cũng chỉ mặc đến size M. Bởi vì quần này nó là chất giãn, nó rất là giãn luôn. Ghi cho em mã này sẽ là gì ạ? Áo tàu. Còn quần này sẽ là quần bò viền. Áo tàu thì em có đủ 4M, quần bò viền thì em có 1M, quần bò viền 3 size SML. Thoải mái đến 70 cân, 157.000. Còn áo tàu của em thì là 133.000 đồng, 133.000 đồng nha các chị nhá. Túi nhỏ ok ạ, đây này. Thấy chưa? Ghi cho em mã này sẽ là gì? Áo tàu em có màu này sẽ là màu kem. Em có áo tàu màu này cho em sẽ là màu bò. Em có áo tàu màu này cho em sẽ là màu sữa. Và em có áo tàu màu này cho em sẽ là màu than. Còn gì ạ? Còn áo, còn quần em đang mặc sẽ là gì ạ? Quần bò viền. Bò viền em chốt trong livestream cho các chị là bao nhiêu ạ? Là 157.000 đồng. Còn túi nhỏ là 137.000 đồng. Được chưa ạ? À, có dáng váy nào bầu bí bon chen được không xốp? Dạ có chị ơi, đã có ạ. À, tăm bò và tím cho chị Thu Thu Nhím, ok em chốt đơn này. Ok chị Ngọc Anh Nguyễn này. Các chị đặt hàng cứ lên mã cách số điện thoại là sẽ có đơn nhé. Áo này cứ giúp em là áo tàu kem, màu này sẽ là tàu bò, màu này cho em sẽ là tàu sữa và màu này cho em sẽ là tàu đen nhé. Em chốt trong livestream này là bao nhiêu ạ? Là 133.000 đồng. Em qua mẫu luôn ở đây nhé. Còn quần này cứ giúp em là quần bò Việt. Áo tăm nhà em là bao nhiêu? Là 58.000 và nhất định các chị cứ nên lấy hai chiếc. Em bảo rồi, hàng đến đẹp thì lấy cả hai, không đẹp thì hoàn cả hai. Áo tăm em có màu nâu, màu đen, màu bò, màu sữa, màu cam, màu hồng, màu tím và một cái màu trắng em vừa gửi ra ấy. Tổng em có tất cả là 8 màu. Sóc bò thì chắc là sắp rồi, chắc là sang tháng em ạ. Hoặc là cuối tháng này hoặc là sang tháng thì nóng nóng hẳn lên là em sẽ mặc là em sẽ nhập sóc bò mà. Tàu bò ok chị này. Kính đen Linh đeo bao nhiêu vậy? Kính đen ném chốt trong like là 99.000. Còn kính trơn ném chốt trong like là 98.000. Kính đen là 99.000. Kính đen tổng số lượng em về là 2.000 con rồi được các chị. 2.000 con rồi. Còn kính trơn đấy thì 1.000. Bởi vì kính đen là em có 2 màu chứ không phải 1 màu. Ok em mặc lệch vai nhá. Lệch vai em sale cho các chị luôn này. Hôm nay này, hôm nay em tặng cho các chị với một mức giá mà em bảo rồi, nếu mà mua được ở đâu rẻ hơn nữa là em cho các chị hoàn hàng lại. Lệch vai nâu của em đâu rồi nhỉ? Lệch vai này này mọi người, hôm nay sẽ là 64.000 đồng. Bình thường em bán cho các chị là khi mà ngày đầu tiên em tung ra là em bán 69.000 đúng không? Hay là 70 không nhớ nữa, về sau là 67.000. Còn hôm nay lệch vai em chốt cho các chị là 64.000 đồng là giá sale. Bởi vì em xác định là mẫu này em bán quá nhiều rồi.
Còn các chị cứ mua được ở đâu, bất kể ở đâu mà rẻ hơn nữa là em cho các chị hoàn hàng lại, được chưa? Lệch vai kèm màu và kèm số điện thoại. 64.000 đồng sửa giá đi anh. 64.000 đồng con lệch vai ngày hôm nay. Chỉ cần mua đâu bằng tiền là được hoàn hàng lại, không cần phải rẻ hơn. Quần em đang mặc 63 cân, chị mặc giúp em size M thôi chị ơi. 63 cân chị mặc đến size M thôi nhá. Ghi cho em mã này sẽ là lệch vai kèm màu và kèm số điện thoại. Lệch vai kèm màu và kèm điện thoại. Và lệch vai nhà em các chị mặc với CB9 là một cái chân, con chân váy siêu đắt hàng luôn. Bộ Mickey bao nhiêu thế chị? Bộ này ví dụ em là set mic hoặc là bộ mic, em chốt trong line là 104.000. Và nhấn mạnh lại đây là chất cốt tông tàu, không phải chất cốt tông khô nha các chị nha. Không phải chất cốt tông khô đâu. Quần này ví dụ em là quần bò viền. Áo trên set mic kia là áo gì vậy ạ? Áo trên set mic, trên set mic không phải là áo đâu, trên set mic của em đấy là bộ, nhưng mà bộ đấy thì chưa có hàng đâu ạ, nhân viên nó không biết là nó treo lên đấy. Chị Đồng Hoài thương ơi, lên số điện thoại giúp em nhé. Bây giờ em sẽ mặc cho mọi người cái CV9 này nhé. CV9 này em chốt trong like cho các chị là 97.000 đồng, 97.000 đồng ạ. Đây các chị nhìn giúp em này, giày chị đi mã là gì vậy ạ? Giày em đang đi á, mã là sục NI. Sục NI này em chốt trong line là 94.000. Còn cái sục đen đen mà em đi thì gọi là sục da. Sục da đấy thì em chốt trong line cho các chị là 245.000 đồng. Đó, mọi người nhìn giúp em này, đẹp chưa? Ghi cho em mã này sẽ là lệch vai. Và chân váy này cho em sẽ là CV9. Đấy, siêu trẻ luôn. Lệch vai này ngày hôm nay 64.000 đồng. Em nhấn mạnh là một lần nữa là mua đâu bằng tiền em cho hoàn hàng lại. Và lệch vai này em bán đến bây giờ là hơn 5.000 con này. Chưa có một khách nào vào chê cả. Và kể cả đến bây giờ em vẫn đắt hàng, nhưng mà vấn đề là bây giờ em bán chán rồi, cho nên là em không muốn bán nữa. Cho nên là em tặng nốt các chị là 64.000 đồng mà em không nhập thêm nữa đâu. Lệch vai kèm màu và kèm số điện thoại 64.000 đồng. Em có lệch vai màu em đang mặc sẽ là màu nâu. Lệch vai màu là màu đắt hàng nhất. Lệch vai màu này sẽ là màu trắng, màu đen và màu sữa, 64.000 đồng một chiếc. Lệch vai nâu, lệch vai trắng, lệch vai đen và lệch vai sữa, 64.000 đồng một chiếc nha. Ghi hiểu em mã này sẽ là CV9. CV9 em đang mặc là 97.000 đồng. CV9 em đang mặc là 97.000 đồng giúp em. CV9 này màu em có tất cả là 3 size SML. 3 size SML dưới bao nhiêu ạ? Dưới 49 cân đổ về mình lấy giúp em size S. Từ 50 đến tầm 54 cân mình lấy giúp em size M. Và từ 56 đến 60 cân mình lấy giúp em size L. Và các chị mặc, nhìn em mặc cái áo này eo chưa? Mặc cái set này xong đeo rồi kính đen nữa, siêu chơi luôn ấy. Đấy, lệch vai 64.000 tranh thủ lấy đi ạ. Và lấy từ 2 chiếc giúp em. Em chỉ nói là mua đâu bằng tiền, em cho hoàn lại, không cần rẻ hơn. Được chưa? 64.000 đồng một chiếc và đi đơn từ 2 chiếc hoặc dồn đơn với sản phẩm khác. Còn chân váy em đang mặc là CV9. Trời ơi, mặc cái set này em nói thật với mọi người này, eo lắm, em đã bảo là eo 72 mà nhìn như eo 6, nhìn như eo 65 là biết rồi. Còn kính này, ghi cho em là kính đen, kính này thì siêu sang, ai cũng không thể thiếu, ngay cả chồng em cũng đeo một kính này. Nhưng mà lúc đấy em mua là em mua hàng hãng, 4 triệu mấy một cái kính này cơ, nhưng cũng y xì kiểu như thế này luôn. Mà đấy, khách của em mà mua 99.000 xong vừa đeo được một lần đã mất. Thế nên là em nói mà người mua kính mấy triệu đi đâu cũng giữ khư khư cứ sợ mất. Chứ kính 100.000 mất thôi mua cái khác, đúng không? Ghi cho em mã này sẽ gọi cho em là kính gì ạ? Kính gì nhỉ? Kính này ghi cho em là kính đen và cách số điện thoại 99.000 đồng. Còn kính trơn này là 98.000 đồng. CV9 của em là 97.000 đồng. Cái quá thì em chưa đến 100.000. Lệch vai ok đấy, mọi người thấy chưa? Bây giờ bán lại lệch vai sell 64.000 lại chốt âm sợ thật. Lệch vai em đọc lại bảng màu một lần nữa nhá. Màu em đang mặc sẽ là màu nâu này. Màu này cho em sẽ là màu gì ạ? Màu trắng này. Màu này cho em sẽ là màu gì? Màu đen này. Và màu này cho em sẽ là màu sữa này. Đây, cái này quay ngược. Đây, màu này cho em sẽ là màu sữa được chưa? Màu sữa cũng rất là đẹp luôn. 64.000 đồng. Chị lên sơ mi đi ạ. Ok, cái sơ mi ong lúc nãy anh lấy cho em chưa? Em mặc cái sơ mi ong cho mọi người nhé. 88.000 đồng. Đây. Ai mua sơ mi ong nhà em rồi cho em xin câu phản hồi nhé. Đấy. Trời ơi, lên lệch vai bán lại mà bán đúng là 64.000 giảm phát lại bán là mầm. Mà kể cả cái lúc mà em đang bán 67.000 em vẫn được bán được rất là nhiều. Nhưng mà thôi, xác định là bán chán rồi. Em bảo với mọi người nhá, ví dụ như cái tăm tím này nhá, tăm tím này nhá, mà em mặc với cái chân váy này cũng đẹp lắm luôn ấy. Thôi cho em xin mặc màu tím một phút thôi nhá. Em xin một phút em mặc cái màu tím này thôi, tại vì nó đẹp quá. Nó đẹp lắm ấy, màu tím là màu đắt hàng nhất trong bảng màu áo tăm này luôn. Lệch vai của em hôm nay sale là 64.000, các chị tranh thủ chốt đơn nhá. Sơ mi ngựa nhà chị Linh đẹp đỉnh luôn, cảm ơn Ngọc Minh nhá. Ủa anh hỏi nhân viên xem còn sơ mi ngựa không nhỉ, để em bán nhỉ. Còn sơ mi ngựa không anh? Lên váy xoắn eo đi chị. Váy xoắn eo á, xoắn eo lúc nãy em lên rồi. Em mặc cho cái màu tím đi. Cho em xin khoảng chừng là 2 giây em mặc cái màu tím cho mọi người ơi. Đẹp lắm màu tím. Em đã bảo là chưa bao giờ có một cái mã sản phẩm nào mà em bán mà màu tím lại là món đắt hàng nhất. Nó bị ngược đời ấy. Năm nay nó bị ngược đời ấy mọi người ạ. A10 màu tím cho chị tím mon. Ok, lên số điện thoại giúp em nha. Áo tăm đen tím, áo tăm đen tím nâu trắng cho chị Trà Mi Đinh. Ok, em chốt đơn. Ghi cho em túi chuông. Ok, chị Tâm Kem này.
Đây. Áo tăm nhà em chỉ cần nhận hàng mà chất xấu. Quay lại đây bóc phốt em Linh là bán hàng chất xấu, được chưa? Vẫn được hòa hàng và vẫn được bóc phốt. Nếu như mà chất xấu thật sự màu tím này, thấy chưa? Bây giờ em đóng thùng rồi cho các chị xem. Màu tím là màu em bán được nhiều nhất mà. Sợ không? Và ngày đầu tiên tung ra trong một ngày bán 1.500 cái áo tăm này đủ màu. Tuy nhiên là màu tím là màu bán được nhiều nhất. Thế mới sợ chứ, bình thường nhà em lúc nào nâu đen, thậm chí khách còn gọi em là Linh nâu cơ, là các chị biết rồi đó. Này, ghi cho em mã này sẽ là gì? Áo tăm kèm màu và kèm số. Còn chân váy này cho em sẽ là gì? Chân váy này ghi cho em là CV9 kèm màu và kèm số điện thoại. Áo này sẽ là áo tăm kèm màu và kèm số điện thoại. Mặc cái set này của em xem có ngon không, xem có xinh hay không, thật lòng luôn ấy. Em đọc lại cho mọi người bảng màu áo tăm một lần nữa. 58.000 đồng một chiếc, chất tăm dày, chất tăm siêu dày, sơ mi ngựa em còn. Bây giờ em lên cho mọi người cả sơ mi ngựa này, cả sơ mi ngựa này, cả sơ mi ong này. Nhìn hàng em này, đỉnh chưa? Chờ em một chút nhé. Em đọc cho mọi người bảng màu nhé. Áo em đang mặc sẽ là gì? Áo tăm tím. Em đọc bảng màu, 58.000 đồng một chiếc và chỉ đi đơn từ 2 chiếc. Và nhận hàng kiểm hàng đẹp lấy cả hai, không đẹp hoàn cả hai. Đó, các chị thấy chưa? Này, nhìn cái set đồ em Linh mặc này. 58 cộng 97 là cả bộ em đang mặc. Nhưng mà nếu mà để hỏi là nhìn có phèn hay không thì em khẳng định là nhìn không phèn nha. Sang đến đâu thì em không biết, nhưng phèn là chắc chắn không phèn. Yên tâm nha các chị nha. Em đọc cho mọi người bằng màu áo tăm. Áo tăm màu em đang mặc sẽ là màu tím. Áo tăm màu này cho em sẽ là màu nâu, màu đen, màu bò, màu sữa, màu cam, màu hồng. Màu trắng là màu không thể thiếu. Đây màu trắng mà em vừa mặc đây. 58.000 đồng một áo và chỉ đi đơn từ 2 áo. Có cả màu trắng em vừa mặc áo tăm lên, không biết ô lại để đâu rồi. Vừa mặc vừa xong đây mà. 58.000 đồng một chiếc nha các chị nha. Tranh thủ chốt đơn giúp em. Không biết vứt đâu nhưng mà nói chung là có màu trắng. Còn áo này sẽ là màu tím. Rồi bây giờ em sẽ mặc cho một người sơ mi ngựa. Sơ mi ngựa xong thì em sẽ mặc cho một người sơ mi ong. Đấy. Còn đấy em chỉ xin 2 phút rồi là em cởi ra luôn này. Cái bảng màu chỉ dùng một từ thôi. Quá đỉnh, quá rẻ và quá đỉnh. Bảng màu lệch vai á chị. Ok chị nhá, lệch vai mà lúc nãy em mặc màu nâu thì chắc là chị nhìn thấy rồi đúng không? Còn màu lệch, còn 3 màu lệch vai còn lại là đây chị nè, màu trắng, màu đen, màu sữa và màu nâu mà lúc nãy em mặc chị nhá. Áo tăm của em là 58, anh tìm cho em cái tăm trắng nữa, cả tăm tím nữa treo lại cho em cái. Còn bây giờ em sẽ mặc sơ mi ngựa cho các chị xem độ đẹp này. Cho mọi người xem cái độ đẹp của nó luôn này. Bóc ra từ túi và mặc luôn chứ không phải là trước khi livestream. Và lúc nãy khách của em ở nhận hàng sơ mi ngựa nhà chị Linh đúng đỉnh, nên là bây giờ em sẽ bóc ra em mặc cho chị luôn sơ mi ngựa này. Và ngày hôm nay em tặng các chị luôn với giá rẻ sấp mặt. Nhá, chờ một chút. Váy xoắn eo có những màu gì? 2 màu nâu đen ạ. 2 màu nâu đen nha chị ơi. Đó, được chưa? Sơ mi ngựa và cách số điện thoại. Sơ mi ngựa và cách số điện thoại. Hôm nay em tặng các chị luôn nhá. 100.000 một áo. Giá gốc em bán là 10 mấy không nhớ nữa. Hôm nay em chốt cho các chị 100.000 đồng một áo. Nhận áo tăm rồi đẹp lắm chị Linh ơi, đơn hàng 6 sản phẩm mà nhận người yêu em bảo hết một củ. Nhận áo tăm rồi đẹp lắm chị Linh ơi, đơn hàng 6 sản phẩm mà người yêu em bảo hết một củ à. Em bảo hết chưa đến 600k còn tròn mắt cái gì đấy. Cảm ơn Tuyết rất là nhiều nhá, cảm ơn em nhá, các chị thấy chưa? Khách của em nhận hàng áo tăm rồi và khen rồi và bảo là 6 sản phẩm. Là người yêu mới hỏi là đơn này chắc hết hơn một củ à. Mà bạn ấy bảo với người yêu là chưa đến 600.000, người yêu tròn mắt ra không tin đấy, các chị thấy chưa? Áo tăm thì em nhiều khách nhận được hàng rồi. Sơ mi ngựa này ngày hôm nay em chốt cho các chị là 100k. Tranh thủ chốt đơn nhé. Sơ mi ngựa này ngày hôm nay em chốt cho các chị là 100.000 đồng. Sơ mi ngựa và cách số điện thoại. Còn chân váy em đang mặc sẽ là CV9. CV9 là 97.000 đồng. Em đã nói là hàng nhà em nó cứ rơi vào tầm từ dao động từ 80 đến 130.000 là nhiều. Nó chỉ trong khoảng đấy thôi. Chị Thắm Nguyễn một sơ mi ngựa lên số điện thoại giúp em. Sơ mi ngựa ngày hôm nay là 100.000. Còn chân váy CV9 của em là 97.000 đồng. Được chưa? Sơ mi ngựa này của em logo theo. Và lúc nãy em bảo rồi đấy, khách của em vào comment bảo là nhận được sơ mi ngựa nhà chị Linh rồi đúng đỉnh đấy. Các chị đọc được comment không đúng không? Thế nên là đọc được comment đấy thì em mới lên sơ mi ngựa. Chứ nếu không thì em cũng không nhớ đến sơ mi ngựa để lên cho các chị đâu. À, hàng bên em chất đẹp, chất à, hàng bên em rất đẹp, chất lượng tốt, giá hợp lý. Em cảm ơn chị Thảo rất là nhiều, em cảm ơn chị nhá. Ghi cho em mã này sẽ gọi cho em là sơ mi ngựa nha. Sơ mi ngựa còn chân váy em đang mặc là CV9. Em qua mẫu luôn ở đây nhá. Sơ mi có size không? Dạ sơ mi này free size chị ơi, sơ free size 58 cân đổ về mặc được. Và bây giờ em sẽ mặc sang cho mọi người đến sơ mi ong. Sơ mi ong này thì em chốt trong live chỉ có 88.000 đồng thôi. Đây sơ mi ong của em đây.
đâu rồi nhỉ, sơ mi ong 88.000. Sau sơ mi ong này em sẽ xả cho mọi người con sơ mi sọc đỏ luôn, cũng còn ít ít em xả mọi người luôn vì mã đấy không bán nữa. Nói chung là mã nào mà em Linh đã xác định không bán nữa thì em sẽ xả cho các chị luôn. Thứ nhất là đỡ chật kho, thứ hai là đỡ tồn vốn đấy, cho nó nhanh nhẹn lên, chứ còn để nó chả để làm cái gì. Mọi năm là cứ để đến hết vụ bắt đầu mới xả thì lúc đấy thật ra là tinh thần của người mua cũng không còn háo hức, bởi vì lúc đấy sang đông rồi. Nhưng bây giờ mà đang bây giờ bắt đầu chớm hè mà em xả hàng thì các chị chẳng mua vội, bởi vì giá bình thường em bán đã rẻ nhưng mà giá em xả nó thì làm sao mà đỡ được, đúng không? Thành ra là giúp kinh nghiệm là năm nay là không để đến như kiểu mọi năm là đến cuối vụ mới xả hoặc cuối năm mới xả. Xả thứ nhất là thu được vốn về, thứ hai là khách mua được sớm này, được khách mặc sớm này, đúng không? Không để nữa, năm nay mà xác định đã mã nào nó bỏ mẫu là xả, trừ khi những mã mà em đang bán thôi. Ủa sơ mi ngựa này mặc với chân váy này đẹp thế. À không, em xin lỗi, sơ mi ong này mặc với chân váy này đẹp thế, các chị thấy chưa? Em ơi, vãi, 88.000 đồng một cái sơ mi ong. 88.000 đồng một cái sơ mi thêu ong như thế này. Phong to 65 cân đồ phải mặc được, cũng chưa một khách nào chê sơ mi ong nhà em luôn á, mọi người nhìn thấy chưa? Ôi, set này quá đỉnh luôn, mặc trẻ vãi trưởng, set này mặc các chị đi du lịch các thứ vẫn ok. Đóng thùng mà vẫn đẹp và mở ra như em đang mặc vẫn đẹp, đeo thêm một cái túi nhỏ nhỏ xinh xinh nữa. Chị Nguyễn Thị Nhàn một sơ mi ngựa lên lên số giúp em. Kiểm tra đơn vui lòng gọi hotline chị ạ. Kiểm tra đơn vui lòng gọi hotline giúp em, chứ đừng có gì nhỉ? Đừng có nhắn tin ở đây. Sơ mi ong của em là 88.000 đồng. Còn chân váy em đang mặc là CV9, kính này là kính trơn 98.000, chân váy em đang mặc là CV9 97.000 đồng. Sơ mi ngựa thì là 100, còn sơ mi ong thì là 88, còn sơ mi gấu thì là 73, nói chung là cái gì cũng rẻ. Váy xoắn mới á, váy xoắn mới đem không bán chị ạ, ế lắm nên em bỏ mẫu luôn. Không bán được, váy đấy gọi là váy chéo nhưng mà váy xoắn thì vẫn đắt hàng, còn váy đấy không bán được. Đấy em bảo cái nào ế là em bảo ế thật mà, cái nào bán được thì mới bán được. Không phải cái nào em cũng bán đắt hàng đâu. Sơ mi em đang mặc sẽ là sơ mi ong, còn chân váy em đang mặc sẽ là CV9 nha, được chưa ạ? Cái này đóng thùng cũng rất là đẹp, em đóng thùng cho các chị xem nhá. Túi em đang đeo ghi giúp em là túi nhỏ. Túi em đang đeo là túi nhỏ. Túi nhỏ này em chốt trong live cho các chị là 137.000. Và đương nhiên hàng này của em là hàng Quảng Châu, 137.000 đồng, hàng Quảng Châu nhá. Váy mới đăng trên page mà em đăng lúc nào nhỉ chị nhỉ? Em đăng lúc nào? Chân váy đang mặc mã là gì? Dạ chân váy em đang mặc mã là CV9 và cách số điện thoại CV9 ạ. Cổ u em còn nhá. Đây cổ u hôm nay em sell luôn, cũng sell luôn đi. Hết, nghỉ mẫu, bán nhiều mệt. Đây, sell lỗ cho các chị luôn này. À không phải sell lỗ, sell, nói chung là sell rẻ, sell hòa vốn đi. 54.000 đồng một áo cổ u. 54.000 đồng một áo cổ u ngày hôm nay các chị được chọn màu. Bây giờ nhà em còn khoảng ở đây là còn khoảng hơn 50 chiếc đấy. Hơn 50 chiếc nhưng mà nó có tận 6 màu cơ, không còn nhiều, và xác định là thôi em nghỉ mẫu này là em sẽ xả luôn. Ghi cho em mã này sẽ là cổ u 54.000 đồng, tranh thủ chốt đơn giúp em. Ok chị Hương tỉnh táo lên số điện thoại giúp em nhé. 54.000 đồng giúp em ạ. Cổ u kèm màu kèm số điện thoại. Ai mua cổ u nhà em rồi cho em xin một câu phản hồi là có đẹp hay không nhé. Ok, ngay bây giờ em sẽ lên CV5 luôn. CV5 em đã về được hàng rồi đây. CV5 em chốt trong live stream này. Ủa CV5 của đây. CV5 em chốt trong live stream cho các chị là 126.000 đồng. Mặc lên rất là đẹp, bây giờ em mặc luôn nhé. Cổ u em sell luôn 54.000 đồng. Và các chị vẫn được chọn màu, chứ không phải là không chọn màu đâu nhá. CV9 có lót quần không? Có, chứ tất cả quần nhà em đều phải có lót quần hết. Nếu như không có lót quần là các chị chất tất cả chân váy ngắn nhà em đều phải có lót quần hết. Không có lót quần là mặc nó dầu lên nhìn kinh lắm, không mặc được đâu. Ghi cho em mã này sẽ là cổ u hôm nay em chốt trong live cho các chị là sale là 54.000 đồng, tranh thủ chốt đơn giúp em. 54.000 đồng em có cổ u bò, u hồng, u đen, u xanh, u trắng và u nâu. 54.000 đồng em có u bò, u hồng, u đen, u xanh, u trắng và u nâu. 54.000 đồng cổ u kèm màu và kèm số điện thoại, tranh thủ chốt đơn giúp em nhé. Rồi đây cho em mượn. Để đây chờ tí. Sơ mi ong kèm màu set chị đang mặc bao nhiêu? Set em đang mặc áo là 88. Áo là 88, còn chân váy là CV9. Ồ, à, là CV9, à chân váy là 97. Quỳnh Hương 2 của U, ok lên số điện thoại giúp em. Lai áo gấu ở lai áo gì chị ơi? Được chưa? Đẹp chưa? Qua mẫu nhá, đơn giản nhỉ. Cả set áo chưa đến 100 và chả váy chưa đến 100. Áo chưa đến 100 và váy chưa đến 100. Ok chị nhìn giúp em này. Đỉnh nhỉ. Đó. CV9 có size không chị? Dạ có 3 size SML. Có 3 size SML luôn.
Cho em xem lại váy xoắn eo với chị. Ok, chờ em một chút nhá. Đây, bây giờ em mặc cho mọi người cái CV5 này đó. CV5 này bao nhiêu lâu mới về được hàng đó. Đừng ghi là em một set chị đang mặc không có đơn đâu. Em ghi là sơ mi ong cộng CV9 và cách số điện thoại mới có đơn nhá. À đúng rồi, sau cái này em sẽ lên một loạt váy gấu chữ này. Rồi váy váy học sinh này. Đấy, những cái váy để em bán đắt hàng lắm. Váy gấu chữ và váy học sinh là hai váy em bán đắt hàng. Đây, CV5 này em chốt trong. Anh sửa giá CV5 ngày hôm nay cho các chị luôn, 124.000 đồng. Hôm nay em chốt cho các chị 124.000 đồng luôn. Ok chưa? Thoải mái cho các chị size to nhất đến 60 cân đồ về mặc được. Ok em, thế chốt cho chị cái màu đấy đi nhá. Ok, chị Quỳnh Như lên số điện thoại giúp em. Đây mọi người nhìn giúp em này. Đó. Chân váy em đang mặc sẽ là CV gì ạ? CV5. Còn áo em đang mặc sẽ là sơ mi ong và cách số điện thoại. Đó, đẹp chưa? Mặc này trẻ, không ai trẻ lại các chị luôn. Anh ơi, máy được rồi này. Không ai trẻ lại các chị luôn. Thề. Xét hàng còn không còn chứ. Xét hàng không phải là còn mà là xét hàng chắc chắn sẽ về tiếp. Được chưa? Sơ mi bèo là cái gì vậy chị? Ghi cho em mã này sẽ là sơ mi ong và chân váy CV5 nhá. CV5 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại. CV5 màu em đang mặc sẽ là màu gì ạ? Một màu duy nhất như em đang mặc. Dưới 49-50 cân đổ về mình lấy giúp em size S. Từ tầm 50 đến tầm 54 cân mình lấy giúp em size M. Và từ tầm 56 cho đến tầm 60 cân mình lấy giúp em size L. Ghi cho em mã này sẽ là CV5 kèm màu, em xin lỗi, CV5 kèm size và kèm số điện thoại. Áo đá em đang sale là 58.000 đồng. Áo lệch vai em đang sale là 64.000 đồng. Áo cổ tim đang sale là 55.000 đồng. Và áo cổ U em đang sale là 54.000 đồng. Đó. Eo ơi, em đọc các chị lú luôn đấy nhỉ. Sao mà em nhớ giá siêu thế không biết nữa. Chân váy bò xẻ trước là chân váy, à đấy là CV2. Chân váy em đang mặc có size chứ chị. Em đang mặc ở đây là size S và có 3 size ML thoải mái đến 60 cân, 58-60 cân chị nhá. Còn áo đang mặc thì sẽ là áo sơ mi ong. Đó. CV5 38 cân thì không nên mua bởi vì quá gầy ạ. Quá gầy. Lệch vai của em đây. Lệch vai trắng, lệch vai đen, lệch vai sữa và lệch vai nâu đang sale là 64.000 đồng. Quần đỉnh á, quần đỉnh em lên từ nãy giờ cũng lên hình như 2 lần rồi sao ấy. Đấy, ví dụ như áo sơ mi em đang mặc mà mặc với quần đỉnh cũng rất là hợp. Đây, như thế này này. Mặc với quần đỉnh màu này đây. Từ chờ em chút. Màu này, màu sữa này đây. Áo này mặc với quần đỉnh màu sữa cũng rất là hợp nên em mặc cho mọi quần đỉnh nhá. Bình thường là em hay mặc màu đen, hôm nay em mặc cho mọi cả màu khác. Xem lệch vai đi em, ok chờ em một chút xong em mặc lại lệch vai cho các chị. Lệch vai ngày hôm nay em đang sale cho các chị là lệch vai ngày hôm nay em Linh đang sale cho các chị là bao nhiêu nhỉ? Là 64.000 thôi. Sục chị còn không dạy em còn. Còn K8 không dạy em hết ạ. K8 em hết nha các chị. Đây, nhìn giúp em này. Chị Linh còn quần bò mài không? Quần bò mài là quần gì ta? Không có, còn gì có bán quần bò mài đâu nhỉ? Đây, các chị nhìn form đẹp chưa? Đấy, em đang mặc ở đây là quần đỉnh màu sữa và đang mặc cái áo này là sơ mi ong. Quần đỉnh em có tất cả là 4 màu. Quần đỉnh màu em đang mặc sẽ là màu sữa. Và em thề luôn là khi nãy cái lúc mà còn 1.000 người coi thôi, Hơn chục chị vào comment khen cái quần đỉnh này của em. Khen quá trời luôn. Và khách của em bảo là mua về mặc đẹp, xong rồi mua thêm cho mẹ mặc ấy. Mua thêm cho mẹ mặc đó mọi người. Ghi cho em áo đó 60 mấy cân mặc vừa. Em áo đang mặc 65 cân đồ về thoải mái. Quần đỉnh màu em đang mặc sẽ là quần đỉnh màu sữa. Quần đỉnh màu này cho em sẽ là quần đỉnh màu đen. Quần đỉnh màu này cho em sẽ là quần đỉnh màu nâu. Và quần đỉnh màu này cho em sẽ là quần đỉnh màu kem. Quần đỉnh kèm màu và kèm số điện thoại em chốt trong live stream này cho các chị là bao nhiêu ạ? Là 128.000 full 2 size SM. 128.000 full 2 size SM giúp em. Dưới bao nhiêu ạ? Dưới bao nhiêu nhỉ? Dưới 55 cân mình lấy size S và từ 56 cho đến 70 cân lấy size M. 70 cân không vừa size M em cho các chị hoàn hàng lại. Chị ơi, sơ mi trắng em đang mặc chị ghi giúp em là sơ mi ong nhá. Sơ mi ong này em chốt trong line cho các chị có 88.000. Các chị lấy 88, các chị cộng với quần này là 188 cộng 128, 88 cộng 128 là nguyên set em đang mặc. Chị xem lại A50 với giá A50 của em là 100, hôm nay em chốt cho các chị có 103.000 đồng thôi. Giá cũ em bán là 107 và hôm nay em chốt cho các chị mã này là 103. Con này ngày đầu tiên em tung ra em bán được 1.400 chiếc. Bây giờ thị trường ra hàng rẻ rất là nhiều, siêu nhiều luôn. Nhưng em chỉ bán cho các chị một loại này thôi, được chưa? Chuẩn cái chất này. Chị chuyển chuyển khoản lúc sáng á. Lúc nào đi đơn các bạn sẽ phản hồi cho chị ạ. Chị cứ chụp lại giao dịch và inbox cho bên em nhé.
sơ mi ong của chị Lê Thị Thu, áo nó mặc là sơ mi ong 88.000 đồng, được chưa? Quần em vừa gửi ra là quần đỉnh, quần đỉnh này là 128.000 đồng nha các chị nha. Còn ví dụ như kể cả cái này nhá, mà các chị mặc với chân váy CV8 thì em cũng siêu đẹp. Cái sơ mi ong này mặc với chân váy CV8 này của em là 124.000 đồng, hàng Quảng Châu, phát hiện rằng sửa miền Nam được hoàn hàng luôn. Váy áo bò ngắn và bốn cái áo bò xịn xanh, ok chị Hiền Ngọc Võ nhá. Nhưng mà em nói luôn là bò ngắn là các chị phải chờ đấy, nhanh nhất cũng phải 3 ngày nữa mới có hàng, bây giờ nhà em hết sạch rồi. Thì bây giờ chị cứ chốt đi, xong rồi hàng về thì các bạn nhân viên sẽ chốt đơn cho chị nhá. Đây này, mặc này thì đúng là siêu trẻ luôn, không ai trẻ lại các chị luôn đâu mà. Hề. Mặc thế này không ai trẻ lại các chị đâu. Đấy các chị thấy chưa? Này, nhìn này. Đấy, thấy chưa? Siêu 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 trẻ luôn. Ghi cho em mã này sẽ là CV8, áo này sẽ là sơ mi ong. Sơ mi ong này dễ mặc lắm, mặc và cái gì cũng đẹp. Siêu dễ mặc luôn. Ghi cho em mã này sẽ là sơ mi ong và cách số điện thoại. Các chị thấy đẹp chưa? Đó. Em chốt trong live stream này cho các chị là áo là 88, chân váy là 124. Đó. Và ví dụ như chân váy này, ôi mặc sẽ này trẻ thế. Mặc sẽ này các chị đeo thêm cho em cái kính này nữa thì không ai đỡ được luôn. Dạ bột tắm nhà em còn chị ơi. Anh ơi lấy hộ em gói bột tắm cái nào. Đây bột tắm nhà em đây. Chị nào tắm bột tắm nhà em rồi comment cho em phát nào. Luôn luôn có sẵn. Mùa này là bắt đầu có sẵn rồi. Bột tắm này của em là bao nhiêu ạ? À nói đến bột tắm mình nhớ tối nay về phải pha tắm phát, lâu rồi không tắm. Chớ, à không phải lâu rồi không tắm mà lâu rồi không tắm bột chứ mà lâu rồi không tắm. Sơ mi ong không nhăn đâu chị ơi, em mang từ túi ra là em mặc luôn. Nửa ký của em là 85.000 và 1 ký là 155.000, các chị cứ dùng thử đi. Các chị cứ dùng thử đi, là nghiện yên tâm. Bột tắm này mỗi một năm trung bình em bán hơn 2 tấn. 2 năm nay năm nào mỗi năm cũng bán hơn 2 tấn, nói điêu mất lòng luôn. Nhưng không bao giờ có một bài post nào quảng cáo luôn. Các chị thấy không? Không cần phải quảng cáo, em không bao giờ đăng bài quảng cáo luôn nhá. Không hề đăng luôn. Chỉ có chị nào biết, chị nào mua quen là biết thì chốt thôi, chứ còn em không quảng cáo. Không hề quảng cáo, đố các chị tìm được 2 năm nay một bài quảng cáo là về bột của em luôn. Không hề đăng. Nhưng năm nào cũng bán hơn 2 tấn bột. Ghi cho em mã này sẽ là gì ạ? Là sơ mi ong, còn chân váy em đang mặc sẽ là CV8. Bột tắm nhà em là bột tắm tự làm, hoàn toàn tự xay, nhà tự làm, chứ em không có đi nhập lại. Em nhập lại thì em bán làm gì? Nửa cân hoặc một cân, cách số điện thoại là được. Trời ơi, cái set này trẻ quá. Ghi cho em mã này sẽ gọi cho em là CV8 ghi. Và áo này sẽ ghi giúp em là áo gì? Áo sơ mi ong và cách số điện thoại, được chưa? Bây giờ em sẽ mặc sang A50 nhé. A50 là một cái mã siêu đắt hàng nhà em. A50 nhé, được chưa? Xem lại màu cổ u em. Ok chị, cổ u em đang sale là 54.000 đồng thôi. Đây này, tranh thủ chốt giúp em. Hôm nay có nhiều mã sale lắm. Cổ tim em cũng sale, cổ u em cũng sale, lệch vai em cũng sale, cái gì cũng sale hết. Ghi cho em mã này sẽ là cổ u vò, u hồng, u đen, u xanh, u trắng và u nâu. Xả 54.000 đồng. Đúng rồi, nhân tiện em đang mặc cái váy này, em sẽ mặc cho mọi người lệch vai trắng. Đang xả 64.000 đồng, không mua phí quá hời luôn. Mặc Q5 đi chị, nói thật với em là Q5 hiện tại nhà chị cả S, cả M, cả L đều hết sạch, không còn cái nào luôn. Còn đúng một cái mẫu trên mắt thôi, cho nên là em không lên được Q5, mọi người thông cảm nhá. Bây giờ em sẽ mặc cho mọi người cái lệch vai này. Lệch vai nhân tiện em đang mặc váy ghi thì em sẽ mặc lệch vai màu trắng cho các chị. Đang sale là bao nhiêu ạ? Là 64.000 đồng một áo, giá cũ em bán là 70 hay sao đó. Chân váy đen dài kèm đai mã là CV85 chị ơi, mã chân váy hot nhất từ hôm qua đến bây giờ. Nhưng bây giờ bảo em mặc lại thôi, em không mặc đâu, tí xem lại livestream giúp em nhá. Đây mọi người nhìn này, đẹp chưa? Ghi cho em mã này sẽ là lệch vai kèm màu và kèm số điện thoại. Đây các chị thấy không ạ? Lệch vai kèm màu và kèm số điện thoại, mọi người thấy không? Nếu như đối với màu trắng thì mình lại mặc với chân váy lệch vai màu ghi. Anh treo lại cho em cái lệch vai nâu với. Em chốt trong line này là bao nhiêu ạ? Là 64.000 đồng. Em nhấn mạnh lại một lần nữa là mua đâu bằng tiền, em cho hoàn hàng, không cần phải rẻ hơn. Đó mọi người thấy chưa? Bình thường em toàn mặc màu nâu và em bảo màu nâu đắt hàng nhất, nhưng màu trắng vẫn rất là đẹp, màu nào cũng bán được. Chỉ có màu sữa là bán không bằng với màu kia thôi. Chứ còn ba cái màu, màu đen, màu trắng và màu nâu, màu nào cũng bán được hết. Ghi cho em mã này sẽ là lệch vai kèm màu kèm số điện thoại, sale 64.000. Nhận hàng kiểm tra hàng, đẹp thì mới lấy, không đẹp thì thôi. Đây, lệch vai 64k, được chưa? Lệch vai màu em đang mặc sẽ là màu trắng này, màu nâu này, màu sữa này và màu đen. QC có sale không ạ? QC em đang bán là 134, giá cũ bình thường em bán là 136 đây. Vẫn rẻ hơn được 2.000. Do là em được đầu buôn người ta giảm cho em 2.000 thì em giảm cho các chị 2.000. Ok chị Hoài Thương lên số điện thoại giúp em. Ghi cho em mã này sẽ gọi cho em là lệch vai trắng và mặc cái CV8 ghi. Trời ơi, quá trẻ. Quá trẻ luôn các chị ơi, mặc cái set này đi du lịch thì đeo thêm cái kính đen vào nữa cho em này. Cổ U em đang sale 54 đây, tranh thủ chốt đi. Bình thường em bán 59, này đẹp chưa? Đó. Chân váy 3 màu, áo 4 màu nha. Cổ U em đang sale 54 cho tất cả các chị dồn đơn. Và tất cả các chị có đơn thì đừng bao giờ dồn hai thứ mà nhất định nên mua ở nhà em. Đó là set chip và quần ngủ thái.
Set chip bán hơn 3.000 set rồi. Còn quần ngố thái trong tháng vừa rồi, tháng 2 vừa rồi là hơn 1 vạn, chưa tính tháng 3 nhé. Tháng 3 hôm nay là 10 ngày rồi. Và tháng 2 vừa rồi là hơn 1 vạn. Đây là những mã sản phẩm best seller, siêu siêu đắt hàng của nhà em. Và em khuyên tất cả các chị nên dồn đơn vào. Và kể cả là cái quần 38.000, 37.000 hay một cái set chip 66.000 thì khách hàng luôn luôn được kiểm tra hàng trước khi nhận. Có màu đắt hàng, màu trắng, màu bò, màu nâu là những màu đắt hàng chị ạ, màu đen nữa nha. Còn màu hồng, màu xanh thì chỉ bán kèn thôi. Còn những màu đắt hàng màu bò, màu đen, màu trắng, màu nâu nha chị. Cổ u đang sale là 54.000 đồng. U bò, u hồng, u đen, u xanh, u trắng và u nâu 54.000 đồng giúp em. Còn chân váy em đang mặc là CV8. CV8 là 124.000 đồng. Bây giờ em mặc sang cho mọi người cái áo A50 là một cái áo siêu đắt hàng mà hôm nay cũng sale. Bình thường em bán là 107. Hôm nay em giảm cho các chị một là 104 nhá. À, có mã quần bò nào khác không? Em có mấy mã quần bò ấy. Quần đùi thái là quần ngố thái đấy chị ạ. Mã của nó là quần ngố thái đấy. Quần ngố thái em chốt trong này là 37.000 đồng đấy chị. À, cổ u đen cho chị Thanh Thanh, ok em chốt đơn. Đây bây giờ em mặc cho mọi người cái áo này là A50. A50 siêu đắt hàng. Quần ngố em bao vừa cho chị bầu bí đến 70 cân. Em bao vừa cho chị bầu bí đến 70 cân. Riêng khách nhà em bầu bí là không bao giờ bỏ cái quần ngố đấy luôn. Nhà em ba thế hệ từ em đến mẹ em đến cháu em đều mặc quần ngố. Con gái em thì còn bé chưa mặc được. Nhưng mà cháu em học lớp 3, về học lớp 5 là đã mặc được rồi. Đi cho em mã này sẽ gọi cho em là gì ạ? A50 kèm màu và kèm số điện thoại. Ủa, cái nhỏ của em đâu rồi nhỉ? Vừa đeo đây mà. A50 kèm màu và kèm số điện thoại. Xem có ở dưới không? Không có. À đây. Đấy, các chị thấy chưa? Siêu đẹp luôn. A50 103.000. 103.000. Chân váy là 124.000, túi nhỏ là 137.000 và sụp da là 245.000. Bột tắm nhà em là có loại nửa cân và một cân. Nửa cân là 85.000. Nói chung là nếu như mọi người mà chưa thử ấy, ngố thái nhà Linh mặc mát lắm luôn, mặc mát thích lắm luôn. Cảm ơn Trâm Anh rất là nhiều nhá, em cảm ơn chị nhá. Ghi cho em mã này sẽ là A50 kèm màu và kèm số điện thoại. Áo xẻ tà ok, em lên luôn áo xẻ tà, em quên đấy. Ok. Em lên ngay bây giờ đây. Áo xẻ tà đâu rồi anh nhỉ? Hôm qua hàng mẫu luôn. Đây, xẻ tà đây. Em lên ngay và luôn bây giờ đấy ạ. Em quên mất đấy. Lên mặc với cái chân váy này luôn nhá. Túi chuông nâu bây giờ chỉ còn nâu thôi chị ơi. Sụp da chuẩn size ạ. Nửa cân bột tắm cho chị Thanh Thanh lên xuống giúp em nhé. Sụp da chuẩn size giúp em không lùi size, không nhảy size ạ. Live hôm nay xong em nghỉ 3 hôm mọi người nhá. Chị nào lấy gì tranh thủ chốt đi. Mệt quá rồi. Không thể live. Không phải live liên tục như này. Live hôm nay xong là em nghỉ 3 hôm nhé. Nên là các chị lấy gì các chị tranh thủ chốt đơn giúp em. Đây. Đẹp chưa? Đây chị nào giúp em lên lệch vai để dồn đơn này. Lệch vai nó là kiểu một cái áo, không phải lệch vai, em xin lỗi, xẻ tà. Nó là kiểu một cái áo bình thường như thế này, nhưng người ta xẻ ra một đường như thế này để làm điểm nhấn. Thế thôi. Còn quần Q90 dạ có chị ơi. Q90 nhà em không ngày nào về dưới 500 luôn á. Áo hồng Mickey có màu khác không? Đấy là bộ chị ạ, không phải áo đâu, bộ đấy. Đắt hàng kinh khủng. Đây các chị nhìn giúp em. Áo cổ tím bèo sau lưng. Áo cổ tím là áo gì chị? Ghi cho em mã này là gì nhỉ? Áo này sẽ là xẻ tà. Xẻ tà màu em đang mặc sẽ là màu nâu. Xẻ tà màu này cho em sẽ là màu đen. Và xẻ tà một màu nữa cho em sẽ là màu trắng. Em có tất cả là 3 màu trên góc này. Xẻ tà trắng, xẻ tà nâu và xẻ tà đen. Xẻ tà kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong livestream này cho các chị là bao nhiêu ạ? Là 85.000 đồng. Xẻ tà kèm màu và kèm số điện thoại 85.000 đồng. Đây lúc nãy giờ chị nào cứ chờ em lên xẻ tà chốt giúp em nhé. B90 ngày mai hàng sẽ về. Form áo cổ u là ngắn hay dài? Form ngắn chị ạ. Không hẳn là quá ngắn nhưng nói chung là nó vẫn là form ngắn. Chân váy bò ok, chân váy bò thì em có hai mã, một là CV2 và hai là CV5. Áo em mặc thì sẽ là xẻ tà nhá. Xẻ tà em chốt trong live là 85.000 đồng. Em xem A10 ok, em lên lại A10 một lần nữa nhá. Mặc dù là có thể các chị sẽ phải chờ hơi lâu nhưng mà nó đẹp cho nên thôi, chịu khó chờ. A10 của em đâu nhỉ? A10. Hàng màu A10 của em đâu? Hàng Quảng Châu ấy. Siêu đẹp. A10 kèm màu và kèm số điện thoại. Siêu đẹp mọi người. Đây này, mọi người nhìn hộ em bảng màu. Hàng Quảng Châu, em bảo rồi, phát hiện ra hàng xử Việt Nam em cho các chị hoàn hàng luôn.
Em có A10 màu sữa, màu đen, màu cam, màu trắng, màu xanh, màu tím và màu vàng. A10 kèm màu và kèm số điện thoại giúp em. Em mặc cho một người màu trắng nhé. A10 kèm màu kèm và cái màu tím thì là màu em thích, nhưng vấn đề là màu tím nó không có. À không phải không có mà là bán quá nhiều nên là hết rồi. Em lên đôi sục. Em lên đôi giày sục đi. Em đôi giày sục là đôi nào chị? Các chị nhìn hàng này. Đây này. Thấy chưa? Chuẩn hàng Quảng Châu, phát hiện ra xưởng Việt Nam, được hoàn hàng ngay lập tức, không cần phải lấy, được hoàn tiền luôn nha. Ghi cho em mã này sẽ là cái gì nhỉ? A10 kèm màu và kèm số điện thoại. A10 kèm màu và kèm số điện thoại giúp em nhé. Đó, A10 màu em đang mặc sẽ là màu trắng. Và em mặc với chân váy CV8G. Đấy, A10 khách toàn chốt 2 chiếc, 104.000 đồng một chiếc. Các chị mua của em đầu tiên, sau này thị trường có bán các chị vẫn sẽ là người được mua rẻ nhất. Được chưa? Ok chưa? Như thế là đã ok chưa? Ghi cho em mã này sẽ là A10 kèm màu và kèm số điện thoại nhé. Em đọc lại bảng màu A10 cho các chị nhé. A10 màu em đang mặc sẽ là màu gì ạ? Màu trắng này, mặc với chân váy CV8G. Em đã bảo là không có gì để mà bàn về độ đẹp nữa, về độ trẻ nữa, thấy chưa? Màu em đang mặc sẽ là A10 màu trắng, chân váy em đang mặc sẽ là CV8G, cả set em đang mặc đều là hàng Quảng Châu hết. Màu này cho em sẽ là A10 màu sữa, A10 màu đen, A10 màu cam, A10 màu xanh, A10 màu tím và A10 màu vàng. Cái màu mà em cảm thấy thích nhất là màu tím này này. A10 kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong livestream này cho các chị là bao nhiêu nhỉ? 104.000 đồng. A10 trắng, A10 sữa, A10 đen, A10 cam, A10 xanh, A10 tím và A10 trắng, 104.000 đồng. Chị Hồng Nhung 2A10 lên số điện thoại giúp em. Còn chân váy em đang mặc em đọc cho mọi người bảng màu nhé. Chân váy em đang mặc sẽ là CV8 nâu này. CV8 màu này cho em, màu em đang mặc sẽ là màu ghi này. Màu này sẽ là màu đen và màu cuối cùng cho em sẽ là màu nâu. CV8 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại. Và bây giờ em lên cho một mũi quần hàng Quảng Châu này cũng siêu đắt hàng. Quần này giúp em là Q66 cũng siêu đắt hàng luôn, hàng Quảng Châu nhé. Em đọc này. Ghi cho em mã này sẽ là CV8G này. Màu này sẽ là CV8 đen này. Màu này sẽ là CV8 nâu này. 124.000 đồng. Giá cũ em bán là 128. 3ZML và size to nhất, thoải mái cho các chị đến 60 cân đổi về mặc được. Còn bây giờ em lên cho một người mới quần sóc này, cũng là hàng tàu luôn. Và mã của nó sẽ là Q66. Quần này thì năm ngoái em bán rất là đắt hàng, cho nên năm nay em lại nhập lại cho mọi người mua ấy, được chưa? Và quần này thì em có 3 màu. Mặc Q99 đi Linh ơi. Ok, chờ em một chút nhé. Em lên con Q66 này, xong em lên Q99 mặc với A10 tím cho các chị luôn nhé. Chờ em một tí tiệm. Ghi cho em mã này sẽ gọi là gì ạ? Quần này ghi cho em là quần Q66. Q66 này của em thì có 3 màu và 3 size. 3 màu và 3 size. Em chốt trong line này là 124.000 đồng. Như năm ngoái là em bán tận 129 hay 130 mấy ấy. Vì năm ngoái là nhập cao hơn năm nay á. Năm nay cái gì cũng rẻ hơn, bởi vì các chị cứ hình dung tệ năm nay nó cũng rẻ hơn. Năm ngoái tệ có những thời điểm lên đến là hơn 37, mà năm nay bây giờ tệ chỉ còn sấp xỉ 35 thôi. Thế nên là hàng tàu cũng rẻ, hàng Việt Nam cũng rẻ. Vải rẻ thì quần áo nó cũng rẻ, nói chung là rẻ là nó rẻ một loạt luôn đấy. Quần này ghi giúp em là Q66. Q66 này của em có tất cả là 3 màu và có tất cả là 3 size. 3 màu và 3 size. Em chốt trong livestream này cho các chị là bao nhiêu ạ? Là 100. Q66 này em chốt trong live cho các chị là 124.000 đồng. Các chị nhìn giúp em. 124.000 đồng. Các chị nhìn thấy chưa? 124. Q66 màu em đang mặc sẽ là màu nâu. Và Q66 em có tổng là 3 màu, 124.000 đồng. Q66 màu nâu này. Q66 màu trắng này. Và Q66 màu đen. Hàng này của em là hàng tàu. Cái thứ hai nữa là mỗi một cái quần các chị nhận được hàng á, nó sẽ kèm một cái đai như thế này. Và đai này rất là xịn sò hơn cái con đai mà của cái chân váy đai, cái chân váy CV85 kia nhá. Đai này là đai da xịn sò luôn, và có thể dùng để đeo vào những tất cả những quần bò khác được luôn. Đai này các chị đeo cả năm không hỏng đâu. Ghi cho em mã này sẽ là Q66 màu nâu SML, Q66 màu trắng SML và Q66 màu đen SML. 3 size SML, 49 cân đổ về mặc giúp em size S giống như em đang mặc. Từ tầm 50 đến tầm 54 cân đổ về mặc giúp em size M, và từ tầm 56 đến 60 cân mặc giúp em size L. Chân quần này năm ngoái em bán kinh khủng khiếp đắt hàng luôn ạ. Ghi cho em mã này sẽ gọi sao đợt này phải đợi hàng lâu thế à? Tại vì là do thiếu đơn ấy em. Chị Xuyên Võ ơi lên số điện thoại giúp em. Dép trắng em mà em bán đấy là em đang sale là 89.000 đồng thôi nhá. Ghi cho em mã này sẽ là Q66 trắng, Q66 đen và Q66 nâu. Em chốt trong livestream này cho các chị là bao nhiêu ạ?
là 124.000 đồng full size và tặng kèm đai luôn, tặng kèm đai luôn nhé. Q66 kèm màu kèm size. Còn nếu không biết size gì thì ghi là Q66 kèm màu kèm cân nặng nhân viên chốt size. Thì Trương nữ cho em xin cân nặng hoặc size và cách số điện thoại giúp em nha chị Trương nữ ơi. Được chưa ạ? Chị nào lấy đã chốt giúp em. Và chị nào vừa hỏi em Q99 thì đây em giơ lại nhé. Q99 em vẫn chốt trong like cho các chị là 115.000. Cái thứ nhất là mua đâu rẻ hơn em cho các chị hoàn hàng lại. Cái thứ hai là nhận hàng kiểm tra hàng trước khi nhận. Nếu không ưng các chị được hoàn hàng lại ngay lập tức được chưa ạ? À, nhưng mà trước khi lên cái này em xin phép lên lại cái set hàng này một lần. Cái set hàng của đây set hàng của em. Set hàng này ngày hôm qua là một cái set nổ đơn. Tối ngày hôm qua em bán có đắt hàng đâu, bán ế mà em bán được hơn 500 cái set hàng này. Cho nên là em sẽ lên cái set hàng này trước, sau đó thì em mới lên lại quy trình chính nhá. Set hàng này thì từ đầu like rồi em mới lên được có một lần thôi. Dép size 37 cho chị Vân Anh. Ok, dép đây, dép này em đang sale chỉ có đây này. Ví dụ như các chị đi du lịch em phối cho các chị cái set này, các chị mặc cái quần em đang mặc. Sau đó các chị mặc với cái áo trắng trơn của các chị cũng được, không nhất thiết phải mua áo của em đâu. Đấy là em gợi ý thôi. Còn cái áo trắng trơn thì trong tủ ai cũng có rồi, nếu mà có rồi thì không cần mua nữa. Không nhất thiết là phải mua áo này của em. Các chị đeo thêm một cái túi này. Đó, đỉnh chưa? Set này với du lịch check in thì thôi rồi luôn. Áo trắng nó sẽ cùng tông với dép trắng, được chưa? Quần thì quần nâu rất là tây, nút tông tông nâu tây, đẹp chưa? Q66 trắng 124.000, dép trắng 89.000. Áo em đang mặc là gì ạ? Áo em đang mặc là A10 104.000, hàng Quảng Châu. Và túi em đang đeo sẽ là túi nhỏ, cũng là hàng Quảng Châu. Cả set này của em đều là hàng Quảng Châu, chỉ có dép là hàng Việt Nam thôi. Còn từ áo đến túi đến quần đều là hàng tàu hết, được chưa? Ghi cho em mã này, mua sơ mi đũi nhà em đẹp mát lắm. Em cảm ơn chị Ngọc Bích rất là nhiều nha. Rồi bây giờ em lên cho mọi người là cái set hàn này nhá. Cái set hàn này của em đẹp đẹp lắm luôn. Em đã bảo là cái set hàn này là không thể thiếu được. Mùa du lịch hay là mùa bình thường, đi lễ hay là đi chơi, không thể thiếu cái set hàn này đâu. Đẹp thật mà. Quần thun nạ, quần thun là quần gì nhỉ em ơi? Quần thun là quần gì? Hôm qua em đặt sau live, bây giờ còn chỗ không. Em cứ lên mã cách số, nhân viên nó sẽ gọi điện cho em nhé. Nếu như sản phẩm đấy còn, nhân viên bên chị vẫn gọi cho em bình thường. Đây. Đây này, set hàn của nhà em. Tại sao em gọi nó là set hàn? Tại vì nó được làm từ chất tăm hàn. Tăm hàn là một trong những cái loại chất mà gần như là cao cấp nhất trong tất cả các loại chất tăm ấy. Thành ra em mới gọi nó là set hàn đó mọi người. Cái quần vừa cầm ý ạ, quần vừa cầm đấy là quần quần Q99, thì sau mã này chị sẽ lên mã đấy, em chờ một chút. Váy kẻ bao nhiêu, váy kẻ nào chị ơi? Đây này, kể cả như quần này các chị mặc với áo này cũng được luôn, rất là hời, được một cái quần như cái quần bình thường luôn mà, như cái quần suông nâu bình thường luôn, hời cực kỳ luôn. Các chị mua bộ rất là hời em bảo mọi người đây, ví dụ như cái quần của set hàn này nhá. Rồi bây giờ em đang mặc với cái áo trắng này, mặc như cái áo bình thường luôn à, rất là hời luôn, em bảo là cực kỳ hời mà. Rồi lên cho mọi người mã này, sẽ gọi giúp em là set hàn màu nâu. Set hàn kèm màu và kèm số điện thoại. Chân váy có 3 size SML. Chân váy có 3 size 3XL không em? Dạ không chị. Size 3XL là chị hỏi chân váy gì? Chân váy gì mà lại có tận đến size 3XL? Nhà em chẳng có chân váy nào đến size XL luôn, nó chỉ đến size L là to nhất. Áo trắng em vừa cởi ra mã là áo gì ạ? Áo A10. Còn cái set này của em sẽ gọi là set gì? Set này như vậy là set hàn. Set hàn này em chốt trong live stream cho các chị là 152.000, các chị nhìn hàng nhìn tang mác nhà em, xịn sò không? 152.000 đồng một cái set hàn này nhá các chị nha. 152. Set hàn có giống chất váy xoắn không? Không ạ, khác. Đẹp, yên tâm là rất là đẹp. Đây mọi người nhìn giúp em này. Khác hoàn toàn luôn, không giống nhau. Váy xoắn nó là chất, váy xoắn nó là chất tăm dày. Còn set hàn nó là chất tăm mỏng các chị ơi. À không phải, em xin lỗi. Váy xoắn nó là chất tăm to, còn set hàn nó là chất tăm nhỏ, không phải tăm mỏng đâu. Set hàn này của em nó chất tăm hàn, là một trong những cái loại set tăm cao cấp nhất trên thị trường đấy mọi người nhìn này. Mặc cái set này eo thì nhỏ mà chân thì dài, nên em mới bảo là set này hôm qua là cái set hot nhất tối ngày hôm qua, thậm chí đắt hàng hơn cả cái B95 này luôn. B95 em bán có 104.000 đồng nhưng bán số lượng không bằng cái set hàn này trong live stream tối ngày hôm qua đâu ạ. Ghi cho em mã này sẽ là set hàn kèm màu và kèm số điện thoại. Set hàn màu em đang mặc sẽ là màu nâu, và set hàn một màu nữa sẽ là màu đen. Thật ra thì nó có cả màu bò, nhưng mà em nói thật là các chị chả mua màu bò mấy, nên là thôi em không bán màu bò nữa. Mọi người không mua màu bò mấy, mà em cũng nói với các chị là như màu bò mà mọi người mặc mà chỉ cần lộ một tí khuyết điểm nào ở đâu ấy, có khuyết điểm là nó lộ ra hết. Thế nên là nên lấy hai cái màu này đẹp hơn, màu đen và màu nâu. Đẹp chưa? Mặc đi du lịch này, đi chơi này, đi lễ, và thậm chí như mùa hè mọi người đi du lịch vẫn có thể kèm đi lễ được đúng không? Mình mặc những cái set này vừa đẹp, vừa thoải mái, vừa lịch sự, vừa sang. Và cái set này mà nếu mà
đúng chất này, form này mà các chị mua trên thị trường mà không trên 220.000 em đi đầu xuống đất luôn. Thế là đen chị dây dâu tây đỏ lên số điện thoại giúp em 152.000 đồng, đang định đọc 220. 152.000 đồng set hàng này, eo nhỏ và chân dài, đấy là cái đặc điểm mà khi mọi người mặc cái set hàng này lên, eo nó bé lại và chân nó dài ra, do cái thiết kế của cái bộ này nó đẹp như vậy á, nên khi các chị mặc lên là ai cũng như thế này. Mọi người nhìn em mặc set này, nhìn em eo hơn và chân em cũng dài hơn. Tại sao? Tại vì tỷ lệ cái áo là người ta làm nhỏ và ngắn, thì tỷ lệ từ đây đến đây sẽ dài, và khi tỷ lệ từ đây đến đây sẽ dài thì cảm giác chân các chị sẽ dài, đơn giản dễ hiểu thế thôi. Ghi cho em mã này sẽ là set hàn nâu và set hàn đen, cách số điện thoại 152.000 đồng. Trời ơi, đẹp quá, quá đẹp luôn, chứ không phải đẹp. Đi thêm cái dép 89.000, đi thêm cái dép 89.000 và đi thêm cái đeo thêm cái túi em đang đeo gọi là túi nhỏ 137.000. Trời ơi, nhức nách chưa, được chưa? Ghi cho em mã này sẽ là gì? Set hàn kèm màu và kèm số điện thoại, set hàn đen và set hàn nâu 152.000 đồng nha các chị. Đẹp chưa? Trắng nhỉ, mà cái màu này trắng kinh khủng luôn ấy. Đấy, ví dụ đi lễ mình có thể đeo thêm một cái vòng trầm nữa. Đấy, kiểu như thế. Nhìn nó rất là ok, hoặc các chị có thể búi tóc cao lên như thế này, hoặc là buộc tóc lên như thế này này, tùy các chị nhé. Tóc em hơi bết cho nên là nhìn hơi kinh. Quần đi ạ. Chị mặc màu đen đi. Ok, em mặc thêm cả màu đen nữa đó. Tại vì set này đẹp cho nên là em sẽ nhiệt tình mặc tưng bừng cho các chị. Yên tâm, tại vì đắt hàng tự nhiên mặc. Trừ khi cái gì, cho nên là còn ví dụ như cái nào ế nhá. Cái nào mà ế kể cả các chị có đề nghị em cũng không mặc đâu. Khi mà nó đã ế là em không muốn mặc nữa. Xong mà tự nhiên này cuối livestream và view lên là như nào các chị? Kiểu gì vậy? Set hàn 1m50 mặc được. Nên nếu như mà chị mà chân chị hơi quần nó hơi dài ấy, váy xoắn eo quá đẹp luôn chị, em 60 cân mặc vào như 50 cân. Cảm ơn Ly Lan rất là nhiều. Nói chung là cái váy xoắn eo chưa một khách nào chê luôn. Chưa một khách nào của em mà chê được cái váy xoắn eo nhà em luôn ấy. Thề. Siêu siêu đắt hàng. Bây giờ em mặc cho mọi người set hàn đen nhá. Áo dây thái em đang mặc là 25.000. Quần ngố thái em đang mặc là 37.000 cho tất cả các chị dồn đơn. Em cao 1m6 và nặng 49 cân. Đây này. Quần ngố thái này là 37.000, còn áo dây thái này là 25.000. 3 năm nay livestream nào em cũng mặc cái set này ở bên trong khi mà em thử đồ. Quần legging thái còn không chị Linh này, mặc sướng quen rồi, quay lại mua thêm gì? 37.000. Ngày nào trả về hàng, như tối ngày hôm qua về thêm 700 chiếc. Chị nhận đồ rồi, đẹp lắm em cảm ơn chị nhá. Đấy, cái hôm qua ngồi tổng kết lại tháng vừa rồi, riêng tháng 2 là nhập hơn 1 vạn cái quần ngố thái. Sợ thật. Ghi cho em mã này sẽ gọi cho em mặc set hàn đen, các chị thấy chưa? Và ví dụ như cái quần set hàn đen này, các chị lấy áo khác các chị mặc cùng vẫn đẹp nhá. Lấy áo khác mặc cùng, các chị thấy chưa? Ngay cả mặc với cái áo dây đen này nó đã đỉnh rồi nhá. Lấy cái quần của set hàn đen này, ủa sao tự nhiên lên 900 mấy người nhỉ? Ủa số mình không được nghỉ sớm hay gì, lên gần 1.000 người, lên từ số 600 mấy lại lên gần 1.000 người xem, không hiểu kiểu gì. Ghi cho em mã này sẽ gọi cho em là set hàn đen. Và đây là em mới mặc mình quần đây này, đã đẹp như thế này rồi này. Nói chung là Facebook bây giờ nó khó hiểu lắm các chị ạ. Em không thể hiểu nổi nó kiểu gì luôn ấy. Nhân viên chốt đơn nhà chị Linh hài lắm. Sao lại hài hả em? Sao lại hài? Hài như nào á? Kể chị nghe xem nào. Sao lại hài? Hài sao đó? Sao tự nhiên là nhân viên chốt đơn nhà chị Linh hài lắm? Hài tức là đáng yêu hay là đáng ghét vậy? Vậy sờ neo đen rồi nó... Váy xoắn eo đen thông báo một tin vui này. Sếp bán hàng thật tình, nhận hàng ưng lắm luôn. Em cảm ơn chị Cherry Nguyễn. Váy xoắn eo ngày hôm nay với giá là bao nhiêu? Người chia sẻ livestream này của em nhiều nhất 200.000 thôi. Bởi vì live này vai lúc nãy em bị văng ra, thành ra là lúc nãy cái live lúc nãy cũng 200 và live này cũng 200, tức là hai live là 400. Và nói thật với cái tiền lời của em chỉ tặng được một người như thế thôi. Chị Thái Thu ấy, lên số điện thoại giúp em nhé. Xoắn eo thông báo cho các chị một tin là hôm nay giảm 144. Mình nhận mã Q99 rất đẹp, chất rất ok. Em đau họng mà mấy bà nói chị ơi đang đi đẻ. À, cười ẻ luôn. đang đi đẻ à, cái gì? Ghi cho em mã này sẽ gọi cho em là ôi 1.000 người xem phải set hàn kèm màu. Anh kẹp lại trên cái màu nâu với anh. Set hàn, mọi người nhìn em mặc set này có giống 1m62, 1m63 không? Tại vì sao ạ? Nó tôn cái vòng eo của các chị, nhỏ cái vòng eo của các chị lại và to cái gì, to chân các chị dài ra. Bây giờ các chị đeo một cái túi, em bảo mặc cái set này mà đi lễ này, đi chùa, em thề luôn là đẹp. Đi chùa là phải mặc đẹp, đương nhiên là lịch sự nó là một nhẽ, nhưng không được lôi thôi lếch thách. Váy xoắn đẹp lắm, quần Q100 cũng đẹp, chứ không phải là đi chùa là phải kín đáo nhưng mà lôi thôi. Đi chùa vừa phải đẹp vừa phải sang, cho nên set này này, đi du lịch, đi chơi, đi check in sân bay, đi
uống cà phê, đi ăn uống, hay kể cả ví dụ như chị nào mà đi làm tự do mà không cần phải ăn mặc đồ công sở thì đi làm như em gọi là đi buôn ấy thì gọi là đi làm được. Và ví dụ như đi lễ, đi chùa, đi đền quá được luôn, được chưa? Ghi cho em má này sẽ là set tàu kèm áo, em xin lỗi, set hàn. Tại sao em gọi nó set hàn? Tại vì nó là chất hàn, chất tâm hàn, một trong những cái loại chất tâm mà đẹp nhất luôn ấy. Chất tâm hàn, mọi người nhìn cái chất này đó, chứ còn nếu như mà cũng là chất tâm nhưng mà tâm rẻ mà làm ra cái bộ này mặc nó rất là kỳ, nó không đẹp đâu. Ghi cho em mã này sẽ gọi cho em là set gì, set hàn màu nâu, và màu em đang mặc sẽ là set hàn màu đen. Set hàn kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt cho mọi người nhìn em mặc trận set này, chân dài, em nói thật nhìn như cao 1m62 luôn. Tại sao ạ? Tại vì cái khoảng cách của cái áo nó ngắn thì khoảng cách từ đây xuống đây nó sẽ dài, thì cảm giác khi các chị mặc lên nhìn các chị giả cận dựng chân rất là dài, còn cái phần này thì nó sẽ là eo lại. Còn set hàn thì em cũng chỉ nhận đơn được đến 60 thôi, lý do là bởi vì cái form áo này nó chỉ như thế thôi, nó mà làm rộng ra thì nó là không phải là cái set này nữa. Thế nên là set này thì em cũng chỉ nhận đơn cho các chị đến 60 cân đổ về mặc được thôi. Màu em đang mặc sẽ là set hàn màu đen, và màu này cho em sẽ là set hàn màu nâu. Em chốt trong livestream này cho các chị là bao nhiêu ạ? 152.000 đồng bao các thể loại giá trên thị trường, được chưa? Đối với chuẩn hàng nhà em, bắt cọc cái gì đi? Cái gì chị Linh nói được hai phân cái gì? Bắt cọc cái gì đấy chị ơi, chị comment lại giúp em với, tại vì comment hiện tại khách đang chốt quá nhiều đơn nên nó nhảy nhanh ấy. Nên là em không đang không biết chị nào vừa comment cái gì mà bắt cọc cái gì đấy, comment lại giúp em để em đọc xem như thế nào nhá. Tại vì em không đọc kịp ạ. Ghi cho em mã này sẽ là set hàn kèm màu và kèm số điện thoại. Em có set hàn màu, em đang mặc sẽ là màu đen, và màu này cho em sẽ là màu nâu, và rồi cao 1m59 và nhìn như 1m62, 1m63, các chị thấy chưa? Nhìn chân nó dài, do là cái set này mặc lên nó như nó ảo như vậy á. Set hàn kèm màu và kèm số điện thoại. Còn bây giờ em sẽ mặc lại cho người váy xoắn eo. Và váy xoắn eo như em đã nói là ngày hôm nay là lần đầu tiên em giảm giá xuống cho các chị một xíu là 144.000 đồng. Tại vì lúc đấy đen quá, rớt mạng một phát chán luôn. Thế xong là giảm cho các mọi người 4.000. Nói chung là đối với mọi người 4.000 thì nó bắt cọc tiền đi đơn thì ship hàng phải trừ tiền cọc. Tại sao shop không trừ ra vậy? Nhắn tin thì không trả lời. Chị ơi, thông cảm giúp em, ví dụ như là bên em báo các chị cọc, nhưng mà đến lúc là các bạn nhân viên nhập đơn ấy, các bạn ấy một trường hợp thứ nhất là các bạn ấy quên cái các chị cọc đi thì các bạn quên trừ. Trường hợp thứ hai là khi mình gửi bill là kiểu như là lúc ấy đơn có thể là các bạn ấy đi đơn trước cho nên là chưa trừ. Tóm lại là khi mà bên em mà ví dụ như nhầm lẫn mà vẫn thu tiền các chị thì không phải lo, bởi vì trên nhận hàng, trên gì nhỉ? Trên cái bill hàng của các chị thanh toán bao nhiêu tiền app nó vẫn còn lưu. Sau đó thì mọi người sẽ làm sao ạ? Từ từ để em trả lời từng vấn đề một. Có một chị nữa vào comment bảo là tại sao cho kiểm tra hàng ưng thì lấy mà lại bắt cọc, thì từ từ em trả lời cái chị này trước, sau đó em trả lời cái chị này sau này nhá. Cái chị mà vừa bảo là tại sao mà cọc rồi vẫn không trừ tiền, thì em bảo là một là trường hợp là trừ khi là các chị gửi bill là các bạn ấy đi đơn rồi, đó là trường hợp thứ nhất. Còn trường hợp thứ hai nữa là khi mà các bạn đi đơn các bạn quên trừ, tức là các bạn nhập đơn các bạn ấy quên trừ, thì các chị bà đừng có nhắn tin, các chị gọi và điện vào số điện thoại chị Duyên Sinh ấy, đừng spam comment không là em chặn đấy ạ. Các chị gọi điện vào số điện thoại hotline báo là em ơi, chị có một đơn hàng của bên shop là chị có cọc từng này rồi nhưng mà bên shop vẫn thu từng này tiền của chị, thì bây giờ em hoàn trả lại tiền cho chị nhé, rồi gửi số tài khoản để bên em chuyển khoản lại cho chị nhá. Cái đấy không phải lăn tăn, bởi vì trên hệ thống nó vẫn còn lưu lại cái số tiền các chị chuyển cho giả cho bên em, nên không cần phải sợ cái vấn đề đấy, được chưa? Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, một chị vừa vào comment bảo là tại sao bảo là nhận hàng được kiểm tra hàng ưng thì lấy mà vẫn bắt cọc. Thì bây giờ em nói luôn này, nếu như chị bị bắt cọc thì chị chỉ nằm một trong hai trường hợp. Cái thứ nhất là chị đã có đơn hoàn về của bên em, tức là ví dụ như ship đến không lấy rồi bom về, đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai mà chị phải cọc, đó là đơn hàng của chị giá trị nhiều, chưa thấy shop nào bán hàng dễ tính như bà Linh. Đây bây giờ em trả lời cụ thể, nói chung là comment của các chị em đọc em có thể bỏ qua được, nhưng em phải trả lời và tức là giải thích cụ thể và tường tận cho các chị luôn nhá. Trả lời từng người một, được chưa? Em nhận hàng rồi, hơi lâu tí mà hàng đẹp lắm chị ạ. Nhận thiếu hàng mà cốt vẫn còn hàng, nhưng shop sửa cốt nhanh lắm. Các chị gọi báo về là bên em sửa cốt trên hệ thống là trừ tiền luôn mà, chứ có phải lăng nhăng đâu. Cho nên là lên view đi rồi chị Linh tiếp tục giải đáp. Rồi tiếp theo, cái chị mà vừa xong bảo là tại sao nói ở trên livestream là được kiểm tra hàng trước khi nhận và ưng thì lấy, không thì thôi, tại sao bắt cọc? Thế em trả lời vừa chưa trả lời xong đúng không? Là gì ạ? Trường hợp thứ nhất là các chị mua về có đơn bị hoàn về của bên em. Đó là hai trường hợp em mới trả lời được một trường hợp chị ơi. Và trường hợp thứ hai là đơn hàng của chị giá trị nhiều. Ví dụ như là bên shop em bán hàng rất ưng, và hàng lỗi báo đổi rất nhiệt tình, hóa đơn cao là các chị phải cọc. Lý do tại sao hóa đơn cao phải cọc? Tại vì có những khách hàng như thế này, em luôn luôn nói trên livestream là mua hàng nhà em bắt buộc kiểm tra hàng. Đó.
là nay tớ nhận thiếu hàng, shop trả lời nhanh mà bảo cái gì họ trừ tiền luôn đấy. Em luôn yên tâm về hàng và cách bán hàng của chị Linh nên trả khi nào kiểm cả. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nhưng mà ví dụ có những cái đơn hàng từ 800 cho đến hơn 1 triệu thì bắt buộc các chị phải cọc chứ ạ? Cái đấy là điều đương nhiên. Tại sao? Cái đơn 2, 300 nghìn, 4, 500 nghìn không bao giờ bên em bắt cọc. Nhưng cái đơn 800 nghìn mọi người biết, có biết 800 nghìn nhà em rơi vào khoảng bao nhiêu sản phẩm không? Chắc chắn luôn là hơn 10 sản phẩm. Thế em hỏi mọi người, hơn 10 sản phẩm đến mà các chị bom cả hơn 10 sản phẩm của em thì bây giờ em làm thế nào? Thế nên nếu mà các chị mua thử, các chị chỉ mua 2 đến 3 sản phẩm thôi, không ưng thì hoàn ok. Còn các chị mua đến hóa đơn trên 800 nghìn thì các chị phải cọc, cái đó là điều đương nhiên rồi, đúng không ạ? Cọc để làm gì? Để đảm bảo là các chị sẽ lấy cái đơn đó. Chứ em hỏi mọi người nhé, 800 nghìn đối với nhà em nó phải hơn 10 sản phẩm. Hơn 10 sản phẩm đến các chị hoàn về. Mà hoàn có phải hoàn ngày hôm nay là nó về luôn đâu, 3-4 ngày nữa hàng nó mới về. Đó. Thế nên là không phải 3-4 ngày mà có khi cả tuần hàng nó mới về. Tự nhiên về mẫu đấy thành mẫu cũ và nát mẫu của bên em, được chưa? Thế nên là những cái đơn hàng đó là hai trường hợp các chị phải cọc. Còn bình thường các chị mua hóa đơn 3-400 nghìn không bao giờ bên em bắt cọc. Trừ khi là các chị bị đứa nào nó giả mạo giúp em nó mới đòi cọc thôi nha. Nhớ chỗ này nha. Đơn 3-400 nghìn có bao giờ bên em bắt cọc đâu nha, các chị lưu ý. Và em chỉ có một số tài khoản duy nhất ở trên ảnh bìa, thế thôi nha. Ví dụ em mã này sẽ gọi cho em là set hàn kèm màu và kèm số điện thoại. Set hàn màu em đang mặc sẽ là màu đen và set hàn màu này cho em sẽ là màu nâu. Mọi người nhìn này, thật ra là em không cần kiểm tra hàng vì hàng như thế nào chị mặc lên vậy rồi, hi hi, đúng rồi. Ai mà kiểu form người như của em nữa thì không cần phải xem, không phải thử luôn. Tại vì em mặc lên like như nào thì các chị cũng mặc như thế và em tư vấn cho mọi người trong khoảng bao nhiêu đến khoảng bao nhiêu là sẽ mặc được, được chưa? Set hàn kèm màu và kèm số điện thoại, set hot hit nhất tối ngày hôm qua của nhà em. 60 cân đổ về em nhận đơn, 152.000 mặc set này em đã bảo chân dài miên man và eo là siêu nhỏ. Chị nào lấy set hàn đã chốt giúp em để em qua mẫu luôn ở đây. Và bây giờ em chốt cho em lên cho mọi người. Đúng rồi, mình khách hàng mới cũng không cần cọc, chính xác rồi, mà mua món nào cũng đẹp hết lại rẻ chẳng. Eo ơi, mọi người tưởng cái chuyện cọc tiền đấy mà mệt mà không mệt á. Ví dụ này, đi đơn chốt đơn là đi đơn luôn nó còn nhanh. Cọc tiền của các chị là bên em phải, hàng bên chị đỉnh thật sự em chả bao giờ kiểm tra hàng, là bên em phải đi vào số tài khoản để kiểm tra tiền đến tiền đi, mệt vãi trưởng ra. Chứ các chị tưởng em thích các chị cọc á. Mua hàng nhà Linh lần đầu tiên 500k không bắt cọc, giờ thì lên gần 800k shop không bắt cọc luôn. Đó là tại vì chị là khách quen. Khách quen thì 800k không phải cọc, được chưa? Cái gì cũng có lý do của nó hết. Chứ mọi người, em nói thật nhà em, một ngày đi mấy nghìn đơn mà khách nào cũng bắt cọc thì thôi, ngồi check chuyển khoản cũng lú người luôn. Ghi cho em mã này sẽ gọi cho em là gì ạ? Kính đen. Và set này ghi cho em là set hàn. Set hàn bao nhiêu shop mình vừa vào? Dạ 152.000 nhá, cho chuẩn bị nghỉ đông người xem hết. Ghi cho em mã này sẽ là set hàn kèm màu và kèm số điện thoại. Set hàn đen và set hàn nâu 152. Còn túi em đang đeo sẽ là gì ạ? Túi này sẽ là túi xích 188.000. Và mọi người đừng quên nhá, là gì ạ? Là đừng quên là dồn một cái quần Ngô Thái 37.000 của em, hàng nhà Linh chất lượng rất ok. Và cái quần Ngô quần cái set chip này của em là 66.000. Em đã nói rồi, set chip này mặc mà không mát mông ấy, là quay lại đây bóc phốt em là bốc phét, được chưa? Set chip này mặc không mát mông là quay lại đây bóc phốt em. Set chip này của em là 66.000 ba set, được chưa? Mình mua mấy năm rồi, đơn 100-900 không phải cọc, hi, nhận hàng lần nào cũng ưng. Set chip thích làm em cảm ơn chị Loan đang em nói rồi, khách quen nhà em thì đơn 900 một triệu cũng không phải cọc. Cho nên là những trường hợp mà các chị cứ kêu ca là tại sao thế này thế kia phải cọc đều có lý do hết. Những cái trường hợp mà khách cứ kêu là tại sao là đơn này phải cọc, đến khi mà em tắt like xong em vào em đọc tin nhắn thì tất cả đều là lý do hết. Bên em không làm một cái gì mà tự nhiên vô lý mà bên em làm. Và tất cả nhân viên nhà em đều phải làm việc dưới sự chỉ đạo của quản lý, được chưa? Quản lý từ trên xuống dưới, từ em xuống quản lý và từ quản lý xuống nhân viên, được chưa? Thế nên là tất cả mọi việc đều phải có lý do của nó hết, chứ nhân viên không tự dưng làm. Bởi vì nhân viên làm sai ở đâu, nhân viên sẽ bị phạt ở đấy, chứ không phải nhân viên thích làm thế nào thì làm. Các chị ơi, set chip này mặc như không mặc, cảm ơn Tâm tip rất là nhiều nha. Kể cả là nhân viên xử lý không ok cho khách, sau đấy nhân viên vẫn bị phạt nếu như khách hàng kêu ca. Thế nên không phải nhân viên muốn làm thế nào thì làm đâu các chị ơi. Cho nên là nếu như đơn hàng của mọi người mà tự nhiên về cọc là có lý do hết, không có cái gì tự nhiên đâu ạ, được chưa? Bởi vì bên em sẽ làm theo quy định, từ đơn hàng đến bao nhiêu là phải cọc. Đơn hàng từ khách quen từ bao nhiêu đến bao nhiêu, khách lạ từ bao nhiêu đến bao nhiêu, được chưa? Và đơn hàng bị hoàn về hay như thế nào, đấy tất cả đều có lý do hết. Còn đây mọi người thấy chưa, khách quen đơn 900 một triệu có bao giờ phải cọc đâu. Nhưng khách người ta đã mua quá quen rồi bên em bắt cọc làm gì? Trừ khi các chị mua hàng lần đầu tiên, hoặc trừ khi các chị có đơn bị bom về thì chỉ có hai lý do đấy mới phải cọc thôi. Ghi cho em mã này sẽ gọi cho em là váy xoắn kèm màu và kèm số điện thoại. Chứ mọi người bảo chứ lên một cái đơn cọc như thế rất là mệt. Cái thứ nhất là phải check chuyển khoản về, tiền nổi. Cái thứ hai là phải trừ bill đi, nó rất là lằng nhằng.
Và bên em lúc nào cũng cho khách kiểm hàng trước khi nhận ưng thì lấy người thôi, thì bắt cọc làm cái gì đúng không? Ghi cho em mã này sẽ là váy xoắn kèm màu và kèm số điện thoại, đẹp chưa? Váy xoắn này em luôn luôn bán với giá là 148.000 từ đầu vụ đến bây giờ và chưa bao giờ giảm 1.000 nào. Và em cũng dám tự tin nói với các chị là em là một trong những người đầu tiên bán cái mẫu này trên thị trường. Bởi vì các chị chỉ cần theo dõi dòng thời gian mà em đăng cái váy này là các chị biết. Và em bán đến bây giờ là hơn 5.000 váy. Chưa một khách nào vào đây chê là chất xấu hay là form xấu. Em hứa luôn nha. Điều bất lộc luôn, chưa một khách nào vào đây chê form xấu hay là chất xấu luôn. Và em tư vấn chỉ có là đợt đầu ấy, là em tư vấn cho các chị là 70 cân vừa. Nhưng về sau đó có nhiều khách phản hồi ấy, là 70 cân không vừa. Đó, thế thành ra là em mới tư vấn lại cho mọi người là 65 cân đổ về. Thì ban đầu em thấy nó to như thế này thì em theo hình dung, theo tưởng tượng, bởi vì em chỉ có 50 cân thôi. Em hình dung tưởng tượng luôn. Set chip lúc chưa biết Linh mua 120k một set. Đến lúc xem Linh thấy rẻ mua thử xem hóa ra nó giống y như nhau. Muốn khóc, tâm tít. Set chip lúc chưa biết Linh mua 120k một set. Đến lúc xem Linh thấy rẻ mua thử xem hóa ra nó giống y như nhau. Đấy, các chị đọc comment của chị tâm gì đấy, tâm tít hay tâm gì đấy. Chị bảo là lúc chưa biết em chị mua 120.000 một set và bây giờ biết em mua 66.000 một set và về chị so sánh là chất y như nhau, chị comment đúng như thế luôn. Ghi cho em mã này sẽ gọi cho em là gì ạ? Set gì ạ? Set à, váy xoắn gì ạ? Váy xoắn gì nhỉ? Xoắn đen và xoắn nâu cách số điện thoại 144.000 đồng. Em bán giá cũ là 148.000 đồng. Và như em đã nói là lúc đầu em tư vấn cho các chị là 70 cân đổ về mặc được. Và sau đó sau khi nghe ý kiến phản hồi của khách hàng thì em giảm xuống còn 165 cân đổ về mặc được. Bởi vì về cái cân nặng thì nhiều khi mình cũng phải rút kinh nghiệm từ khách. Bởi vì bản thân em thì chỉ có 50 cân thì em chỉ áng, gọi là cũng cố gắng nhất có thể. Nhưng có những cái thì em áng đúng, nhưng có những cái không đúng lắm. Thế nên là những chị nào, những chị có mấy chị mà comment 70 cân không vừa thì sau đấy thì em sẽ giảm xuống là 65 cân đổ về là sẽ mặc vừa. Thì em sẽ lắng nghe ý kiến cũng như là phản hồi của các chị để em chỉnh sửa làm sao cho nó hợp lý nhất, để các chị có thể tư vấn cho các chị chuẩn nhất. Đi cho em mã này sẽ là xoắn nâu và xoắn đen. Hôm nay em chốt cho các chị là bao nhiêu? 144.000 đồng. Và em nói rồi, luôn luôn hàng nha em, hãy kiểm tra hàng trước khi nhận. Và các chị kiểm hàng, các chị thử kéo ra, thử kéo ra, nếu như mà cảm thấy mà mình vừa là mình lấy. Còn lúc kiểm hàng mình kem xem cái kéo của nó mà giãn không nhiều, và nếu như cảm thấy là khả năng là mình mặc không vừa, mình hoàn lại luôn cho shop, được chưa? Bởi vì em tư vấn thì cũng chỉ được 18-19 thôi, chứ không thể hoàn hảo là chính xác theo cân nặng được. Bởi vì có người cao, người thấp, có người 70 cân nhưng mà 1m7, có mình 70 cân nhưng mà 1m6, có người 65 cân nhưng mà lại 1m5, kiểu như thế. Thành ra là em tư vấn nó chỉ ở một cái mức nào giới hạn thôi. Thành ra là khi mình kiểm hàng á, mình cầm hẳn cái váy ra, mình kéo ra và mình áng lên người xem là ừ, váy này chắc là mình mặc vừa. Bởi vì khi các chị cầm lên tay là thường là các chị sẽ áng được. Chứ bây giờ em mà tư vấn thì nó chỉ xem thôi. Đó, thành ra áng lên nếu mà cảm thấy vừa là mình lấy. Còn nếu cảm thấy ừ, váy này chắc là mình không có khả năng vừa đâu, mình hoàn hàng lại luôn cho bưu tá giúp em, được chưa? Ghi cho em mã này sẽ là váy xoắn kèm màu và kèm số điện thoại. Em có váy xoắn màu em đang mặc sẽ là màu nâu, và em có váy xoắn màu này cho em sẽ là màu đen. Hai màu nâu đen 144.000 đồng trong livestream ngày hôm nay. Em bán với giá là 148 và hôm nay giảm 144, em bán hơn 5.000 váy xoắn rồi. Các chị, tất cả các chị nhận hàng đều được kiểm tra hàng trước khi nhận, và nếu cảm thấy ưng ý và hài lòng lúc đó các chị mới nhận. Nhớ giúp em nhé. Váy xoắn này giúp em là xoắn đen và màu này cho em sẽ là xoắn nâu thôi, em mặc một màu thôi nhé. Váy này hiện tại thì em trên kho không còn một cái nào, duy nhất hai cái mẫu em đang mặc ở đây. Còn bây giờ em sẽ ráp lên Q99, chắc là nhiều chị cũng đã chờ đợi từ này đến giờ rồi. Ủa sao đến buổi chiều nó tự nhiên lại tăng view là như nào nhỉ? Em nói thật là nhà em không có chạy quảng cáo đâu đấy, nó tự tăng ấy, sao tự nhiên, hay là tự nhiên đang tụt xuống là đang định nghỉ livestream thì tự nhiên lại lên phát lại 1.200 người xem, chả hiểu kiểu gì luôn ấy. Thế là lại phải livestream thôi, mặc dù là em nói thật là tầm này là em muốn nghỉ lắm rồi ấy. Chị ở BK Như Hoa lên số điện thoại giúp em. À, tức là bây giờ mọi người mới ngủ dậy nên là mọi người mới vào à? Thế ai biết được em có được ngủ trưa bao giờ đâu, bởi vì em toàn ngủ đến trưa. các chị là gì? Các chị là đi làm rồi ngủ trưa, còn em là ngủ đến trưa rồi dậy đi làm. Cho nên là nó khác nhau, nó bị lệch pha nhau ấy. Váy góc phải đi ạ, ok. Chất đẹp mà rẻ nữa chị ơi, cảm ơn B Nguyễn rất là nhiều nhá. Đây, quần này cứ giúp em là Q99. Rồi nào, cho em xin phản hồi về Q99 được không nào? Tất cả các chị đang xem livestream ở đây nào, cho em xin phản hồi về Q99 có được không nào? Q99 kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong livestream này cho các chị là bao nhiêu nào? Xoắn bao nhiêu một cái em? Dạ 144.000 ngày hôm nay chị nhá. Và ví dụ quần này thì em sẽ mặc cho mọi người với nhá. Áo này cũng rất là đẹp này. Áo này ghi giúp em là A10. A10 mà em ơi, em mà mặc cái áo màu tím này vào thì các chị nói chung là thôi, chấm hết luôn. Chấm hết. Đợi nãy giờ cuối cùng chị cũng lên thế à. Nếu mà chị nào mà thấy em lâu quá thì nhắc giúp em nhá, tại vì thật ra là em quên đấy. Q99 mặc thích lắm, cảm ơn em tên chị nha. Anh ơi cắm cho em cái sạc.
Em nhiều khi là ok với khách rồi là bảo ừ ok chị nhé, tí nữa sau cái này là em lên cho chị nhé. Nhưng mà sau khi lên cái mã đó xong thì em mất trí nhớ luôn, em không nhớ nữa. Thế là em lại lên mã khác. Chứ không phải là em khó khăn gì với các chị đâu. Các chị muốn lên cái gì thì em lên cái đó thì em bán được mà. Nhưng mà khi nào mà đông quá thì đúng là không thể theo ý kiến của khách được. Nhưng ví dụ như bây giờ ít ít người này là em vẫn có thể lên được. Nhưng mà nhiều khi là nói với khách xong nhưng mà câu trước câu sau em đã quên mẹ rồi thì làm sao mà lên được nữa. Ghi cho em mã này sẽ gọi cho em là Q99. Và áo này giúp em là A10. Các chị thấy chưa? Đó, xuất sắc. Em đã bảo là xuất sắc mà lại xoắn nâu ok chị đấy. Bây giờ đến giờ phút này vẫn xoắn. Em mới nhận váy chú hề và áo cổ vuông, không nghĩ hàng rẻ mà chất lượng đẹp như vậy. Em đang chờ một đơn cá mập nữa. Cảm ơn Hà Zupi rất là nhiều. Đơn cá mập nghe đáng yêu đấy. Tức là đơn to gì, đơn cá mập gì, cá mập to hay là cá mập con. Gọi là baby sắc nhỉ. Ghi cho em mã này sẽ gọi cho em là gì ạ? A10 kèm màu và kèm số điện thoại. Và quần này sẽ là Q99. Quần này bản thân em năm ngoái em bán là 128.000, bởi vì năm ngoái thứ nhất là em nhập cao hơn, thứ hai là nói thẳng ra năm ngoái em lại liền lời nhiều hơn năm nay một chút. Năm nay là một cái năm gần như là nó là khủng hoảng, gọi là về giá quần áo đấy, khủng hoảng rất là nó rẻ một cách mà tất cả mọi người đều phải thốt lên là ủa tại sao nó có thể rẻ đến như vậy nhỉ. Ví dụ nhá, em nói mọi người này, ngày gì mà người gọi lắm. Ví dụ như cái bộ này cốt tông tàu này, mọi năm không bao giờ em bán dưới 125.000, mà năm nay bán 104.000 đồng, chắc cốt tông tàu. Đây, thì em mới nói là đúng là cái thời kỳ như kiểu chắc là do kinh tế hay là do cái gì mà em không biết là tại sao quần áo có thể rẻ đến như vậy ấy. Quần em đang mặc sẽ là Q99 màu trắng. Và quần này cho em sẽ là Q99 màu nâu. Và quần này cho em sẽ là Q99 màu đen. Q99 em có tất cả là 3 màu và em có tất cả là 2 size. 3 màu, vợ trời ơi, CV85 à chị? Em nói thật với chị là bây giờ lên CV85 là em cũng muốn lên lắm. Thế nhưng mà thế thì ok, chị chờ em chút, sau cái này em sẽ lên nhá. Một tí thôi nhá. Ghi cho em mã này sẽ là Q99 màu trắng. Màu này cho em sẽ là Q99 màu nâu và màu này cho em sẽ là Q99 màu đen. Q99 này của em thì có tất cả là 3 màu và có tất cả là 2 size. Và như em đã tư vấn với các chị rất là nhiều lần là sao ạ? Quần này của em nó là phải mặc rộng mới đẹp, cho nên là em chỉ bán cho các chị từ 2 size ML. Dưới 55 cân mình lấy giúp em size M. Từ 56 cho đến 70 cân mình lấy size L. 70 cân không vừa size L shop cho các chị hoàn hàng lại. Màu tím công nhận đẹp, em nói thật với mọi người, màu tím năm nay là màu đỉnh nhất, là màu bán được nhiều nhất luôn. Từ cái bảng màu áo tăm cho đến bảng màu áo này, cho đến bảng màu áo QC, tất cả đều màu tím là màu đắt hàng nhất. Em đã nói màu nào đắt hàng là em tư vấn cho các chị đắt hàng rất thật lòng. Chị Nguyễn Thắm ơi, lên số điện, chứ không phải là màu nào ế là em bảo màu đấy đắt hàng đâu. Màu nào ế em vẫn cứ để cho nó ế, không vấn đề gì cả. Xả tí là hết đi mà. Chị Nguyễn thì Mỹ Dung lên số điện thoại giúp em. Nhưng em muốn là các chị mặc phải bắt được trend và phải mặc đẹp. Q99 màu em đang mặc là màu trắng này, màu nâu và màu đen. 115.000 đồng, mua được đâu rẻ hơn nữa, quay đây hoàn hàng cho em. Còn ngay bây giờ này, nghe lời của các chị, cho nên là em sẽ lên cái chân váy CV85 này mặc với cái áo tím này, tím lịm tìm tim luôn. Áo em đang mặc sẽ gọi là áo A10 tím, chứ không phải là áo tăm tím, mà là A10 tím. Tăm tím là cái này này, tăm tím là cái này này, đây. Và tối ngày hôm qua em thề luôn, em mặc cái set này xong 12 giờ hơn em tắt like, cái đứa bạn thân của em nhắn tin, chụp đúng cái ảnh em mặc cái set này, bảo mày mai ship ngay cho tao cái bộ này sang cho tao. Em bảo còn lâu mới đến lượt mày, khách của tao còn chưa có, mày lấy đâu ra. Em bảo là bao giờ mà tao giả đơn hết khách thì lúc đấy mới đến lượt mày. Tại vì là bạn thân mà mọi người, thế nên là cứ từ từ bình tĩnh, lúc nào giả đơn xong khách thì lúc đấy bạn mới đến lượt, em còn chưa đến lượt nữa là đúng không. Quy mà ok, chị Lu Moon lên số điện thoại giúp em nhé. Ghi của em mã này sẽ là chân váy CV85 đây này. Đóng thùng với cái này cũng đẹp đấy, nhưng mà thôi bây giờ qua mã này em mặc sang cái tăm tím. Em bảo là cái chân váy này là cái chân váy hot nhất tối ngày hôm qua, bán được nhiều nhất tối ngày hôm qua. Chân váy bò dài còn không rẻ, em còn, chị ơi em mới về thêm chân váy bò dài của em có hai mã. Một là chân váy CV5 và hai là chân váy CV2 chị nhá. Áo phông chất dày với đẹp, em cảm ơn chị rất là nhiều. Nói chung là mấy cái mã hàng tàu ấy, em nói thật với mọi người, nói thật lòng luôn này, những cái mã phông hàng xưởng ấy bán được là vẫn bán được, nhưng nói thật lòng là vẫn có tỷ lệ hoàn vậy. Nhưng gần như những cái phông hàng tàu ấy, gần như là không có tỷ lệ hoàn luôn. Có nghĩa là khách đặt là khách hầu như lấy. Em nói thật đấy. Và đúng cũng đúng là như thế thôi. Bởi vì hàng tàu nó gần như là toàn là đắt hơn 20-30.000 đến 40-50.000 một màu một cái. Thì đất đắt hơn thì đương nhiên giá trị nó vẫn phải hơn. Tuy nhiên là có những cái mã hàng Việt Nam của mình cũng rất là đẹp, rẻ và rất là đẹp. Nói chung là cái đấy là còn tùy thuộc vào cách mình chọn hàng nữa cơ. Chứ hàng tàu mà ví dụ như có nhiều mã sơ mi hàng tàu
Nói thật, sách dép cho hàng Việt Nam, hàng tàu nhiều mã sơ mi nó rất là thô và xấu luôn. Sơ mi thì Việt Nam mình lại làm rất là đẹp. Thế nên là tùy thôi, mình sẽ lựa chọn cái nào tàu đẹp thì mình lựa chọn của tàu. Cái nào Việt Nam đẹp mà giá thành ok thì mình lựa chọn của Việt Nam. Miễn là sao là mang đến tay khách hàng cảm thấy hài lòng là được. Đây nha mọi người, nhìn giúp em cái áo tăm này 58.000 đồng. Yêu ơi, một like một ngày em bán được 1.500 áo, không thể đỡ được. Các chị nhìn giúp em mặc cái set này. Đúng cái set này ngày hôm qua em mặc, đứa bạn em nó chụp lại màn hình, nó bảo ship ngay cho tao cái set này sang. Từ ngày mua quần áo trên mạng chưa nghiện như nhà Linh, không ngừng nổi khổ quá. Em cảm ơn chị yêu nhá. Căn bản là chị yêu ngày cứ làm độ tầm 10 cái đầu là tha hồ mua quần áo nhà em chị ạ. Ghi cho em mã này sẽ gọi cho em là chân váy CV85. Em ơi, mặc cái set này thì chỉ một từ thôi ạ, sang. Sang kinh khủng. Chỉ một từ là sang kinh khủng khiếp, thật lòng luôn. Đây em lên cho mọi người một cái set đồ mà em nói thật chứ, chỉ một từ thôi ạ, sang. Và em mặc cái set này lên nhìn em eo hơn bao nhiêu luôn ấy. Hôm nay khi mà mặc cái chân váy này lên nhìn mình gầy hơn bao nhiêu luôn á. Mọi người nhìn giúp em này. Đấy, đẹp chưa? Đi du lịch này, đi chơi, kể cả đi làm mặc cái set đồ này cũng nhức nách eo không ạ? Eo của em Linh là 72cm. Và em đang mặc cái váy này nhìn giống eo 65-68 đúng không? Quần trắng chị mới mặc mã là gì? Quần trắng em mới mặc là Q99. Đây các chị thấy chưa? Một cái áo là 58.000, anh chuẩn bị đủ bảng màu cho em ấy. Hình như đang thiếu màu này. Như là đang thiếu màu trắng và thiếu màu 1, 2, 3. Thiếu màu trắng. Ngoắc lên trên cùng đi em. Túi nhỏ 137.000 đồng. Đó, các chị mặc cái set này hộ em Linh xem có sang không. Ngày hôm qua khi em ngồi cái ghế kia em vẫn nghĩ là em phải lấy một cái váy này. Để hôm nào em đi du lịch em mặc, đẹp lắm. Không thể lấy, không lấy được. Tại vì mặc lên nhìn sang, sang hơn cả cái váy. Em nói thật với mọi người, sang hơn cả cái chân váy hàng tiền triệu em mua ở trong hãng. Thật lòng luôn đấy. Em mua đợt gần Tết mua mấy cái váy, mỗi một chân váy là gần 1 triệu. Có hai cái chưa mặc lần nào, có một cái thì mặc 2 lần. Bây giờ vẫn vứt xó kia kìa. Thế nên là ví dụ như mua hàng rẻ này về mặc không mặc vứt xó nó còn đỡ phí. Chứ mua hàng hãng tiền triệu một cái về không mặc tiếc đấy mọi người. Ghi cho em mã này sẽ gọi cho em là CV85, ghi vào áo này ghi cho em là áo tăm tím. CV85 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại. Em chốt trong livestream này có thể là 118.000 và hàng nhà em là hàng kèm đai, nghe kỹ giúp em nhé. Hàng nhà em là kèm đai, tức là cứ đi váy là sẽ đi về có đai. Ghi cho em mã này sẽ là CV85 và áo em đang mặc sẽ là gì? Sẽ là áo tăm. Và áo tăm này em chốt trong livestream cho các chị là 58.000 đồng một áo và chỉ đi đơn từ 2 áo. Một áo bên em không đi đơn. Tại vì 58.000 nếu mà trừ chi phí nhân viên, túi bóng, băng dính và các loại chi phí thì em nói thẳng luôn với các chị này, không có lời 1.000 nào nữa hết. Thế nên là mọi người lưu ý giúp em là áo này phải lấy từ 2 chiếc giúp em. Và 2 chiếc thì khi hàng đến các chị vẫn được kiểm tra hàng. Và đẹp thì các chị lấy cả 2. Nếu không đẹp các chị hoàn cả 2 cho bên em. Được chưa? Ghi cho em mã này sẽ gọi ok chị Hồng Vân 4 áo tăm lên số giúp em nhé. Áo tăm màu em đang mặc sẽ là màu tím, là màu đắt hàng nhất. Áo tăm màu trắng, áo tăm màu nâu, áo tăm màu đen, áo tăm màu bò, áo tăm màu sữa, áo tăm màu cam và áo tăm màu hồng. Áo tăm kèm màu và kèm số điện thoại. Bao nhiêu ạ? 58.000 đồng một áo. Còn chân váy em đang mặc là có 2 màu và 2 size. Chân váy này chị Mai Khôi lên số giúp em thiết kế cho các chị đằng sau là chun. Còn hàng trên thị trường nó là hàng không chun. Nhưng mà em biết khách hàng của em cho nên là em thiết kế cho mọi người là chun. Và chân váy này của em là có 2 màu. Cái chân váy này màu đen ở đâu anh nhỉ? 2 màu và 2 size. Màu em đang mặc cho em sẽ là màu ghi và một màu nữa cho em sẽ là màu đen. 2 size SM, dưới 53 cân đổ về mình mặc với em size S. Và từ tầm 54 đến tầm 63 cân, à đây rồi anh ơi, từ tầm 54 đến tầm 63 cân mình mặc với em size M. 2 size, đây rồi, 2 size SM và 2 màu đen ghi. Màu ghi thì tuy là hot thật nhưng nói thật là không đắt hàng màu đen đâu. Màu đen vẫn đắt hàng gấp đôi màu ghi. Chị Thúy Hương lên số điện thoại giúp em, chị Hà Mỹ Linh lên số điện thoại giúp em, chị Thu Ngô lên số điện thoại giúp em. Ghi cho em ghi cho em mã này. Mày đấy. Ghi cho em mã này sẽ là CV85 kèm màu và kèm số điện thoại. CV85 màu này cho em sẽ là màu ghi. Chị Hồng Vân Vũ 2 áo tăm lên số điện thoại giúp em. Ok chị Hoa Nora, chị Mỹ Đinh, chị Vũ Hồng Nhung, chị Kiều Lệ, chị Cẩm Tú, chị Ánh Ánh, chị Hồng Nguyễn, chị Anh Nguyễn, chị Thị Huyền, chị Quách Thị, chị Kiều Phong, chị Phương Hoa. Đấy mọi người thấy chưa? Eo ơi, buổi chiều bây giờ cái tầm 3:30 chiều mà chốt đơn như tầm gọi là tung tóe lên, sợ thật. Mừng lắm, em đang mừng lắm, không cười nhưng mà mừng lắm. Chị Mai Hồng lên số điện thoại giúp em. Đặt hàng lên số đi chị Su Su Tiên thôi. Chân váy em đang mặc sẽ là CV85 màu ghi và CV85 màu đen. Trời ơi, em nói thật, em mặc cái set này em thấy sang quá. Mặc dù mặt em hơi phèn đấy nhưng mà mặc set này sang. Chị Hồng Lâm ơi lên số điện thoại giúp em, chị Phạm Toản lên số điện thoại giúp em. Ủa, Phạm Toản giống tên con trai đấy. Chưa? Ok lá chưa? Chốt đi ạ. Áo tăm 58.000,
chân váy 118.000 lại có kèm đai. Nếu các chị mua hai váy là các chị sẽ có hai đai, mua một váy là sẽ có một đai. Và như em đang mặc ở đây, em đã nói rồi, eo em là 72 cm. Ngày xưa khi mà em hồi con gái chưa có chồng là eo của em chỉ có 60 thôi, 60 và 62 thôi. Nhưng mà đẻ xong một phát là từ đấy đến giờ chưa bao giờ xuống được dưới 70, là tầm 70-72 hết. Mà bây giờ mặc lên nhìn eo như thế này không gầy nổi, không phải không, vẫn gầy nhưng eo nó không nhỏ được nữa. Ghi cho em mã này sẽ là CV85 đen và CV85 đi, và áo này sẽ là áo tăm nhá. Đấy, đi du lịch check in sương sương nó phải gọi là nhức cái nách, được chưa? Còn kính này ghi cho em là kính đen, ngày hôm qua em vừa về thêm 300, nhầm, đang định nói 800 mới bốc phết, 300. Còn kính này thì ghi cho em là kính trơn, kính trơn này thì là 98, kính đen thì là 99. A10 tím với chị My Lê lên số, chị Chan Hy một A10 tím lên số, đồ nhà Linh mặc ai cũng khen rẻ đẹp. Em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Ghi cho em mã này sẽ là áo tăm tím và chân váy này sẽ là CV85. Em đọc lại bảng mẫu áo tăm một lần nữa cho các chị nhé. Lấy set chip dồn đơn nha chị. Ok rồi, bà nào mà đang xem live stream của tôi mà mua set chip nhà tôi để cho xin tôi phản hồi tiếp đi nào, để em bán nào, vào quảng cáo cho em đi nào. Em nói, em hỏi là em hỏi thật nha, không phải là hỏi theo cái kiểu là ai mặc đẹp thì mới khen đâu nhá. Chị Phương Lê lên số điện thoại giúp em, mà em hỏi là em hỏi thật lòng là cái gì, là cái set chip này của em này, em bán, em nhập đến giờ phút này. Ok chị yêu một set chip nha chị Tuyết ơi. Trời ơi, bà nội này từ tối đến trưa, từ trưa đến tối không một cái like nào không mua hàng. Sợ thật ý. Set chip của em là 66.000 đồng một set. Và lúc nãy có một cái khách chị đấy tên là cái gì nhỉ? Tâm Tít, đúng rồi. Bà đấy, bà khách đấy tên là Tâm Tít, mua 7 set nhà Linh rồi, mềm mát xịn. Bà Tâm Tít bảo là khi mà chưa biết Linh là mua set này 120.000. Sau đó thấy em bán thì mua thử, đồ nhà Linh không chê món nào mãi ủng hộ. Mua về set của em 66.000 và so sánh là không khác gì nhau. Đấy, chị đấy em vẫn nhớ là tên Tâm Tít. Thề chị comment đúng như thế luôn. Chị mua 120.000, sau đó mới biết em và mua của em về là so sánh là y xì đúc nhau, điều mất lộc luôn. Khách comment đúng như thế. Đây này, đằng trong của nó là lót cốt tông 100% chứ không phải ni lông. Và em không bán cái quần zip mà mấy nghìn một cái đâu. Em bán cho mọi người hàng ở chị họ bán lẻ 50k một cái. Đúng rồi, cái quần này em thấy thị trường có bán lẻ luôn, chứ không phải là bán theo set như em mà người ta còn bán rời từng cái một, nhưng mà người ta bán mấy chục nghìn một cái cơ. Còn em bán một set này là set 3 cái là 66.000 một cái, tính ra 4 set chip. Em lấy 4 set tip luôn rồi. Ưng, cảm ơn Min rất là nhiều. Ok, để Thu Võ một set chip lên số giúp em bảo rồi. Em lấy cho mẹ của em là 4 cái set. À, để tí nữa lấy cho mẹ chồng mấy set. Em lấy cho mẹ đẻ của em mấy set này, 4 set. Bảo là mặc đi, mà không mặc hết thì biếu ai thì biếu, xong hết thì con lại lấy tiếp. Nhà chồng được, không phải lăn tăn. Ghi cho em mã này sẽ gọi là set chip và cách số điện thoại. Em chốt trong live là 66.000 đồng một set và hàng Quảng Châu. Thì em cũng nói thật lòng với các chị này, set chip để mà so sánh với hàng rẻ á, mà 22.000 một cái quần chip nó là đắt. Nhưng mà để mà so sánh với hàng đẹp á thì 22 một người quần chip nó là rẻ. Như em đi mua nhá, quần chip mà bình thường mà em mua trong trung tâm thương mại là 150.000 một cái quần, một cái quần chip 150.000 mọi người ơi. Đấy, đắt lắm luôn. Mà mọi người nhìn này, cái quần này của em là 22.000, thì em nói là ví dụ như so với quần 57.000 thì nó là đắt, nhưng so với những quần 50-70 nghìn thì nó là rẻ, đúng không ạ? Và quan trọng là đi đôi với chất lượng. Chứ còn nếu mà so sánh nó chất lượng khác nhau thì mọi sự so sánh là đều nó không khập khiễng, nó không liên quan. Nhưng mà phải so sánh cùng chất lượng, cùng cái loại quần này trên thị trường nào bán vào bao nhiêu. Như người ta bán một set này là người ta bán 120.000, còn người ta bán lẻ ra là 50.000, còn em bán cả set là 66.000, là ba quần như thế này. Và set nào cũng là ba màu như thế này hết. Set nào cũng là màu này và màu này. Tức là các chị có mua 10 set thì nó cũng chỉ có 3 màu này thôi. Đây, chứ nó không có màu khác đâu, chứ không phải là mua 3 4 set trong màu nó khác nhau, nó đều là 3 màu này hết. Nha các chị nha. Ghi cho em mã này sẽ là set chip kèm số điện thoại. Đấy, cứ một set là 3 màu như thế này hết và kéo giãn kinh khủng khiếp. Nói chung là nếu em nói rồi set chip nhà em thì em cũng không phải là cứ set chip hay là quần ngố thái là không cho khách kiểm, mà tất cả các sản phẩm nhà em đều phải đồng kiểm hàng trước khi nhận. Và kể cả set chip mọi người đến nhá, bóc hẳn cái túi bên ngoài ra, sau đó đến cái túi này thì bóc hẳn ra và sờ hẳn vào cái set chip này và cảm nhận như thế nào về nó thì lúc đấy mới quyết định là mình có lấy hay không. Nếu như cảm nhận nó là đẹp rẻ thì mới lấy, còn cảm nhận 66.000 như này vừa xấu và vừa đắt thì hòa nàng lại. Bất kể sản phẩm nào bên em, các chị cũng đều được đồng kiểm hàng và quyết định lấy hay không sau khi các chị sờ hàng tận tay rồi, được chưa? Ghi cho em mã này sẽ là set chip kèm số điện thoại. Trời ơi, quá trời đơn set chip. 66.000 đồng một set, 65 cân đổ về thoải mái, chất của nó là chất su. Em nói thật này, mùa hè á, mặc cái gì cũng phải mát. Mùa hè nóng ai mà chịu được, mùa hè cởi chuồng ra còn nóng, nói gì là mặc đồ. Cho nên là phải lựa chọn những cái sản phẩm nào mà nó phải mát, nó phải dễ chịu, mà nhất là cái set chip mặc bên trong mà còn nóng nóng nữa thì ai mà chịu được. Ghi cho em mã này sẽ là CV85, áo này sẽ là áo tăm đen nha. Ôi, mặc cái set này đúng là không muốn cởi, đẹp quá. Tí sẽ mặc set này luôn đi làm con ảnh cho nó xinh, tóc hơi bết. Áo chị mặc bao nhiêu? Áo em mặc 58.000 đồng.
em lấy xem một set chip nữa, tổng hai set nha chị. Ok, cảm ơn Trang Sù. Chắc là nhiều khách khen quá nên là bà này đổi luôn, lấy một set rồi lấy thành hai set. Nhớ kiểm tra hàng nha, và mua thử một set thôi, nhận hàng ưng sau mua tiếp. Mà nếu mà tin tưởng em thì cứ lấy hai set, vì em tin là các chị sẽ ưng. Được chưa? Áo tắm em đang mặc là bao nhiêu ạ? Áo tắm em đang mặc là... Anh đang chạy quảng cáo like của em. Sao tự nhiên nó cứ tụt xuống, rồi bây giờ nó cứ lên view cao. Hay giờ này các chị chuẩn bị đi là giờ này các chị đang rảnh đúng không? Mai chuyển sang like giờ này đi vậy. Giờ này lại đông người hay sao? Em lúc 12 giờ. Áo em mặc có màu khác không? Em có tất cả là 8 màu, đẹp nhỉ. Cái túi này của em này để được điện thoại Pro Max luôn. Này các chị nhìn này, thấy không? Thấy không? Để được điện thoại Pro Max luôn. 14, 15, à 12, 13, 14 thì để được hết. Túi to lắm. Xin mã chân váy đang mặc, biết ngay mà nghiện đúng không? Tăm tím này, tăm trắng này, tăm nâu này, tăm đen này, tăm bò này, tăm sữa này, tăm cam và tăm hồng. Áo tăm kèm màu và kèm số điện thoại 58.000 đồng một chiếc. Em bảo mọi người nhá, ví dụ như cái màu ghi này mặc với áo là hồng này cũng đẹp lắm luôn, không phải đẹp vừa đâu, thật sự. Áo tăm của em là 59.000 đồng một chiếc. Mua và bán từ hai chiếc, nhận hàng vẫn kiểm hàng, đẹp thì lấy cả hai, không đẹp thì hàng cả hai. Còn chân váy em đang mặc thì sẽ là CV85, em mặc thêm cho mọi người màu đen nữa nhé. CV85 của em có tất cả là hai màu và có tất cả là hai size. Em thiết kế cho mọi người đằng sau nó là chun để mọi người mặc thoải mái và không cần phải quá nhiều size, nó lườm già ra. Bởi vì đây này mọi người thấy không, chun này. Đó, em kéo này, các chị thấy chưa? Chun này. Đấy. Cho nên dưới 53 cân đổ về là mặc vừa size S. Và từ tầm 54 đến tầm 63 cân là mình mặc size M nhá. Áo tăm co giãn thoải mái không chị? Giờ đây ạ, mình nhìn vào đây giúp em nha. Thấy không? Tăm là phải giãn, tăm là rất là giãn luôn nhá. Đây. Thiết kế đằng sau là chun và cái phần thắt lưng nó sẽ che cái phần chun cho nên là nó vẫn rất là đẹp. Ok, thì Thu Hiền lên số điện thoại giúp em. Bây giờ em mặc sang cái CV85 đen nhá. Và chất này của em nó là chất trượt Nhật. À quên là nhầm, chất gọi là gì ạ? Chất chéo Nhật. Nó có mỗi cái chất mãi không nhớ, chị Thu Hiền lên số giúp em. Trên thị trường có một loại chất chéo Hàn nữa, nó sẽ rẻ hơn. Nhưng mà em đang bán cho mọi người đây, nó là chất chéo Nhật. Giá nó cao nhưng mà đổi lại là nó đẹp. Còn loại rẻ hơn nữa, váy này em có thể bán cho mọi người khoảng 90.000. Nhưng mà với cái giá 118.000 là em thấy rẻ khó chấp nhận rồi, không cần phải rẻ hơn nữa đâu. Rẻ khó chấp nhận rồi, mọi người nhìn giúp em đẹp chưa? Đấy. Màu tím này, và đang mặc với chân váy này là CV85 đen. Màu tím năm nay là màu hot nhất, đắt hàng nhất. Ok chị Ngọc Thúy nhé. Ủa anh hết trà rồi, anh cho xin gói trà đi. Hết à? À quên uống cái sắp đó. Mấy hôm nay toàn quên uống. Chờ em tím nha các chị. Tăm này không có sai đâu ạ. Được chưa? Đẹp chưa? À, em bảo có cái ví này em còn ít. Còn mỗi màu tầm 10 chiếc, em tặng nốt các chị 95.000 nhá. Giá cũ em bán là 102, em tặng nốt các chị là 95.000 nhá. Và yên tâm, mọi người luôn luôn yên tâm rằng là mọi người mua ví của em chắc chắn là các chị sẽ trộm ví sẽ rất là may mắn. Yên tâm, chắc chắn là như thế nha. Tại vì nhiều cái ví ấy gọi như là kiểu cái người cái ví là một cái gì đó nó cũng liên quan đến gọi là hơi phong thủy một tí, chứ nó không phải như kiểu quần áo bình thường. Như ở các chị mà dùng một cái ví thì mà nhiều tiền thì các chị không muốn đổi sang cái ví khác mặc dù nó cũ rồi đúng không? Ví kèm màu và kèm số điện thoại anh sửa giá cho em hôm nay là 95.000 đồng. Hôm nay em giảm cho các chị 95 là em nghỉ mẫu luôn, em không về thêm nữa đâu. Ví đen, ví kèm và ví nâu, hàng nhà em là full book full hộp. Ví của hãng này thì các chị biết rồi, hãng này thì quá nổi tiếng rồi. Ví nhá, ví kèm màu và kèm số điện thoại hôm nay là 95.000, hàng full book full hộp như thế này. Được chưa? Ví kèm màu và kèm số điện thoại. Ok, chị Hoa Nắng lên số điện thoại giúp em nhé. Đừng ghi chân váy màu đen, chị ghi giúp em là CV85 chị ơi. CV85 đen, đừng ghi là chân váy màu đen. Và ví của em là bao nhiêu ạ? Là ví của em là đang sale là 95.000 đồng. Đấy, đẹp chưa? Ví đen chị Đinh Hương ok này, 95.000 là giá sale rồi, các chị tranh thủ chốt đơn nhé. 95k ví kèm màu và kèm số điện thoại. Em còn đen, còn nâu và còn kem. Tuy nhiên là số lượng thì nó không còn nhiều, nó nói chung là số lượng nó xem thôi, không nhiều đâu. Ví kèm màu và kèm số giúp em nhé. Lên kính đi em. Ok chị, kính thì em có tất cả là hai mẫu kính. Một này, kính này sẽ ghi giúp em là kính gì ạ? Kính đen. Kính này sẽ ghi giúp em là kính đen. Và hai, kính này sẽ ghi giúp em là kính trơn.
kính này là kính đen và kính này là kính trơn. Kính kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong livestream này kính đen là bao nhiêu ạ? Là 99.000. Còn kính trơn là 98.000. Tất cả kính nhà em đều là hàng full book và full hộp, được chưa? Ghi cho em mã này. Chị nhận được đầm sắn eo rồi, xinh hơi ôm, chị tháo bên ra mặc rất ok. Em cảm ơn chị Hạnh Ngô rất là nhiều, em cảm ơn chị nhé. Chân váy em đang mặc là CV85. CV85 màu em đang mặc sẽ là màu đen. Và CV85 một màu nữa cho em sẽ là màu ghi. Hai màu đen ghi, em chốt trong livestream này cho các chị là 118.000. Và nhớ giúp em này, 118.000 nhưng hàng có kèm thắt lưng. Đi mua váy là auto được kèm thắt lưng, được chưa? Ghi cho em mã này sẽ là CV85 đen và CV85 ghi và cách số điện thoại. CV85 118.000 đồng. Em bán đầu tiên đi chăng nữa thì sau này các chị vẫn sẽ là người mua rẻ nhất. Vì cái váy này trên thị trường người ta bán theo set chứ người ta không bán rời. Còn em là em tách rời ra các chị bán chứ mua theo set cái thứ nhất. Theo set là luôn luôn nó sẽ đội giá thành lên bởi vì nó là cả cái áo nữa. Nhưng có những chị không có nhu cầu mua áo mà người ta chỉ có nhu cầu mua chân váy. Bởi vì áo này nó là áo trơn, hầu như là ai cũng có. Thành ra em chỉ bán chân váy cho các chị thôi. Nó vừa tiền. Và ví dụ như cả set mà đi kèm ngoài thị trường người ta bán 380. Vậy thì mọi người mua một cái váy này của em 118. Sau đó mọi người mặc với một cái áo trắng này hoặc là áo đen này chuẩn như mẫu nữa là cùng vào thì sẽ là 118 cộng 58 thì cứ cho là 120 cộng 60 thì cả set còn chưa đến 180.000. Trong khi một cái set này ngoài thị trường người ta mọi người mua 300 mấy chục nghìn cơ mà, đúng không? Và em đang mặc body hay suông a? Nó là kiểu suông suông này thì không phải sát xịt như này đâu. Nó vẫn kiểu có độ rộng và nó có một cái độ. Nói chung là em chả biết diễn tả như thế nào. Và đằng sau nó là có cặp chun nha chị. Áo em đang mặc thì 52 cân 3 vừa thoải mái. Em lọc lại bằng áo tăm cho các chị một lần nữa nhé. Áo tăm này là 58.000 đồng một chiếc. Và nhất định các chị nên mua thử. Có thể là ví dụ như lấy một áo tăm và dồn đơn với một quần ngố thái rồi bên em đi đơn. Mua thử sau đó đẹp thì quay lại Linh ơi lấy chị thêm mấy áo tăm nữa. Đảm bảo là các chị sẽ thích, trừ khi những chị nào không vừa thôi. Áo này sẽ là tăm tím là màu đất hàng nhất. Tăm trắng, tăm nâu, tăm đen, tăm bò, tăm sữa, tăm cam. Nhận quần Q99 vừa đẹp nha. Em cảm ơn chị Quân Di rất là nhiều. Bây giờ em sẽ lên lại Q99 cho các chị. Lúc này em vừa mặc cho mọi người Q99 màu trắng. Bây giờ em sẽ mặc cho mọi người Q99 màu đen. Em qua mẫu chân váy ở đây. Q99 nhà em thì nói thật với mọi người không một ngày nào không về hàng. Và một ngày trung bình về ít nhất là 500 chiếc. Và không một ngày nào nhà em không về hàng luôn đấy. Rồi bây giờ em sẽ mặc cho mọi người sang Q99. Em qua mẫu CV85 ở đấy nhá. CV85 118.000 đồng kèm thắt lưng. Bán cho mọi người một cái giá mà sau này bất kỳ ai bán thì các chị vẫn sẽ là người mua rẻ nhất. Chứ em không bán cho các chị một lần rồi thôi. Em bán để các chị mua lần này lần khác. Có những người đóng họ cho em tháng mấy chục triệu cơ các chị ơi. Tại vì là nghiện, mua nghiện mà không mặc hết. Chị Dung Lê áo tăm tím đen lên số giúp em nhá. Cho người rep tin nhắn cho chị nhé. Chị ơi bên em không có người check tin nhắn đâu. Nên là mình có thắc mắc gì đơn hàng hay vấn đề gì mình có thể gọi hotline trên ảnh bìa giúp em. Chị Phạm Linh hai áo tăm lên số điện thoại giúp em này. Các chị nhìn hộ em cái này đẹp chưa. Ghi cho em mã này sẽ là gì. Áo tăm kèm màu và kèm số điện thoại. Và quần này sẽ kẹp lại cho em với Q99 trắng với Q99 kèm màu và kèm số điện thoại. Tất cả những chị xem like nhà em mà mua Q99 nhà em rồi cứ phản hồi vào đây cho em. Và bây giờ em mặc thêm cho mọi người một cái áo màu tăm nữa. Nó là tăm bò, cũng rất là đắt hàng. Màu này thì mặc siêu nổi luôn. Em mặc tăm bò cho các chị nhá. Ở đây. Q99 115.000. Cái thứ nhất là bao các thể loại giá trên thị trường. Cái thứ hai là nhận hàng ưng thì mình lấy, không ưng. Không ưng các chị sẽ được làm hai điều. Điều thứ nhất là được hoàn hàng lại. Và điều thứ hai là quay lại đây chê hàng rất xấu. Em đang mặc Q99 nhà chị, ai gặp cũng hỏi cảm ơn Kim Xuân rất là nhiều. Các chị thấy chưa? Em nói rồi, Q99 dáng đẹp vãi trưởng. Em cảm ơn chị Diệu Linh. Không bao giờ hết lời khen luôn. Chị An Nhiên lên số điện thoại giúp em. Đây này, các chị nhìn này. Không có một cái mã nào mà em mời các chị nhiều như Q99. Bởi vì tự tin về sản phẩm thì mới mời. Ok, chị Hồng Vân Vũ. Đây, em đang mặc ở đây là áo tăm bò và mặc với Q99 đen. Em đã nói là tự tin thì mới mời các chị ơi. Thì Hồng Vân lên số giúp em nhá. Q99 có size chị nhá. Em bán 2 size ML chị ạ. Tại vì là như em đã nói á, là quần này là phải mặc ôm mới đẹp. Thành ra nếu như quần này mà mặc sát thì nó sẽ không còn đẹp nữa. Mà em thì em bán cho mọi người là form to. Size S thì mặc em sợ là nó sẽ không đẹp bằng những size ML. Thế nên là em không bán M, à không bán S. Mà em chỉ bán ML thôi để cho các chị mặc cho đẹp. Bởi vì nếu mà tư vấn S là kiểu gì cũng sẽ có chị lấy size S. Và như em đã nói là có gầy đến bao nhiêu cứ mặc size M cho em cho đẹp. Nó phải có độ bồng, độ bom như này thì nó mới đẹp. Còn nó bó sát như thế này thì nó lại không còn là Q99 nữa. Mà nó sang một cái mã quần khác rồi, được chưa? Q99 màu em đang mặc sẽ là màu đen. Q99 màu này cho em sẽ là màu nâu. Và Q99 màu này cho em sẽ là màu trắng. Q99 kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong livestream này cho các chị là bao nhiêu ạ? Đây nhìn vào đây giúp em. 100 bao nhiêu ạ? 115.000 đồng. Bao các thể loại giá trên thị trường cho các chị. Và nhận hàng nhớ hãy kiểm tra hàng trước khi nhận giúp em.
ướm thử lên người mặc vừa ok thì lấy, ướm thử lên người mặc vừa ok thì lấy giúp em nha các chị nha. Ghi cho em mã này sẽ là Q99 kèm gì ạ? Q99 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại, hoặc Q99 kèm màu, kèm cân nặng và kèm số điện thoại. 115.000 đồng chất Umi Hạn. Đây là mặt trước của nó, các chị nhìn này. Còn đây là mặt sau của nó này, các chị nhìn giúp em được chưa? Mặt sau của nó sẽ có hai cái nắp túi như này và mặt trước của nó như thế này. Và như em đang mặc ở là màu đen hoặc là màu trắng hoặc là màu nâu, ba màu này màu nào cũng bán được. Nhưng chắc chắn là không cần phải em nói thì các chị cũng sẽ biết là màu đen sẽ là màu bán được nhiều nhất. 115.000. Và đây là cái quần mà có nhiều phản hồi nhất trong tất cả những quần mà từ ngày xưa đến bây giờ em bán. Thật sự luôn. Còn áo em đang mặc sẽ gọi là gì? Áo tăm kèm màu và kèm số điện thoại. Tăm nâu, tăm trắng, tăm nâu, tăm đen, tăm sữa, tăm cam, tăm hồng và tăm tím. Treo lại cho em cái màu tím anh ơi. Tăm này cho em sẽ là tăm hồng và một màu nữa cho em sẽ là màu tím. Không thể thiếu được chưa? Không thể thiếu trong bảng màu đấy là màu tím. Đây các chị nhìn vào đây giúp em. Được chưa? Ghi cho em mã này sẽ là đây, anh cho vào cái chỗ này luôn này. Đây này, chỗ này này. Áo tăm kèm màu và kèm số điện thoại. Lên phông đi chị. Ok các chị muốn em lên phông gì ạ? Đây này. Chân váy dài qua gối em vừa tối qua có chứ em vừa mặc rồi, tí nữa chị xem lại livestream giúp em nhá. Đấy, bảng màu của em này, đỉnh của chóp luôn. Trời ơi ông ơi. Không sao. 58.000 đồng một áo và chỉ đi đơn từ hai áo. Đó, đỉnh chưa? Đầm mèo à, rồi. Bây giờ em phải lên một tí váy, cái váy gấu chữ em bán được rất là nhiều. Chị nào đang xem livestream ở đây mua váy gấu chữ rồi cho em xin một câu phản hồi nào. Mại dô, ai mua váy gấu chữ này cho em xin. À không, đây là váy mèo. Gấu chữ đen ở đâu nhỉ? Gấu chữ đen ở mũ hề. Đấy rồi, đây. Váy này ai mua rồi comment cho em biết đi nào. Cho em biết đi nào, đây này. Đẹp, kinh khủng, lên luôn. Qua mẫu nhá, qua mẫu Q99 và áo tăm ở đây nhá. Một cái mã mà em quá ưu ái, một live stream không biết lên một tỷ lần ấy. Không phải là em quá ưu ái đâu mà em bán được em mới lên thôi chứ ưu ái quái gì. Bây giờ mà bán ế thì các chị có bảo em cũng chả lên đâu mà. Đơn giản là bởi vì bán đắt hàng thì mới chăm lên thôi. Khách khen nhiều thì có động lực mà lên. Chứ bán cái mã mà chẳng thấy ai khen mà không đắt hàng thì em chả lên đâu mà. Bây giờ em lên cho mọi người là gì ạ? Màu nâu nhá. Váy gấu chữ kèm màu và kèm số điện thoại. Ai nhận rồi nào? Comment cho em biết đi nào. Váy gấu chữ kèm màu và kèm số điện thoại. Còn váy VIP không ạ? Ôi ôi các chị đừng nhắc đến váy VIP, nó đau lòng lắm. Nỗi đau của em đấy. Q99 em vừa lên xong mà chị Văn Hồng Phạm một Q99 đen. Q99 em vừa mặc đấy là màu đen. Q99 màu này cho em sẽ là màu nâu và Q99 màu này cho em sẽ là màu trắng. Em chốt trong livestream này cho các chị là bao nhiêu? Là 115.000 được chưa? Còn váy em đang mặc này, gọi giúp em là váy gấu chữ. Trách tại giá hộ em gái. Váy gấu chữ siêu đẹp luôn, thề siêu đẹp. Được chưa? 154.000 đồng bao giá thị trường. Và ảnh mẫu em up lên là ảnh thật 100%. Em vừa mặc size M chị. Ảnh mẫu up lên là ảnh thật 100%. Cái màu trắng là em mặc size L, cái màu đen là em mặc size M. Mọi người nhìn giúp em này. Hả? Sữa gì? Màu sữa. Không, đang nói Q99 mà. Đây mọi người nhìn giúp em này. Vầy gấu chữ 150 mấy cơ? 4 hay 5? 154.000 bao giá đối với chuẩn hàng như của em. Và ảnh mẫu áp lên giải sàn đấy là ảnh thật 100%. Sai ở đâu em đền tiền các chị ở đấy. Ok chị bé xinh lên số điện thoại giúp em. Ok chị Thảo Đinh. Váy gấu chữ màu em đang mặc sẽ là màu nâu là màu đắt hàng nhất. Váy gấu chữ màu này cho em sẽ là màu đen. Và váy gấu chữ màu này cho em sẽ là màu sữa. 154.000 đồng ảnh mẫu trải sàn áp lên là ảnh thật 100%. Em bảo rồi, sai ở đâu em đền tiền các chị ở đấy. Được chưa? Ghi cho em mã này sẽ là váy gấu chữ kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong livestream này là 154. Những váy này bình thường chả bao giờ em bán dưới 159 đâu nhờ. Bây giờ ế nên bán rẻ. Chị Kiên Kiên ơi, chị lên số điện thoại giúp em nhé. Mọi người đặt hàng bắt buộc phải lên số điện thoại nhé. Thấy em không chị? Na Tây ơi có thấy nha. Ghi cho em mã này sẽ là váy gấu màu em đang mặc sẽ là màu nâu. Váy gấu màu này cho em sẽ là màu đen. Và váy gấu... Anh ấn cái comment lúc nãy chưa? Và váy gấu màu này cho em sẽ là màu sữa. Váy mèo của em là váy mèo. Và ngay bây giờ em lên cả váy mèo cho các chị luôn. Váy mèo thì màu đắt hạng nhất lại là màu hồng, chứ không phải là màu đen, là màu ghi. Màu hồng mới là màu đắt hàng nhất. Ghi cho em mã này sẽ là váy gấu chữ nha. Phải ghi chữ vào cho em. Váy gấu chữ kèm màu và kèm số điện thoại. Còn váy hồng đây. Váy hồng thì em có tất cả là 3 màu. Em chốt trong line này cũng 154.000 đồng. Và cũng bao giá thị trường luôn. Và cũng ảnh giải sàn lành thật 100%. Bây giờ em mặc cho mọi người váy mèo hồng nhá. Chị nào lấy váy gấu chữ, anh chuẩn bị cho em cả cái váy học sinh đi. Anh ơi xem ở đâu. Cái váy học sinh là váy còn đắt hàng hơn cả váy gấu chữ. Những cái váy này em nói thật là gần như là không có tỷ lệ hoàn về luôn. Khách hầu như là lấy. Tại vì mấy cái váy là đẹp ấy.
không, gần như là không có tỷ lệ hoàn về luôn. Thế em mặc cho mọi người váy mèo, và sau váy mèo thì em sẽ mặc cho mọi người váy học sinh nhá. Lên quần bò suông đi em ạ. À, ok, chờ em chút nha. À, bò suông chắc là line này không lên được đâu chị ạ. Cũng không có mã gì ấy. Đẹp chưa? Màu hồng này. Em nói màu hồng là màu đẹp nhất mà. Đấy, ghi cho em mã này sẽ là váy mèo hồng và cách số điện thoại. Màu em đang mặc ở đây sẽ là màu hồng. Váy mèo hồng và cách số điện thoại giúp em. Được chưa? Đẹp chưa? Em chốt trong livestream này cũng là 154. Anh lấy cho em 4 màu váy em, váy học sinh xuống đây. Học sinh sáng nay mới về được mấy trăm chiếc ấy. Đây. Lệch vai hôm nay em xả là 64 đấy. Tranh thủ chốt đơn đi chị ơi. Chị Thư chi chi gì đây, lên số điện thoại giúp em nha. Đó, váy mèo cũng 154 và form nhà em bảo là cái lúc đi đẻ vẫn vừa, 75-80 cân vẫn vừa, không vừa em cho các chị hoàn hàng lại. Ghi cho em mã này sẽ là váy. Úi dồi, mọi người có thấy nghe cái tiếng băng dính ấy. Mở cửa ra một phát là tiếng băng dính nó gọi là dội vang luôn ấy. Nhà em ngày nào cũng như thế, giờ nào cũng như thế. Vang dội luôn. Gọi là tiếng băng dính gọi là vang dội luôn ấy. Red. Ghi cho em mã này sẽ gọi cho em là gì ạ? Váy mèo kèm màu và kèm số điện thoại. Em có váy mèo màu em đang mặc sẽ là màu hồng. Em có váy mèo màu này sẽ là màu ghi. Và em có váy mèo màu này cho em sẽ là màu đen. Váy mèo kèm màu và kèm số điện thoại em chốt trong livestream này là 154.000, đang định đọc 114 chắc điên. 154.000 đồng một váy, bao giá, bao chất và bao kiểm hàng. Và cái ảnh giải sàn của em là ảnh hot, à quên, ảnh giải sàn là ảnh thật nhá. A12 màu sữa cho chị Thành Đạt, lên số điện thoại giúp em nhá. Chị nào lấy váy mèo hồng chốt luôn, và ngay bây giờ em sẽ lên váy gì? Váy học sinh, siêu đất hàng, được chưa? Váy học sinh kèm màu và kèm số. Đây, học sinh đây. Anh treo cho em cái học sinh hai màu này lên này. Em mặc cái màu dê này luôn. Nhìn hàng nhé em, chuẩn nhận hàng đúng như này thì nhận, được chưa? Sao hỏi không trả lời vậy sốt? Bây giờ em mới thấy comment của chị này, chị Oanh ơi, chị hỏi gì chị comment lại giúp em nhé. Mới nhận được hàng rồi, đẹp hơn tưởng tượng luôn, tủ đồ của em, toàn đồ của chị Linh. Cảm ơn Ruby Hà rất là nhiều, em cảm ơn mọi người nhiều nhé. Váy mèo hồng che đi Nguyễn lên số ạ, ngoài đất hàng. Váy gì ạ? Váy học sinh kèm màu và kèm số điện thoại. Đọc cái comment là có động lực ngay. Đọc cái comment của khách sướng cái cuộc đời. Nhưng mà phải bán được chứ bán ế vẫn không sướng. Ghi cho em mã này sẽ gọi cho em là váy học sinh kèm màu và kèm số điện thoại. Q99 của em thai to nhất, thoải mái đến 70 cân nha chị. Váy học sinh một bao nhiêu anh nhỉ? 155 hay sao nhỉ? Hay là 154 luôn nhỉ? Check giá em cái. Đây, ghi cho em mã này sẽ là váy học sinh kèm màu và kèm số điện thoại. Các chị nhìn form nhá, form này. 75-80 cân vẫn vừa, và em có tất cả là 3 màu. Váy này em bán đất hàng lắm. Váy học sinh màu này sẽ là màu sữa, váy học sinh màu này sẽ là màu đen, và váy học sinh màu em đang mặc sẽ là màu rêu. Em chốt trong livestream này cho các chị là bao nhiêu ạ? 155.000 đồng. 155.000 đồng. Chán nhân viên hotline nhưng đồ chị đẹp vẫn phải mua. Thông cảm giúp em, thật ra thì cái bạn nhân viên hotline bạn ấy cũng phải nghe máy rất là nhiều, mỗi một ngày hàng trăm cuộc điện thoại. Thật ra là mình cũng thông cảm cho bạn ý, các chị cũng áp lực công việc lắm. Em thì em cũng nói chung là cũng cố gắng nhắc nhở nhân viên là làm lúc nào phải ok nhất, nhưng mà nhiều khi công việc quá tải và quá nhiều ấy, nhiều khi công việc nó mệt mỏi, nên là các chị thông cảm cho các bạn ý nhé. Chị Ngô Uyên Vi lên số điện thoại giúp em, chị Hạnh Ngô lên số điện thoại giúp em nhé. Ghi cho em mã này sẽ gọi cho em là váy học sinh kèm màu và kèm số điện thoại. Váy học sinh kèm màu và kèm số điện thoại 155.000 đồng. Em có váy học sinh màu em đang mặc sẽ là màu rêu. Màu này cho em sẽ là gì ạ? Váy học sinh màu đen. Và màu này cho em sẽ là váy học sinh màu sữa. Em chốt trong livestream này là 155.000 đồng. Còn kính này là kính đen 99.000 đồng. Chị Cherry Nguyễn đặt váy hồng lên số điện thoại giúp em. Và đừng quên dồn set tip vào nha, 66.000 đồng một set. Khách em bảo mua 120.000. Sau đấy mới biết em và mua thử của em về không khác mẹ gì nhau, đùa chứ. Váy gấu chữ chị lấy màu gì đấy chị Thảo Trần Thị ấy, cho em xin số nhá. Và màu lệch vai đây chị ơi. Ủa đâu rồi nhỉ? Lệch vai này em có 4 màu đây chị. Em có cả đây này. Nhưng mà em phải tháo ra mất rồi. Em có đen này, em có sữa, em có nâu. À đây đủ đây. Nâu, đen, sữa và có cả một màu trắng, là trắng tinh ấy, là 3 màu nhá. Chị Woman V một set chip lên số giúp em ạ. Có váy đi tiệc không? Dạ nhà em không có váy đi tiệc. Chị nào lấy váy học sinh nhá, chốt giúp em là váy học sinh và cách số điện thoại nhá. Sóc đùi kèm đai cái sóc đùi kèm đai đấy là Q66, thì lúc nãy em cũng có lên rồi. Q66 đấy của em là hàng Quảng Châu. Em chốt trong line là 124.000 đồng, 124. Đồ bộ ở nhà, đồ bộ ở nhà thì em có mấy mã bộ ấy. Một là bộ gọi là gì nhỉ? Một là bộ bộ Mickey, và hai là bộ gấu B95. Hai cái mã này rất là đắt hàng ngày hôm qua. Một là bộ Mickey, hai là bộ B95. Bộ Mickey này đẹp, bộ B95 này cũng đẹp.
B95 này mà mặc em sẽ mặc cho mọi màu tím. Đằng nào thì nó cũng thiếu đơn thì các chị chờ hàng về, nhưng em sẽ mặc nốt cho mọi màu tím nhé. Em coi áo phông phông rộng đi chị, áo phông phông rộng thì nhất định phải lấy con này QC này. Nhất định nên lấy con QC này. Em nhập đến bây giờ là 3.500 con QC này rồi. 3.500 QC rồi. QC bò, QC đen, QC trắng, QC xanh và QC tím. Nếu như mà ai mà là tín đồ của áo phông phông rộng thì nhất định phải lấy áo này nhá. Bởi vì là nhà em thì quá phản hồi, nhiều phản hồi với này rồi. Nhưng có thể là nhiều chị bây giờ mới biết em là chưa biết đến mẫu này. Thế em nói là nếu mà tín đồ phong rộng thì nhất định phải lấy con QC kia. Em bán đất hàng lắm ấy. Về bao nhiêu cũng hết, về bao nhiêu cũng hết mà. Quần jean suông màu trắng kem, có quần jean suông đồ bộ nhà em chất đẹp tuyệt. Chị mua mấy bộ rồi mà vẫn muốn mua nữa nhưng màu khác. Dạ em cảm ơn chị. Thế thì cái màu tím này hôm nay mới có, tranh thủ chốt đi chị này. Màu tím này là ngày hôm qua em mới bắt đầu có đấy. Không muốn xem like của chị luôn, mỗi lần coi là muốn mua. Biết ngay mà kiểu gì cũng nói như thế. Ôi nhiều người cứ bảo em lấy thôi nghỉ đi, tốn tiền. Nhưng mà em like thì nhà em, nhân viên em với cả em chết đói các chị ơi. Nghỉ làm sao được. Nghĩ cho em mã này sẽ gọi cho em là gì ạ? Bộ gì ạ? B95, anh lấy nốt cho em bảng màu B95 xuống đây kìa. B95 kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong live chị, em thích cái màu này cho nhất trong 4 màu. Thích màu này nhất trong 4 màu. Và nhớ giúp em này, chất này của em là chất cốt tông tàu, không phải chất cốt tông khô. Chất cốt tông khô là đầu Tết là em ra Tết là em bán nhiều, nhưng bây giờ mọi người thấy đó, trời nắng rồi, thời tiết bắt đầu nóng lên rồi, cho nên là em bán sang cái chất cốt tông tàu này. Nó mát hơn mà nó giãn nhiều hơn, đổi lại thì giá nó cao hơn. Cao hơn là so với bình thường, chứ bây giờ nói thật là nó rẻ hơn cả hàng cốt tông khô đầu năm luôn ấy. Cốt tông tàu bây giờ còn rẻ hơn cả cốt tông khô đợt đầu năm cách đây hơn một tháng. Trượt giá kinh khủng luôn. Mặc quần kẻ bị rách cả chị ơi. Thế thì chắc là cái quần đấy rỗi rồi thì mình hộ em, mình ra mang ra tiệm mình chạy lại một đường giúp em nhé. Tại vì là chắc là kiểu như là cái vải đấy, chắc là một là cái đấy nó lỗi, mà hai là cái vải kẻ đấy nó kiểu là nó ấy, thì mình mang ra tiệm mình đạp một đường xem là nó có ok hay không nhá. Ghi cho em mã này sẽ gọi cho em là gì ạ? Mẫu này ghi giúp em là set gì ạ? B95 màu tím. Còn như cái bộ này các chị có mặc 5 năm không rách được. Còn cái vải kẻ nó là cái kiểu chất vải gọi là chất, gọi là cái chất mà kiểu nó thô thô, nó khác với cái chất liệu cốt tông này, thành ra là có thể mặc nó sẽ dễ bị rách hơn. Chứ còn riêng như mấy bộ này thì các chị mặc chục năm cũng không bao giờ rách được luôn ấy. Chỉ có là mặc nhiều thì nó rão với cả nó nhạt cái hình in thôi. Ghi cho em mã này sẽ gọi cho em là set gì ạ? Set này ghi cho em là B95 màu đen. Màu này cho em sẽ là B95 màu vàng. Màu này cho em sẽ là B95 màu đen. Và màu này cho em sẽ là B95 màu kem. B95 kèm màu và kèm số điện thoại. Em chốt trong live stream này cho các chị là 104.000 đồng một bộ. Mà lại còn chất cốt tông tàu, không phải chất cốt tông khô. Chị Hà Đinh một set chip ok lên số điện thoại giúp em. Ngoài ra có cả set này nữa, các chị có thể lại lấy song song một set này và một set này hai màu khác nhau. Mã này thì sẽ là set mix đen, mix kem, mix hồng và mix nâu. Còn set này thì sẽ là B95 tím, tím kem với cả vàng với cả đen. Nói chung là bảng màu nó hơi khác nhau một chút. 104.000 đồng một bộ. Và màu em đang mặc là màu tím, các chị thấy mát chưa? Nhìn mát mát nhỉ. Và cái màu mà trắng da nhất thì là màu này này. Đấy, trắng da nhất thì là màu vàng này này. Còn hai màu này thì dễ mặc. Còn cái màu này thì mặc siêu trắng da luôn, màu này là màu vàng nhá. B95 kèm màu và kèm số điện thoại giúp em. Set chip mấy chiếc vậy chị? Dạ set chip nhà em mỗi một set sẽ là 3 chiếc chị ạ. Mỗi một set chip sẽ là 3 chiếc, các chị nhìn vào đây giúp em này, đó, giãn này, kéo này. Kéo này, thấy không? Mỗi một set chip sẽ là 3 chiếc. Và set này của em là hàng cao cấp, mặc rất là sướng. Các chị cứ kiểm tra hàng và bóc hẳn set chip ra. Như em đã nói rồi, là khi các chị hàng đến là như thế này đúng không? Thì mình bóc cái túi bên ngoài là cái túi của nhà em đóng ra. Xong rồi đến cái túi bên trong là túi này. Thì các chị mở cái túi này ra, các chị tung hẳn ra, các chị xem cái quần này. Thứ nhất là chất lượng, chất liệu. Thứ hai là form dáng, có ok hay không. Thì lúc đấy các chị mới quyết định là nhận hàng hay không nhận hàng. Kính trắng em vừa đeo bao nhiêu? Dạ kính đấy chị ghi giúp em là kính trơn. Kính trơn của em là 98.000 đồng. Còn kính đen của em là 99.000 đồng. Hai mã em đều bán đồng nghìn hết. Nói chung là em thì không bán quá nhiều mẫu kính. Nhưng xác định là mẫu này em đã bán là em sẽ bán số lượng. Chứ em thì em không thích bán nhiều mã và bán ít. Mà em thích bán ít mã nhưng mà bán được số lượng cơ. Như thế nó đỡ mệt hơn ấy. Ghi cho em mã này sẽ là kính đen. Kính đen là 99.000 đồng. Tất cả đều là hàng full book và full hộp da hết. Cái kính đen thì phun túi da, còn cái kính trắng này thì là phun hộp da. Đó. Không, 66.000 3 chiếc thôi ạ. Một set của nó chỉ có 3 chiếc thôi. Trung Quốc nó làm như thế mà. Đây này mọi người nhìn giúp em này. Kính trơn nhà em này, đỉnh không? Bản thân em đã lấy và em tặng bạn em một chiếc. Nói chung là mặc đeo đẹp lắm. Vừa rẻ vừa đẹp, gọi là ngon bổ rẻ. Rồi có chị nào lấy gì nữa chốt nốt giúp em nhé. Vẫn còn 600 người xem nha. Nói thật là em hết sức, em quá mệt rồi, không thể like được nữa. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Ai lấy gì nữa chốt nốt thì để em tắt like nha.
Chốt gì chốt nốt để em tắt like nha mọi người. 600 người xem, 4 giờ chiều thì vẫn 600 người xem. Không hiểu kiểu gì. Ngô Thái của em là 37.000. 37.000 cho tất cả các chị dồn đơn. Like nào cũng mặc. Đây này. Đây này. Like nào cũng mặc bên trong 3 năm nay rồi. Bộ em đang mặc là B95, 2 set tip và chị Út Hiền lên số giúp em nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi livestream của em. Và sau ngày hôm nay thì em sẽ phải nghỉ mấy ngày rồi em mới live tiếp. Và đơn của các chị ngày hôm qua và ngày hôm nay thì nha, em sẽ chốt trong vòng 3 ngày. Ngày hôm nay, ngày mai và ngày kia thì đến ngày kia nha, em mới live tiếp nha các chị nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi livestream của em. Và các chị lưu ý giúp em là tất cả những ai có đơn rồi nhớ chủ động nhắn tin địa chỉ số điện thoại vào cái page này giúp em. Và chờ bên em nhắn tin hoặc gọi điện gửi đơn gửi hàng cho các chị. Chị Phúc Anh 2 set chip lên số giúp em nhé, nhớ giúp em. Và thứ hai nữa là ví dụ chị nào mới vào sau chưa xem được hay mới xem được một đoạn hay là chưa chốt được gì, các chị có thể xem lại livestream và tua lại livestream. Thích mã nào mình comment theo cú pháp mã cách số điện thoại. Hệ thống máy tính bên em vẫn sẽ tự động lên đơn. Và nếu như sản phẩm nào để đấy còn thì nhân viên bên em vẫn sẽ chốt đơn cho các chị nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chị Thảo Đinh lên số điện thoại giúp em ạ. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Bye bye mọi người. Chúc mọi người hôm nay thứ 6 à. Thứ 6 thì phải tầm thứ 2 em mới like lại đấy, chủ nhật hoặc thứ 2 nha. Bye bye mọi người nha.